Hãy nhìn xem, một đĩa thức ăn rơi xuống giày của đàn anh. Nữ sinh bị dọa đến mức run rẩy, không ngừng xin lỗi anh ta. Nhưng mà đàn anh lại bỏ ngoài tai, cô nói mình sẽ mua đôi giày khác cho anh. Nhưng nam sinh kia nói với cô ấy rằng đây là bản giới hạn, cô có mua được không? Nữ sinh liền nói cô có thể đền tiền hoặc là bảo cô làm gì cô cũng làm. Lúc này ở bên cạnh có một bạn học đưa ra một ý, là bảo cô liếm sạch giày cho anh ta. Đàn anh nói đây là một ý hay, vì thế liền đưa giày ra nói, cô liếm sạch đi, tôi sẽ tha thứ cho cô. Theo đó, bắt đầu có tiếng hô hào, liếm đi, liếm đi. Các bạn xung quanh vui vẻ vỗ tay, không một ai tới giúp đỡ cô ấy. Cô liền khóc nấc lên, bạn thân của cô đứng bên không nhìn nổi nữa. Bỗng nhiên có một cô gái đứng dậy, đi tới nói với đàn anh, tôi thấy anh quá đáng rồi đấy. Bạn của tôi cũng không cố ý mà, không cần phải đối xử như thế chứ. Lúc này bốn phía đều im lặng, các bạn học đều không dám hét lên nữa. Bởi vì từ trước tới nay không có ai dám nói như thế với anh ấy. Cậu ấy là Tham, thiếu gia của nhà Pajanaman, là tập đoàn lớn nhất Thái Lan. Đồng thời anh ấy cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Sinh ra đã ở Vạch Đích, còn được biết đến với cái tên Little Bieber phiên bản Thái Lan. Nhưng tính cách thì rất tệ, có tính sở hữu cũng rất cao. Nếu không vừa ý sẽ động tay động chân với bạn học. Ở trường học, anh rất ngang ngược nên không ai dám trả treo lại. Bởi vì đến cả ngôi trường này cũng là của tập đoàn Pajanaman. Nhưng nhà của Gozia lại hoàn toàn ngược lại. Cô sinh ra trong một gia đình bình dân, vì tài năng thể thao của mình mà được nhận vào trường. Gozia là một nữ cường mạnh mẽ, vô cùng căm ghét những tên nhà giàu dựa vào quyền lực mà bắt nạt bạn. Nhưng cô lại chỉ có thể nhìn mà không làm được gì cả, chỉ muốn học hành và tốt nghiệp trong yên bình. Nhưng không ngờ hôm nay bạn thân lại bị bắt nạt. Vì đã đắc tội tới chùm trường Tham, Gozia dự cảm được sắp tới cuộc đời mình sẽ khốn khổ đây. Quả nhiên, hôm nay khi cô mở tủ học sinh ra, một lá bài màu đỏ xuất hiện trước mắt. Những bạn học xung quanh liền lấy điện thoại ra chụp ảnh. Một lúc sau tất cả học sinh đều nhận được tin, trò chơi chiếc thẻ đỏ bắt đầu. Ở ngôi trường này, nếu học sinh nào nhận được thẻ đỏ thì có nghĩa là tất cả học sinh trong trường đều có thể tùy ý bắt nạt. Hơn nữa mọi người đều biết được quy tắc không được để lại chứng cứ bắt nạt. Vì thế sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn khác nhau. Ví dụ, bỗng nhiên xuất hiện xô nước, giây sau bỗng nhiên xuất hiện chậu hoa, sau đó lại đưa anh ta tới nhà thi đấu trong trường sau đó bị động tay chân là chuyện thường. Mà người tạo ra trò chơi này chính là người đứng đầu nhóm F4, Tham. Nơi đây có bốn anh chàng vừa cao vừa đẹp lại rất giàu. Mọi người đều gọi họ là F4, là nhóm nổi tiếng nhất trong trường bây giờ. Bọn họ cũng là trọng tài cho trò chơi này. Lúc này Gozia nhận được thẻ đỏ, cô ấy biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Gozia liền trốn vào phòng y tế, không ngờ lại bị phát hiện. Một số nam sinh khác cũng đến đây tìm cô. Gozia liền kéo rèm che lại, sau đó nhảy ra từ cửa sổ ra ngoài. Nhưng một giây sau thì bị bạn học đổ đá bóng ra khiến cô bị ngã. Bạn thân của cô đã chứng kiến tất cả từ đằng xa, nhưng cô ấy không những không giúp, ngược lại lại hèn nhát xoay người chạy đi. Lúc sau một xô nước bẩn từ trên tầng đổ xuống, khiến Gozia ướt từ đầu đến chân, những nữ sinh trên lầu cười nhạo cô, ôi con chó hôi thối. Gozia vô cùng phẫn nộ mà chạy lên tầng thượng, hét thật lớn vào không trung để giải phá tâm trạng. Nhưng lúc này một giọng nói vang lên, nơi đây vốn dĩ rất yên tĩnh, gần đây em luôn tới đây sao? Gozia giờ mới phát hiện ra, hóa ra một người trong F4, Zen cũng có mặt ở đây. Lúc Gozia sắp rời đi, Zen kéo cô lại, đẩy cô vào tường, dùng tay bịt miệng cô. Hóa ra Zen phát hiện có bạn đuổi theo cô nên giúp cô đuổi bọn họ đi. Sau đó nói với Gozia, hôm nay muốn trốn khỏi bọn họ thì hãy đợi sau khi tan học mà lên chỗ an tĩnh này. Đừng hét lớn như thế nữa là được, đợi tới khi trời tối, bạn học đều về nhà, Gozia mới cẩn thận nhẹ nhàng về lớp, định lấy chiếc cặp rồi về nhà. Đúng lúc này, ba học sinh nam bất ngờ xuất hiện, hưng phấn bắt cô lại. Bọn họ trực tiếp đưa cô tới nhà kho, cho dù Gozia phản kháng mãnh liệt, nhưng cô cũng chỉ là một nữ sinh yếu ớt mà ba nam sinh lại rất mạnh mẽ. Trong lúc đánh nhau, quần áo của Gozia bị xé rách, nam sinh không dừng lại mà lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lúc này sau lưng bọn họ xuất hiện một giọng nói, trời vui thế sao? Nam sinh quay đầu lại nhìn, chính là Zen, hắn bị dọa sợ hãi, Zen nói với bọn chúng đủ rồi. Hắn ta còn muốn nói gì đó, nhưng Zen đã chặn họng và bảo bọn chúng cút ra ngoài. Ba tên kia đành rời đi, bọn chúng biết rằng, nhìn Zen có vẻ thư sinh thế kia nhưng khi tức giận thì đáng sợ hơn cả Tham. Zen nói với Gozia, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, thì lại gặp cô, sau đó vô tình vứt cho Gozia một cái khăn. Mà Gozia như một cô gái đang chịu tủi nhục gặp được anh trai, không thể nhịn nổi mà khóc thật to, cô bây giờ không dám ra khỏi phòng. Ba tên kia vẫn còn đứng đợi ở ngoài, vì thế Zen lấy ra một chiếc bật lửa. Một lúc sau báo động cháy khởi động, nước bắt đầu tuôn xuống, cảnh này làm cho Zen càng thêm đẹp trai hơn. Lúc này, ba tên nam sinh ở ngoài bị nước xối cũng chạy mất. Mà Zen lúc này đứng dưới là nước, giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích. Nhẹ nhàng, đẹp trai, mê đắm lòng người, đứng trước mặt Gozia anh như một chiếc cầu vồng. Anh ân cần hỏi cô, như thế này thì em đã an toàn rồi chứ? Lúc em cảm thấy cô đơn thì có thể đến đây nghỉ ngơi một chút. Gozia có chút thất thần, lúc Zen rời đi tim của Gozia cũng bị mang đi. Nhưng về tới nhà Gozia đã đóng cửa nằm trong phòng, cảm thấy bản thân đã chịu tủi nhục lớn. Mẹ hỏi cô có chuyện gì, Gozia nói cô chỉ muốn học ở ngôi trường bình thường. Nhưng mẹ lại nói với cô cần phải học cách kiên cường, học cách nhẫn lại một chút thì tất cả sẽ qua thôi. Trường học đất đỏ này đều là những thiếu gia nhà giàu, những người con gái khác còn không chen được vào, bà bảo cô phải biết trân quý cơ hội. Gozia lại không nghĩ như vậy, cô nói với mẹ rằng tiền không phải là thứ vạn năng, nhưng mẹ lại không thèm nghe. Thậm chí bà còn phản bác mạnh mẽ nói không có tiền thì không thể được. Gozia không cãi được mẹ, tức giận trực tiếp ra khỏi nhà.
nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Tham đã xô ba tên nam sinh kia đã xuống nước, vừa nhấn chúng xuống nước. Tham vừa mắng ba tên này, tao bảo chúng mày dọa Gozia, chúng mày lại làm chuyện ngu ngốc như thế. NJ bên cạnh nói với Tam, cậu cũng quá đáng rồi đấy, lại có thể phát thẻ đỏ cho cô gái nhỏ. Lần này cậu ra tay quá mạnh rồi, Tam do dự một lúc rồi nói, đối với tớ làm người tốt thì phải tàn nhẫn. Mà bên này, mẹ đã tiêu hết tiền tiết kiệm mua cho cô một đôi giày da mới. Bố cũng an ủi Gozia, những chuyện xui xẻo ấy là vì giày của cô quá cũ rồi, bây giờ đổi sang đôi giày mới thì sau này sẽ bắt đầu may mắn. Vì thế, chỉ cần nhẫn nhịn một chút thì sẽ tốt nghiệp thôi, cố lên nhé con gái, cố lên. Ngày hôm sau Gozia tới trường học, mở tủ ra không có thẻ đỏ nữa. Cô cuối cùng cũng thở phào một hơi, giày mới quả nhiên mang lại may mắn. Nhưng không ngờ một lúc sau, giày của cô lại bị cướp mất. Lúc này tin nhắn trong điện thoại vang lên, hóa ra trò chơi thẻ đỏ vẫn chưa kết thúc. Gozia đi chân đất đuổi theo bọn họ, đây cũng là cái bẫy của chúng. Bọn họ đá chiếc giày mới của cô như đá bóng, đá tới nhà thi đấu bỏ trống, bỗng nhiên có một bàn chân dẫm lên giày của cô. Người dẫm lên giày lại chính là Tam, anh quát mắng bọn học sinh xung quanh, chúng mày đang làm cái gì thế? Đủ rồi, sau đó nhặt giày của Gozia lên, đưa cho cô. Gozia vừa đưa tay ra lấy thì anh lại giơ lên cao, sau đó cao giọng nói, đây không phải là rác sao, các cậu lại có thể chơi đùa như thế được. Anh lấy ra một con dao từ túi quần, trực tiếp rạch vào chiếc giày mới của Gozia. Anh không biết rằng vết dao của anh không chỉ rạch một chiếc giày mà là toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ Gozia, là niềm hy vọng cuối cùng của Gozia để cô ở lại ngôi trường này. Cô ấy không nhịn được mà rơi nước mắt. Lúc này Tham quay người vứt giày của cô vào thùng rác, anh ta muốn Gozia biết rằng đắc tội với thiếu gia là như thế nào. Mọi người đều không ngờ rằng Gozia lại đi tới chiếc thùng rác, nhặt chiếc giày đã bị rạch rách nát, hơn nữa còn dính cả nước bẩn lên trực tiếp đi vào. Các bạn học xung quanh đều tỏ ra vô cùng kinh thường. Tham lúc này đang đứng sau cô kinh thường nói, rác cũng có thể đi sao? Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là Gozia xoay người, trực tiếp đạp vào bụng anh ta. Còn chưa đợi anh ta phản ứng lại, Gozia trực tiếp nhấc người anh ta lên, nắm cổ áo anh ta vừa khóc vừa hét lớn. Từ hôm nay trở đi, tôi và anh không đội trời chung, tôi tuyệt đối sẽ không bị anh ức hiếp đâu. Bạn bè xung quanh đều kinh ngạc, lúc này thầy giáo đi tới, Gozia mới đứng dậy chạy đi. Nhưng video cô đánh Tham lại lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Không chỉ làm mất mặt Tham, hơn nữa còn xuất hiện những người lên tiếng chỉ trích F4. Gozia thấy mọi người trên mạng đang ủng hộ cô, trong lòng rất vui, nhưng cô lại không biết được nguy hiểm đang đến gần. Buổi sáng lúc cô vừa ra khỏi nhà thì bị bốn người đàn ông mặc vest kéo đi, sau đó đội mũ lên cho cô, sau khi tỉnh lại thì đã nằm trên phòng phẫu thuật. Một con dao sắc xuất hiện trước mắt cô, nhưng hóa ra là để cạo lông mày. Tiếp theo là đắp mặt nạ, cạo lông mặt, đánh má hồng, sau đó còn lấy ra nhiều loại bông tai. Một lúc sau, một Gozia vô cùng tuyệt tắn và xinh đẹp được đưa tới phòng khách vô cùng sang trọng. Trên người là bộ váy lộng lẫy, trang sức sang trọng, hiện lên đường cong trên cơ thể tuyệt đẹp. Gozia vô cùng bối rối và không biết phải đi đâu. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên, thích không, Tam xuất hiện sau lưng cô. Gozia quay ra hỏi anh bắt mình tới đây để làm gì vậy? Tam nói với cô, trang điểm và làm tóc, còn cả quần áo là 1 triệu, chiếc vòng tay và dây chuyền cũng 4 triệu. Tổng cộng là 5 triệu và thêm chiếc xế hộp xịn đang trên tay anh nữa thì vừa tròn 10 triệu bạc rồi. À, cho anh em nào thắc mắc thì đổi sang tiền Việt xương xương 6,7 tỏi thôi nhé. Chỉ cần cô quay một clip xin lỗi, thừa nhận đắc tội với F4 là do bản thân không hiểu chuyện. Xe xịn và trang sức đều là của cô, anh còn nhấn mạnh những thứ này Gozia vất vả cả đời cũng không có được. Sau đó anh còn hiện lên vẻ mặt đắc chí. Đây là những kinh nghiệm mà trước kia anh ta dùng để giải quyết rắc rối. Không có một cô gái nào có thể vượt qua được cám dỗ của những thứ này. Gozia chắc chắn cũng không phải ngoại lệ. Tham tràn đầy tự tin dường như nắm chắc kết quả. Không ngờ Gozia lại nói với anh ta, anh muốn cô xin lỗi hoàn toàn không cần làm những thứ này, phải chăng trong lòng anh cũng thấy có lỗi với cô nên mới dùng tiền bù đắp. Thấy cô nói trúng tim đen mình, anh cũng không bao biện nữa, bảo Gozia mau chóng quay video, sau đó cầm đồ mà đi. Gozia cũng lần nữa nói, nếu như thấy có lỗi, anh hãy công khai xin lỗi, mọi người đều sẽ tha thứ cho một bạn học muốn sửa chữa lỗi lầm, cũng không phải cứ bám riết vào quá khứ. Nhưng Tham nhất quyết muốn đưa chìa khóa xe cho Gozia. Trong lúc giằng co, Gozia không cẩn thận đá vào chân giữa của Tham, sau đó liền chạy đi. Nhưng biệt thự của Tham rộng 500 mẫu, có hơn 150 phòng. Gozia chạy hơn 30 phút, vẫn không thể chạy tới phòng khách. Lúc bọn họ lần nữa giằng co, thì quản gia xuất hiện, lúc này mẹ của Tham cũng bước vào. Mẹ Tham chỉ nói ba chữ xử lý đi. Gozia liền trực tiếp bị kéo đi, mà Tham chỉ có thể đứng nhìn. Sau khi mẹ rời đi anh ấy vẫn còn sững sờ, động cũng không dám động. Tham thân là thiếu gia nhà giàu, lại là người thừa kế của tập đoàn, còn uy quyền đẹp trai và độc đoán, nhưng ở nhà đứng trước mặt mẹ thì lập tức trở nên dè dặt. Lúc ăn cơm tối, mẹ nói với anh, tất cả mọi việc anh làm ở trường, mẹ anh đều biết rõ trong lòng bàn tay, mẹ không quan tâm anh chơi trò chơi gì ở trường, nhưng mà anh phải nhớ vị trí của mình. Anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn, mai sau sẽ là giám đốc tiếp quản doanh nghiệp với mạng lưới trên thế giới, nên ở trường anh không được để xuất hiện bất kỳ tai tiếng nào cả, gây ra rồi thì tự mình giải quyết. Tam luôn phải chịu những áp lực lớn, tức giận mà càng trở nên ngông cuồng, đua xe, đánh nhau, xảy ra chuyện thì đều dùng quyền uy giải quyết. Không ngờ lần này lại thất bại dưới bàn tay của cô gái nhỏ này, anh thề cả đời này sẽ không để yên cho Gozia, người hầu đang rót rượu, không cẩn thận làm đổ ra bàn. Cô ấy hoảng hốt xin lỗi phu nhân, nhưng phu nhân chỉ vuốt tóc nói với quản gia, tối nay hãy đuổi việc cô ta.
Bà ta là mẹ của Tam, là một người nổi tiếng độc ác và lạnh lùng. Từ nhỏ tới lớn, mười mấy năm, Tam chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của mẹ. Sự gai góc của bà đã khiến lòng anh luôn phải dồn nén. Vì thế nên mới hung ác với bạn học và đối xử tệ với Gozia. Đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài mà anh ấy cố khoác lên mà thôi. Bên kia, Gozia bị đưa ra khỏi nhà Tam, lúc này mới phát hiện chiếc chìa khóa xe vẫn còn ở trên người, đồng thời một chiếc xe được đỗ trước cửa nhà. Gozia thử nhấn vào chìa khóa thì chiếc xe sáng đèn, thật là ngầu lòi. Lúc này Gozia bỗng nhiên cảm thấy vừa nãy mình vừa từ chối quyết liệt như thế, không biết có phải sai lầm không nữa. Hôm sau Gozia vừa tới lớp học thì phát hiện trên bảng và trên ghế của cô đều bị vẽ bậy lên. Nội dung đều là những lời khiêu khích cô, mục đích là cố ý khiến Gozia nghỉ học. Lúc này trong group chat chuyển đến một tin, vụ khống Gozia dùng tiền chạy thận của bố mới có thể chuyển tới ngôi trường đắt đỏ này học, để được gả cho nhà giàu, sau đó tìm con rể giàu có cho bố. Thậm chí có tin còn độc ác hơn, nói cô đã quan hệ với hàng trăm học sinh nam. Gozia tức giận trực tiếp ném cặp sách lên bàn, mỉa mai mà tuyên bố dõng dạc trước lớp, tôi phải đi vào nhà vệ sinh để nôn, có lẽ là do nghén mang thai, nhưng cô là đi lên sân thượng. Gozia chỉ có thể hét vào khâu trung để giải tỏa ấm ức trong lòng. Hét xong thì cô bỗng nhận ra, đàn anh Gen chẳng lẽ cũng ở đây chứ? Cô căng thẳng quay đầu nhìn, may quá không có đây. Đột nhiên một giọng nói vang lên, người như nào mà suốt ngày chạy lên sân thượng hét thế, em cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng bị bắt tại trận, đang rơi vào thế khó xử, nhưng Gozia lại cười rất vui, sau đó cảm ơn Gen vì lần trước đã giải vây cho mình. Gen lại hỏi cô, từ Pháp bay tới đây mất bao lâu? Sau khi tan học thì Gozia lại chạy đi làm thêm ở tiệm hoa, cô liền dùng điện thoại tra xem câu hỏi của Gen. Lúc này, cô bạn thân ở trường Hana xuất hiện ngoài cửa. Cô xin lỗi Gozia, lúc Gozia bị bắt nạt, Hana đã lạnh nhạt làm ngơ, là vì lúc đấy cô quá sợ hãi. Vì thế hèn nhát lựa chọn trốn chạy, bạn thân mong Gozia tha thứ cho mình, hy vọng có thể tiếp tục làm bạn với cô. Gozia lương thiện thực ra cũng không trách Hana, thậm chí còn nói may mà cô không tới giúp, nếu không thì cả hai sẽ cũng bị bắt nạt, chuyện thẻ đỏ, một mình Gozia có thể đối diện. Hana cũng quyết định lập một tài khoản để ủng hộ Gozia trên mạng, chửi mắng Tam. Lúc này Gozia nhìn thấy đàn anh Gen liền bảo bạn thân chờ mình một chút, cô chạy qua chào hỏi đàn anh. Sau đó nói với anh thời gian bay, Gen bỗng nhiên cúi xuống sát người Gozia, quệt đi vết sữa trên miệng cô, rồi hỏi, vừa uống sữa sao? Câu nói liền kéo Gozia đang thất thần về hiện thực, em vừa, nghĩ anh sẽ hôn em sao? Gozia lập tức phủ nhận, không hề ạ, mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng Gozia vẫn cực lực giải thích. Gozia ngượng ngùng tìm cớ chạy đi, cô vô cùng xấu hổ, cô và bạn thân đều không phát hiện ra, một chiếc xe đang đỗ ở đằng xa kia, trong xe Tam đã chính mắt nhìn thấy tất cả. Ngày hôm sau tới trường, khi Hana mở tủ ra, một chiếc thẻ đỏ xuất hiện trước mặt, nữ sinh bị kéo tới trước nhà thi đấu bỏ hoang. Cô gái đã sợ hãi đến mức khóc lóc, ép bốn ngồi trên ghế sofa quan sát. Lúc này một nam sinh lấy ra một chiếc tông đơ, muốn cạo tóc của cô, bạn học xung quanh đều cổ vũ cho tên nam sinh kia. Còn Hana gào khóc van xin, lúc ngàn cân treo sợi tóc, Gozia đã xuất hiện, chạy đến bên cạnh bạn thân. Gozia chất vấn Tam tại sao lại làm như thế, cô mới là kẻ thù của anh, ra tay với bạn thân của cô thì có gọi là đàn ông con trai không? Tam lấy chiếc tông đơ tới nói với Gozia, tôi có thể tha cho bạn của cô, nhưng tôi phải cạo chọc đầu cô. Nhưng đột nhiên anh ghé sát tai cô nói nhỏ, cô có thể chịu nhận thua. Gozia cắn răng chịu đựng, mở chiếc tông đơ đưa lên tóc mình. Đúng lúc này Gen xuất hiện, vừa đi xuống chỗ cô anh vừa nói, tối qua em nói với anh thời gian ở sân bay sai rồi, tháng này họ đã chỉnh lại thời gian, nên anh suýt bị muộn. Sự xuất hiện của Gen đã làm gián đoạn lần trừng phạt này, đám học sinh chỉ có thể ngậm ngùi rời đi, lại lần nữa Gen giải vây cho Gozia, trái tim cô đã thuộc về anh mất rồi. Mà chuyện Gozia không ngờ tới là, lúc cô về lớp học, ba học sinh ngày thường đều khiêu khích cô, lại đang lau bàn học cho cô, còn nói xin lỗi cô. Bọn họ nói rằng trước đó đã hiểu lầm, nghĩ rằng cô đối đầu với Tam là để khoe khoang. Bây giờ nhìn thấy cô thật sự giúp đỡ bạn bè, bọn họ tự nguyện đứng về phía cô, vì thế mong cô hãy tha thứ. Nhận được cái gật đầu của Gozia khiến bọn họ rất vui vẻ. Sau khi kết bạn, họ hẹn sau này cả đám sẽ cùng chiến đấu với F4, sau đó mời hai người cùng tham gia party mừng đàn chị Mira về nước. Chị Mira luôn là thần tượng của Gozia nên cô cũng rất muốn nhìn thấy tận mắt chị ấy. Nhưng Hana có việc không thể tham dự, Gozia mời bạn thân cùng chỗ làm ca ninh cùng đi. Bố mẹ và em trai đã tìm đồ trong tủ giặt là, tìm đồ trang điểm, muốn trang điểm thật kỹ cho con gái. Bố mẹ nói với Gozia, đây có thể là cơ hội thay đổi vận mệnh của cô, hoặc có thể gặp được bạch mã hoàng tử của mình. Mà Gozia lại chỉ nghĩ tới có thể gặp Gen, bất giác mà lộ ra nụ cười vui vẻ. Ở bên khác, Gen lúc này đang ở sân bay đón chị Mira. Vừa thấy cô, Gen đã phấn khích chạy lại ôm chầm lấy cô. Mira cũng rất vui khi gặp lại Gen, bữa tối Gozia cùng bạn tới bữa tiệc của nhà giàu. Nhìn bên ngoài ngôi biệt thự như cung điện, bên trong ngôi nhà còn tráng lệ, cao quý hơn. Người tham dự bữa tiệc đều quần áo lộng lẫy sang trọng, hai người như vịt giữa bầy hạc. Lúc này ba nữ sinh mời Gozia đến đây xuất hiện, mặc dù rất xấu, nhưng vừa nhìn cũng biết bọn họ đã trang điểm rất kỹ, váy vàng hồng xanh rực rỡ. Sau đó đưa điện thoại ra vừa chụp Gozia, vừa chế giễu Gozia ăn mặc quê mùa. Lúc này Gozia mới hiểu ra mình đã mắc lừa bọn họ. Ca Ninh kéo Gozia chuẩn bị rời đi thì lúc này Tam đi tới.
Gozia không muốn anh ta nhìn thấy mình nên quay người trốn vào phòng nghỉ trên tầng. Lúc sau, khi ra tới cửa thì cô được đưa cho một chiếc đĩa trống. Cô mặc một bộ đồ quê mùa nên bị nhầm thành phục vụ. Lúc này ba nữ sinh xanh hồng vàng lại xuất hiện, tiếp tục chế giễu cô, còn nói với Gozia đừng hòng quyến rũ anh Gen. Anh Gen đã có bạn gái rồi. Đúng lúc này Gozia nhìn thấy Gen nắm tay chị Mira đi tới. Gozia muốn rời đi, hồng vàng xanh lại hất chiếc bẩn trên tay Gozia vào người cô. Tham bên kia cũng chứng kiến tất cả mọi chuyện. Đột nhiên có một chiếc khăn tay đưa đến, Gen ân cần nói với Gozia, cầm lấy nó lau đi, đều bị bẩn hết rồi kìa. Gen lại giúp cô thoát khỏi vòng vây một lần nữa. Mira hỏi ba người bạn kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lại nói chuyện để né tránh câu hỏi, khen Mira càng ngày càng xinh đẹp. Mira cũng khách sáo cảm ơn bọn họ đã tham dự bữa tiệc, sau đó gọi phục vụ lấy chai rượu, sau đó vừa lắc chai rượu vừa nói với ba cô gái hồng vàng xanh kia, vậy chúng ta cùng nhau chúc mừng. Ba cô gái vô cùng mừng rỡ khi được Mira đặc biệt quan tâm, nhưng một giây sau, Mira trực tiếp phun sâm panh lên người bọn họ. Ba người họ tự cho mình là Phượng Hoàng, bị rơi thẳng xuống dưới nước. Mira dẫn Gozia lên trên tầng, đưa cho Gozia một bộ đồ mới để thay. Cô nói với Gozia, Gen thường nhắc đến cô ấy với mình. Cô quen với Gen lâu như vậy, anh ấy chưa từng nhắc đến bất kỳ người con gái nào. Mira đưa ra khẳng định, có lẽ Gen là có ý gì đó với Gozia. Điều khiến Gozia không ngờ đến là, Mira nói với cô và Gen chỉ là bạn tốt. Bảo Gozia đừng tin lời đồn đại ở bên ngoài. Gozia ngại ngùng nói bản thân cô và Gen không xứng. Mira nhìn ra tâm tư của cô. Cô nói với Gozia, tình yêu không hề liên quan đến thân phận cao thấp, chỉ có thích và không thích, không có xứng hay không xứng. Sau đó Mira lấy ra một đôi giày vô cùng đẹp tặng cho Gozia. Gozia cảm thấy mình không phù hợp với đôi giày sang trọng này. Lúc này Mira cũng nói y hệt bố của Gozia, một đôi giày đẹp sẽ đưa cô đến một nơi đẹp hơn thế. Lúc này Canning đang ở dưới tầng, mãi không thấy Gozia xuống thì vô cùng lo lắng. Lúc này Kevin đi đến kéo Canning đi, nói với cô không cần lo lắng, Mira sẽ chăm sóc cho Gozia. Mặc dù Kevin rất đẹp trai, nhưng Canning sớm đã biết Kevin là một thành viên trong F4 và anh ấy là hậu duệ của gia đình hoàng gia lâu đời ở Thái Lan, là thứ cô không nên dây vào. Canning đương nhiên không tin những lời của anh ta, cô chỉ muốn nhanh chóng đưa Gozia rời khỏi nơi này. Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên trên tầng, Gozia và Mira từ từ bước xuống. Gozia thay đồ và đi đôi giày sang trọng, giống như trở thành một người hoàn toàn khác, vẻ ngoài xinh đẹp lập tức trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc. Gen cũng bước đến khen ngợi Gozia, còn Tham ở bên này vô cùng tức giận vì anh nhớ đến lúc anh tặng trang sức quần áo cho Gozia, lại bị cô nhất quyết từ chối. Gen đưa tay ra mời Gozia nhảy một bài. Lúc hai người chuẩn bị nắm tay nhau, Tham đột nhiên đẩy Gen ra, rồi tức giận chất vấn Gen, cậu muốn làm gì? Tôi đã cho cô ta thẻ đỏ, cậu cứ luôn giúp đỡ cô ta để làm gì? Gen đã 5 lần 7 lượt giúp Gozia, dù miệng không nói, nhưng trong lòng Tham đã rất khó chịu. Mira sợ Tham sẽ làm lớn chuyện, nhanh chóng đến can ngăn. Tham lại đẩy Mira ra, Gen nhìn thấy Tham không tôn trọng đàn chị, liền ra tay đẩy Tham nói với Tham nếu như có ý kiến thì hãy đổ lên người mình, đừng thô bạo với đàn chị như vậy. Sự tức giận của Tham bùng cháy, hai người liền lao vào đánh nhau. Gozia không nhịn nổi nữa, trực tiếp chạy lại đẩy Tham ra, do lực quá mạnh, cô ngã lên người Tham, vô tình môi chạm môi, mọi người xung quanh thấy cảnh này thì đều vô cùng kinh ngạc. Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng xấu hổ. Tham lắp bắp, cô đã hôn tôi, Gozia cũng ngỡ ngàng. Tham ngồi trên đất nhìn khắp xung quanh, biểu cảm từ ngạc nhiên đến sợ hãi, rồi lại từ sợ hãi đến cười thầm, Tham xấu hổ liền bỏ chạy. Đây là nụ hôn đầu tiên của Tham sao? Gozia ngồi trên đất mãi cũng không thể tỉnh táo lại được. Khi xem phim, không ngờ cảnh của phim truyền hình trên TV cũng giống với cảnh cô ấy ngã và hôn Tham. Gozia vô cùng hoảng loạn liền hét lên, tôi không cố ý hôn anh ta. Nhưng đồng thời bên kia, Tham đang dương dương tự đắc nói, tôi chắc chắn là cô ấy cố tình hôn tôi. Tham vẫn đang đắm chìm trong niềm vui của nụ hôn đầu bởi vì sự phản kháng của Gozia đối với anh. Cũng là sự phản kháng mà Tham muốn dùng với mẹ mình, nhưng Tham lại không có sự dũng cảm như Gozia. Tham rõ ràng đã thích cô ấy rồi. Bạn bè bên cạnh trêu chọc Tham ăn cố cốc sữa chua mà vui tới vậy sao? Còn Gozia cũng đang yêu thầm, nhưng người cô yêu thầm lại là Gen. Gozia đang lo lắng, Gen không biết có hiểu nhầm là cô thích Tham không. Cô sẽ đi tìm Gen để làm rõ chuyện này. Gozia nhớ đến chiếc khăn tay kia, liền giặt sạch sẽ là phẳng, còn xịt thêm chút nước hoa, gấp gọn gàng rồi đi lên sân thượng. Cô định lúc chuẩn bị gửi trả lại Gen sẽ nhận cơ hội này giải thích với anh ấy. Nhưng Gozia trên sân thượng, đợi cả tiếng đồng hồ, cũng không gặp được Gen. Kevin nói với cô, đến nhà của đàn chị Mira tìm thử xem, có thể anh ấy ở đó. Nhưng cũng nhắc nhở Gozia, cô có thể sẽ ghen ấy. Gozia phản bác mình chỉ muốn trả lại đồ cho anh ấy thôi. Một lúc sau Gozia đã đến trước cổng nhà đàn chị. Lúc này trời đột nhiên đổ mưa, Gozia chỉ đành đứng bên cạnh cổng tránh mưa, lại đúng lúc nhìn thấy Mira và Gen đang lôi kéo nhau dưới mưa. Hóa ra Mira muốn từ bỏ cuộc sống giàu có, đến Paris theo đuổi ước mơ của mình. Gen vì không muốn cô rời xa mình nên vô cùng tức giận, trong thế giới mà Mira vứt bỏ cũng có cả anh. Đúng hơn là cô muốn vứt bỏ tương lai của bọn họ. Tin tức Mira tiểu thư dòng họ danh giá, mặc kệ sự phản đối của gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu có của mình khiến mọi người kinh ngạc. Người chú bán hoa nhắc nhở Gozia, bây giờ là lúc Gen cảm thấy trống rỗng, bảo Gozia hãy nắm lấy cơ hội. Gozia ngồi trên xe buýt đến trường, trong đầu đều là đàn chị Mira. Đột nhiên Tham xuất hiện ở bên cạnh, Gozia ngạc nhiên hỏi anh ở đây làm gì vậy? Tham ấp úng trả lời, tôi, đương nhiên là đi đến trường rồi.
Gozia thật sự không hiểu nổi, nhà anh có mười mấy cái xe thì không đi, lại đi ngồi xe buýt có phải là bị ngốc rồi không? Tam liền nói lại, anh muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân, chẳng lẽ người có tiền không được đi xe buýt sao? Nhưng Gozia lại phát hiện nay có gì đó khác lạ, cả chiếc xe lại chỉ có hai người họ, không một bóng người. Đối mặt với sự nghi ngờ của Gozia, Tam không cãi được, thành thành thật nói, được rồi, là tôi mua đó. Gozia thật sự cạn lời, liền nổi điên, tại sao anh đi học lại độc chiếm xe buýt chứ? Gozia bấm chuông muốn xuống xe. Tam thật sự không hiểu, mình đưa cô xe xịn cô không muốn, đưa cô đi học bằng xe buýt cô cũng không chịu, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Lúc hai người đang lôi kéo nhau, Gozia nhân cơ hội bỏ chạy. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp chạy đến đẩy Gozia ra, đạp cho Tam một phát, Tam lập tức lại tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Hóa ra người đạp anh chính là người chị mới về nước của Tam, cách chào hỏi của người chị cũng thật đặc biệt, anh chàng này cũng thảm quá đi, phim mới sang tập 3 mà đã bị đá tổng cộng 5 lần. Người chị trách Tam làm cho Gozia sợ hãi, sau đó bảo Gozia lên xe rồi đưa cô tới trường. Hana nhìn thấy Gozia ngồi trên chiếc xe xăng của nhà Tam đến trường, vô cùng ngưỡng mộ cô. Gozia vội vàng giải thích đây chỉ là hiểu lầm thôi. Gozia còn không hề biết, chiếc xe cô vừa ngồi sẽ mang lại cho cô những hậu quả không thể tưởng tượng được. Gozia đi lên sân tượng tìm đàn anh, thế nhưng vẫn không thấy Zen đâu. Sau khi Mira quyết định rời đi thì Zen hụt hẫng và thất vọng. Anh nhốt mình trong nhà cố gắng tự chữa lành vết thương lòng. Cô ta không gặp được đàn anh, cô chỉ có thể vào coi tài khoản mạng xã hội của anh, cầm chiếc khăn trong tay nhớ đến Zen. Cùng lúc đó Tam cũng đang nhớ tới Gozia, ngày hôm sau, Gozia lại lên sân thượng. Đàn anh vẫn không ở đây, lúc cô thất vọng định rời đi, cô lại phát hiện Zen đang đứng trên sân tượng một tòa nhà khác. Cô vừa vui vừa lo lắng chạy qua đó, cô quan tâm hỏi đàn anh dạo này thế nào rồi. Zen bắt đầu kể cô nghe câu chuyện giữa anh và Mira. Từ nhỏ cơ thể anh ấy đã ôm yếu nhiều bệnh, chỉ có Mira vẫn luôn chăm sóc và quan tâm đến anh ấy, cùng anh vui đùa. Đôi bạn thanh mai trúc mã như hai người họ, hiểu rõ đối phương nhất. Zen trước nay vẫn luôn mong rằng sau khi tốt nghiệp có thể như nước chảy thành sông mà ở bên cô ấy. Không ngờ bây giờ cô ấy lại muốn chọn lựa một cuộc sống mới. Bỗng lúc này Zen nhớ ra là Mira muốn gặp Gozia, cô ấy nói có món quà muốn tặng cho Gozia, mà cảnh hai người họ nói chuyện trên sân tượng vừa hay bị Tam nhìn thấy. Điều này càng khiến anh hiểu lầm Zen hơn, Zen dẫn Gozia tới nhà Mira. Mira đã tặng cho cô một đôi giày cao gót. Nhưng sau khi Gozia nhìn thấy tấm ảnh Zen chụp chung với Mira khi còn nhỏ, dường như Gozia đã nhận ra điều gì đó. Sau đó cô nói với đàn chị mong chị ấy đừng ra nước ngoài nữa, mong chị ấy đừng bỏ rơi đàn anh Zen. Mỗi ngày đàn anh đều chờ mong chị về nước, cũng chỉ khi ở cạnh chị. Đàn anh mới lộ ra nụ cười hạnh phúc như trong tấm ảnh kia thôi. Cô không muốn đàn anh mất đi nụ cười đó. Gozia trực tiếp quỳ xuống đất, cầu xin Mira đừng đi. Mira cũng quỳ xuống, cô nắm lấy tay Gozia rồi nói, cô ấy cũng rất yêu nụ cười của Zen. Nhưng cô ra nước ngoài làm luật sư bảo vệ nhân quyền, giúp càng nhiều người cần được giúp đỡ hơn, mang lại tiếng cười cho nhiều người hơn. Nhưng Gozia không biết Zen đã đứng ngoài cửa và nhìn thấy hết mọi chuyện. Sau khi ra ngoài, Zen rất tức giận trách Gozia đã lo chuyện bao đồng. Nhưng Gozia lại chỉ trích Zen đang lẩn tránh tình cảm của mình. Anh thích chị Mira như vậy, sao không thử đối diện với điều đó, không tranh giành mà lại lủi thủi rút lui. Đến hôm Mira lên máy bay rời đi, Tam, Kevin và MJ cùng Gozia đều đến sân bay tiễn cô. Mãi đến khi đàn chị vào phòng chờ, Zen mới bước đến. Gozia lập tức chất vấn, anh còn tới làm gì nữa, anh tới muộn rồi. Anh lấy tấm vé cùng chuyến bay trong túi ra. Sau khi bị những lời Gozia mắng làm cho tỉnh ngộ, anh ấy không còn chạy trốn nữa. Anh cũng sẽ ra nước ngoài, theo đuổi Mira tình yêu đích thực của anh ấy. Sau đó anh hôn lên trán Gozia, Tam đứng cạnh đó thấy thế thì rất tức giận. Đợi khi Zen đi qua người anh, bỗng dưng Tam hét lớn, sao cậu có thể làm thế được. Sau đó anh bước lên trước đuổi theo hỏi, cậu thực sự muốn rời khỏi bọn tớ à? Anh trách Zen tại sao lại tự quyết định một chuyện quan trọng đến thế. Zen bảo anh hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Tam túm cổ Zen nói, tao còn chưa xin lỗi mày nữa. Zen mỉm cười nói không cần nữa đâu. Tam ôm Zen thật chặt, níu níu kéo kéo khó chia ra. Gozia thấy Tam như vậy thì cô nhịn không được mà bật cười. Hình tượng nhân vật bá đạo của Tam cũng hoàn toàn sụp đổ rồi. Gozia cũng nhận ra thực ra thì anh là một người rất chân thật. Tối đó, người chị nói với Tam, dạo tới chị ấy sẽ bận rộn việc làm ăn với mẹ ở nước ngoài. Muốn theo đuổi Gozia thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi đi. Tam lập tức phủ nhận mình không hề thích Gozia, lúc này chị gái ra sát chiêu, thế nên em không cần nghe ý kiến của chị à. Tam có chút dao động nhỏ giọng nói, cho em chút ý kiến cũng được. Chị gái nói là dựa theo sự quan sát của chị ấy. Gozia không giống những cô gái khác, chắc không thích kiểu vòng vò tam quốc đâu. Cô ấy đề nghị em trai trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nghe xong lời đề nghị của chị, Tam vô cùng tự tin. Hôm sau khi Gozia đến trường, ba chị em hồng đỏ xanh lại bắt đầu bắt nạt Gozia, bây giờ đàn anh giàu lòng nghiên ái ra nước ngoài rồi. Coi thử còn ai bảo vệ mày nữa không? Vào chính lúc đó, Tam đẹp trai người người xuất hiện trên màn hình. Bạn học Gozia, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tuyên bố 1 giờ chiều thứ 6 tới vòng quay lớn gặp tới. Ok, thế nhé, mọi người lúc này ngơ luôn. Ham đứng dưới bánh xe đu quay chờ Gozia, nhưng khi ấy cô đang đi dạo phố. Bỗng nhớ đến buổi hẹn hôm nay, cô vội vàng chạy đến nhìn thấy Tam như tên ngốc đứng đợi cô dưới trời mưa. Gozia bước đến che ô cho anh, Tam lập tức hất văng cây ô ra, nói rằng cậu có biết không? Tôi đã ở đây đợi cậu được 4 tiếng đồng hồ rồi. Gozia nói cô không bắt anh đợi. Cậu là tên ngốc sao, không biết tìm chỗ trú mưa à? Hai người lại lao vào đánh nhau.
Tham bị dầm mưa ướt sũng, hắt xì hơi liên tục, nhưng miệng thì vẫn cứ nói bản thân sức khỏe tốt, dăm ba hạt mưa nhầm nhò gì. Gozia đã mua chiếc khăn tắm để cho Tam lau khô đầu, còn bản thân thì vắt kiệt nước trên quần áo. Con gái, đúng là phiền phức, đã không đúng giờ lại còn hại tôi phải dầm mưa, để bù đắp tổn thất bây giờ phải đi dạo cùng tôi. Nói rồi Tam kéo tay Gozia đi, nhìn thấy cửa tiệm nào anh ta cũng muốn vào. Thấy vòng đu quay với độ cao khủng khiếp, Tham liền biến sắc, rồi tìm cớ rời đi. Gozia cố ý nói, hóa ra thiếu gia Tham không sợ trời không sợ đất, mà lại sợ độ cao. Một người coi trọng thể diện như Tham tất nhiên không chấp nhận chịu thua, lập tức phản bác. Sau đó anh ói mửa suốt nửa tiếng đồng hồ. Gozia vì để thể hiện lời xin lỗi nên muốn mời anh đi ăn, nhưng Gozia vừa nhìn thấy menu ngoài cửa thì vội kéo Tham xoay người rời đi. Đến chỗ cầu thang, cô giải thích với anh, một bát mì mà tận 500 bạt, cho dù là ẩm thực nước ngoài, như vậy cũng quá đắt. Nhưng Tham lại không tin, nghĩ cô không muốn mời nên mới nói vậy. Nhưng lúc này anh phát hiện, cửa đã bị khóa chặt rồi, bất luận như thế nào đều không mở được. Gozia không biết phải làm sao, lúc này ánh mắt Tham thất thần, rồi từ từ đến gần Gozia. Gozia hoảng sợ, buổi đầu hẹn hò, tốc độ như vậy có phải nhanh quá rồi không? Tham bị đẩy mạnh vào tường, lúc này Gozia mới phát hiện, Tham lúc nãy là vì đau đầu đến mức ngất xỉu. Người đàn ông khi dính vào tình yêu, chính là đứa trẻ không bao giờ lớn. Gozia lo lắng, nhẹ nhàng ấm áp chăm sóc anh. Tham mặc dù suốt cao, nhưng ánh mắt lại nhìn khuôn mặt Gozia không rời. Anh hỏi Gozia, 500 bạt cả nhà ăn trong một ngày là thật sao? Tham từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, một cốc cà phê cũng gấp nhiều lần con số đó. Anh rất khó để tưởng tượng cảnh gia đình 5 người chi tiêu 500 bạt một ngày. Anh cuối cùng cũng hiểu, làm dân thường không dễ, bọn họ nói chuyện với nhau rất nhiều, từ phong cách sống khác nhau của gia đình, rồi đến chuyện ở trường học. Sáng ngày hôm sau, Tham vừa mở mắt, liền thấy mình đang nằm trên chân Gozia, anh mới nhớ lại chuyện tối qua, nhưng Gozia còn chưa tỉnh lại, anh lại từ từ nằm xuống chân cô. Cửa đột nhiên mở ra, Tham vội kéo Gozia chạy ra ngoài. Tham đưa Gozia về nhà, tỏ ý lần hẹn hò này chẳng ra sao cả, nhưng Gozia không cho đây là hẹn hò. Sau đó Gozia chỉ bảo anh nhanh chóng về nhà. Khi Gozia bước vào nhà, cảm thấy mọi người trong nhà có gì đó không ổn. Trong quán bar cao cấp, xuất hiện một cô gái tay cầm sẻng sắt, chính là Gozia tới tìm ông chủ cho vay nặng lãi đàm phán. Ông chủ cười khinh bỉ, chủ nợ nói với cô, nếu muốn trả, thực ra có cách này vừa đơn giản vừa nhanh chóng. Ông ta đang quản lý quán bar, Gozia có thể kiếm tiền ở đây. Nội dung công việc chỉ là hát cùng với khách hàng trong này, rất nhanh có thể kiếm được tiền trả nợ. Một giây sau, Gozia đeo chiếc tay mèo lên đầu, còn mặc chiếc váy lấp lánh kim tuyến bất đắc dĩ ngồi trên ghế sofa. Anh trai tóc bạc phơ ngồi một bên hỏi cô, nói xong động tay động chân, Gozia bắt lấy tay hắn. Nhưng ông bác kia lại phá lên cười, rồi nói, cô gái này thú vị đấy, anh thích. Hơn nữa còn cùng Gozia nói chuyện về lý tưởng nhân sinh, có lúc sầu não, có lúc vui vẻ. Nói mãi rồi bắt đầu nhảy nhót, Gozia hoảng sợ, con người này e rằng bị tâm thần. Gozia thấy hắn nhào đến, liền dùng chân đá hắn ra. Gozia vô cùng tức giận, cô nói bảo vệ báo lại cho ông chủ, công việc này cô không làm nữa. Ngày hôm sau ở trường học, tin nhắn điện thoại của các bạn reo lên, Gozia cũng nhận được tin nhắn. Vừa mở ra xem thì điện thoại sập nguồn, nhưng cô cảm giác các bạn xung quanh sau khi xem điện thoại mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Lúc này Hana cầm điện thoại đi tới, hỏi, cô gái trong video này là cậu sao? Gozia thấp thỏm lo lắng mở video ra, hóa ra trong video là cô và Tam đang chào tạm biệt nhau trước cửa nhà cô. Gozia vừa phủ nhận không phải như vậy thì Tam xuất hiện thông báo anh và Gozia đang hẹn hò và muốn bỏ thẻ đỏ của Gozia. Các bạn xung quanh đều kinh ngạc rồi đứng nhìn không tin vào mắt mình. Trong chốc lát, cả trường được fan chấn động, thiếu gia giàu có yêu cô gái nghèo. Mọi người trong trường không khỏi bàn tán, chê Gozia không xinh đẹp, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc này Tam kéo Gozia lên tầng 2. Gozia trách Tham là tên chuyên gây rắc rối, khiến cô bị đẩy ra đầu ngọn sóng, trong chốc lát trở thành tình địch của cả trường. Lúc này Gozia đột nhiên hắt hơi, Tham lập tức nói, cô bị nhiễm cảm lạnh từ tôi rồi. Cô ở cạnh tôi cả buổi tối, sao có thể không bị nhiễm cảm lạnh được chứ? Xong rồi, lần này càng khó mà giải thích. Mọi người nhanh chóng súng vào hóng hớt, bảo Gozia kể lại lý do hai người ở cạnh nhau suốt đêm. Rồi làm sao bị cảm lạnh, Gozia giải thích bọn họ chỉ là bị ngấm mưa mà thôi. Gozia không biết nên giải thích thế nào, cứ thế kéo tay Hana rời đi. Nhưng hình như Hana rất để tâm đến chuyện này. Lúc này, Tham gọi với theo dặn dò Gozia về nhà nhớ uống thuốc nhé. Gozia về đến nhà thì bị ốm nặng, nhưng vẫn phải tìm việc kiếm tiền trả nợ. Buổi tối lúc bố cô đang sửa điện thoại cho cô, bỗng bên ngoài có tiếng mở cổng. Bố lo lắng bọn cho vay nặng lại đến đòi nợ, không dám mở cửa, còn Gozia cầm theo chổi đi ra ngoài. Không ngờ phát hiện Tham đang đi vào, Tham giải thích cửa nhà cô mở sẵn rồi. Nhưng Gozia nào quan tâm cái cửa, chỉ muốn đuổi anh về. Tham vừa nhìn thấy bố vợ tương lai, liền lễ phép chào hỏi, giới thiệu mình là bạn học của Gozia. Anh đành giới thiệu mình là Tham Pajanaman. Bố Gozia hoảng hốt, không phải là gia tộc Pajanaman tài phiệt giàu nhất nước đấy chứ. Lúc này TV cũng đang nói về Tham. Tham cũng thừa nhận đúng là mình. Giây sau, còn đặc biệt order nồi lẩu sang xịn với giá 499 bạt để mời cơm. Lúc này Tham chứng thực được 500 bạt là cả một ngày ăn của gia đình 5 người họ. Con số này là khoản tiêu xa xỉ nhất của gia đình họ. Nhưng họ vẫn lo lắng thiếu gia Tham chê bai. Anh đành thật lòng khen, ngon quá, cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tham thấy cảnh chị em Gozia tranh nhau miếng thịt không nhịn nổi mà bật cười.
Đây là lần đầu anh được trải nghiệm cảm giác vui vẻ hạnh phúc của một gia đình trong bữa cơm. Mặc dù Tham xuất thân từ gia đình danh giá, mỗi bữa ăn đều có tận mười mấy người phục vụ, hàng trăm món ăn tự do lựa chọn, nhưng quy định nhà giàu cũng rất nhiều. Cuộc sống của Tham khá áp lực, mặc dù được ăn sơn hào hải vị nhưng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như này. Trước khi rời đi, Gozia tiễn anh một đoạn. Người trong nhà đứng ở cửa sổ lén lút quan sát Tham đưa thuốc cảm cho Gozia. Anh dán miếng hạ sốt dán cho Gozia, nhưng hai người nói được mấy câu lại bắt đầu trêu chọc nhau. Đột nhiên cửa cổng rơi xuống, Tham nhanh tay kéo Gozia lại, bảo vệ cô trong lòng. Tham như có tia điện trong người, Gozia cũng thấy có chút ngọt ngào, ấm áp. Tham đi một bước thì quay người, ba bước ngoái đầu lại. Cứ như vậy cho đến khi anh đi khuất, Gozia vẫn còn đứng đó. Ngày hôm sau Gozia đến trường, thấy các bạn trong trường đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Có càng nhiều học sinh đứng trước bảng thông báo. Những tấm ảnh đi làm thêm hôm quán bar của Gozia bị dán lên bảng thông báo của trường. Các bạn tập trung đông trước bảng thông báo, nhìn thấy Gozia đi đến mọi người đều cười nhạo khinh bỉ. Ngay lúc Gozia không để ý Tham đi đến, Gozia nhìn Tham có chút sợ hãi, sợ Tham sẽ hiểu nhầm. Mà một bên các cô gái có ý đồ khác, còn cô ý lớn tiếng bàn tán. Gozia nói rằng mình chẳng làm gì cả. Tham tiếp tục chất vấn, không làm gì, vậy những bức ảnh này là gì? Quả nhiên Tham đã hiểu nhầm Gozia, mà Gozia đối mặt với những bằng chứng bất lợi đó. Rất khó để nói rõ cho Tham hiểu, bây giờ cô chỉ có thể xin Tham tin mình. Nghe xong, Tham nổi giận đùng đùng, đập bàn đập ghế chút bỏ phẫn nộ. Ba cô tiểu thư lại bắt đầu dùng lời lẽ miệt thị Gozia. Ca Ninh cũng xem được tin tức trên mạng, gọi điện an ủi Gozia. Lúc này Gozia vô cùng trấn tĩnh, cô cảm thấy có vài thứ không đúng, từ việc bố đi vay nặng lãi đến bản thân bị lợi dụng đi làm thêm. Dường như đang có người đứng sau cố ý sắp xếp, mà đám Kevin cũng đã biết được chuyện này là đang cố ý hãm hại Gozia, muốn chia rẽ mối quan hệ của cô và Tham. Ai to gan đụng vào người của F4 đây? Kevin và Gozia quyết định phải tra ra kẻ đứng đằng sau là ai. Gozia và Kevin đến quán ba lần trước muốn điều tra sự việc, nhưng tên vệ sĩ không muốn cho họ vào. Đúng lúc này lại chạm mặt Kevin, một cô gái tiến đến chạm vào người Kevin nũng nịu, lâu lắm không thấy anh tới. Gozia và Kevin sững sờ, quả nhiên hoàng tử hộp đêm danh bất hư truyền. Lúc này, Kevin quay sang hỏi họ đến đây làm gì. Bọn họ nói muốn đến điều tra chuyện bức ảnh. Kevin trêu chọc hai người, chỗ này không phải nơi dành cho trẻ con đâu, về nhà được rồi đấy. Ca Ninh tức giận bảo anh đừng gọi mình là trẻ con. Tiếp theo đó, Kevin dùng thân phận hội viên đến căn phòng nơi Gozia bị chụp lén và điều tra chuyện tấm ảnh. Tên vệ sĩ đằng sau lập tức chạy đến, ngăn cản việc điều tra và bắt Kevin rời khỏi đây. Kevin nói mình chỉ thắc mắc một vài chuyện thôi. Thấy thái độ không hợp tác của anh, hắn đặt tay lên vai anh cảnh cáo rồi rút ra cây gậy ba tông dài 2 mét. Không ngờ cái tên thân hình vạm vỡ lại bị Kevin trực tiếp vật ngã bay xa mười mấy mét. Hiện trường lập tức trở nên náo loạn. Tiếp theo tên vệ sĩ thứ ba cầm gậy xông đến, nhưng chưa ho he được gì đã bất tỉnh. Tên còn lại gọi bộ đàm yêu cầu hỗ trợ, chưa dứt câu đã bị một đạp yêu thương của Kevin vào mặt. Có ba người từ ngoài cửa bước vào, ông chủ biết trong hộp đêm có người đang làm loạn. Tiện miệng hỏi đó là ai mà dám đến chỗ mình làm náo loạn. Thuộc hạ báo cáo, ông chủ, người này tên Kevin. Ông chủ lập tức hoảng sợ, đợi đến lúc ông chủ hoàng hốt chạy đến hộp đêm. Hơn 10 tên vệ sĩ đều nằm vật vã trên sàn. Ông chủ lập tức đến xin lỗi thiếu gia Kevin. Tiếp sau đó Kevin trực tiếp hỏi thẳng về chuyện bức ảnh. Ông chủ nói cái này hắn ta cũng không rõ lắm, nhưng ông ta lại để lộ ánh mắt né tránh. Kevin trực tiếp cảnh cáo ông ta, ông biết đắc tội với gia tộc nhà tôi sẽ phải nhận hậu quả gì rồi đó. Ông chủ tôi nói lại một lần nữa, chỉ cần tôi ra tay, tất cả mọi người bao gồm cả ông sẽ không có ai thoát khỏi. Nếu ông không nói ra, thì ông đang chống đối 4 gia tộc quyền lực nhất Thái Lan. Cùng lúc này, một cô gái mặc chiếc váy body màu đỏ, đi đôi giày cao gần 1 mét vô cùng quyến rũ. Không ai khác chính là Hana, cô từng bước tiến vào quán bar nơi Tham đang uống rượu giải sầu. Anh chàng đào hoa MJ nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên. Hana sau khi thêm cái gì đó vào trong ly rượu, cô cầm lấy ly rượu bước đến bên cạnh Tham. Cảnh cáo các cô gái đang ve vãn bên cạnh Tham tránh ra, cô là người quen của Tham. Đối phương thấy tình hình không ổn lập tức rút lui. Sau đó là một màn lật bánh tráng đỉnh cao, cô đến gần Tham, dịu dàng nói với anh đừng nghĩ đến chuyện vô nghĩa nữa. Tham đã say đến mức mơ mơ màng màng, uống hết ly rượu mà Hana đưa, bọn họ rất nhanh biến mất giữa đám đông. Một giây sau, Hana đưa Tham đang bất tỉnh vào khách sạn. Cô ta từ từ đặt anh xuống giường, từng chút tiến đến gần anh, sắp đến lúc môi kề môi, đột nhiên Tham gọi tên Gozia, mà Gozia lúc này đang ở nhà Ca Ninh. Cô lướt xem story mà Hana đăng lên, Tham đang nằm ngủ ngay cạnh cô ta. Gozia sững sờ hồi lâu, nhớ đến dáng vẻ đau khổ của Tham sáng nay. Gozia rất đau lòng, cả đêm không thể nào chợp mắt nổi. Mà chuyện tồi tệ hơn nữa còn đang đợi cô. Ngày hôm sau Gozia đến trường học, ba cô gái đang đập phá bàn ghế của cô. Các bạn đều cảm thấy Gozia có lỗi với học trưởng Tham. Họ sỉ nhục Gozia vì cô đã bôi nhỏ F4, phá hoại danh tiếng trường học nên muốn dạy cho Gozia bài học. Nhưng vì đã mất đi thẻ đỏ, ngoài bà chị này ra, những bạn học khác đều không dám động tay. Cuối cùng cô ta gửi tin hỏi học trưởng Tham, hỏi có thể thu hồi lệnh hủy thẻ đỏ của Gozia được không. Mà lúc này Hana đang cầm điện thoại của Tham, cô ta dùng vân tay của anh, mở khóa rồi trả lời tin nhắn. Nhận được tin nhắn đồng ý, cô nàng khoe khoang trước mặt Gozia, còn chưa đợi Gozia run rẩy thì đã bị hai nữ sinh khác giữ tay. Bọn họ thấy Gozia như vậy thì vô cùng đắc ý, liền cố ý vứt chìa khóa xe đi. Hơn nữa bọn họ còn động vào chiếc xe, bọn họ đẩy chiếc xe ra sân cỏ bỏ hoang. Gozia vội chạy đến ngăn cản, các bạn học chế nhạo.
cái này gọi là xe hả? Cái này là sắt vụn. Đám học sinh đứng bên cười cực tỏ vẻ khoái chí. Gojia vô cùng phẫn nộ thét lớn, tôi nói cậu dừng tay, rồi đẩy cậu nam sinh ngã xuống đất. Đám bạn học đứng bên cạnh bỗng dưng im lặng. Tên kia giận sôi người, thông báo với Gojia, hai thằng con trai bắt Gojia quỳ xuống đất. Mặt Gojia thì bị thương, điện thoại bị ném vỡ, đến chiếc xe điện cũng bị phá hỏng. Như vậy mà mấy người kia vẫn chưa hả giận, họ còn đổ xăng đốt luôn chiếc xe. Gojia chỉ có thể bất lực gào thét bên cạnh. Trong chốc lát chiếc xe đã bị đốt cháy khói nghi ngút. Đến ba cô nàng phá hoại cũng cảm thấy lần này thật sự hơi quá đáng rồi. Gojia chứng kiến chiếc xe mình mượn bị phá hủy, cô vùng vẫy và khóc lớn. Tên nam sinh kia vẫn cho mình là đúng, nói là do cậu không biết chừng mực, đắc tội với học trưởng Tham. Nói rồi cậu ta động tay động chân với Gojia. Kevin lúc này điều tra được quán bar kia thuộc sự quản lý của nhà Hana. NJ cũng nhắc đến chuyện nhìn thấy Hana ở quán bar, bọn họ lập tức nhận ra Hana có vấn đề. Họ bắt đầu điều tra thông tin thì biết được ra thấy Mira và là đàn em của bọn họ hồi nhỏ. Anh nhanh chóng gọi điện cho Tham, mà Hana vừa mới tắm xong đã cố ý tắt điện thoại, cô ta không muốn bị người khác làm phiền. Ngày hôm sau Tham tỉnh dậy, Hana bảo anh hôm qua uống say ngủ tiếp đi, là do cô đưa anh đến đây nghỉ ngơi, hơn nữa còn chăm sóc anh cả đêm. Tham kéo cửa rèm ra mới thấy mình đã ngủ mê man cả đêm. Nhưng khi nhìn thấy vòng đu quay ngoài cửa sổ, anh lập tức nhớ đến Gojia. Lúc này đột nhiên Hana ôm chầm lấy Tham bày tỏ tâm ý với anh. Còn chưa đợi Hana nói xong, Tham đã trực tiếp từ chối, sau đó tìm điện thoại muốn rời đi. Hana như phát điên nói, cho dù thế nào em cũng không cho anh đi. Tham quay lại chất vấn cô ta, cô là ai, tôi và cô có quan hệ gì? Cô ta cũng nói về thân thế gia đình mình, đồng thời bày tỏ cô có chỗ nào không bằng cô gái nghèo kết xác kia chứ. Gojia vốn không xứng với anh, cô ta mới là người yêu anh nhất. Hana nói rõ sự thật, hóa ra hồi Hana học tiểu học xấu hơn so với bây giờ. Nhưng cô luôn ái mộ Tham, thường đến xem Tham đánh bóng, còn tặng bánh mà mình tự tay làm cho anh, mà Tham từ nhỏ đã đẹp trai phong độ. Căn bản không hề để ý đến Hana xấu xí, còn tỏ vẻ ghét bỏ vì vẻ bề ngoài của cô, bảo cô tránh xa mình ra. Từ đó về sau, Hana bắt đầu trở nên điên loạn, cô thề nhất định sẽ báo thù Tham. Cô đem ảnh Tham dán đầy căn phòng, tìm hiểu sở thích của anh, sau đó nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình. Từ một cô gái xấu xí trở nên xinh đẹp quyến rũ, cô cảm thấy mình xinh đẹp nhất định sẽ thu hút được Tham. Hôm đó, cô cố tình đụng phải Tham, nhưng không ngờ lại xuất hiện Gojia bao đồng, làm hỏng mọi kế hoạch của cô, còn cướp đi Tham của cô. Cô liền tìm người gài bố Gojia đi vay nặng lãi, rồi gái bẫy Gojia và chụp ảnh lại, đưa hết tất cả ảnh chụp dán ở trường và tung lên mạng xã hội. Mục đích chính là muốn phá hoại danh dự của Gojia, rồi cô từ từ đến gần Tham, dùng nhan sắc của mình khiến Tham say đắm cô. Cô si mê mà bày tỏ với Tham, em rất yêu anh, em chỉ muốn có được tình yêu của anh. Mà lúc này Tham biết được bản thân hiểu nhầm Gojia, anh càng khẳng định tình yêu của mình dành cho Gojia. Anh nói với Hana, dù cô có cố gắng bao nhiêu, cho dù cô có đẹp như nào, cô cũng không bao giờ thay thế được Gojia. Gojia là cô gái cuối cùng anh yêu. Lúc này Hana đột nhiên cười điên dại, Tham đẹp trai không ngờ lại là tên mù. Cô ta đẹp như vậy anh không chọn, nói rồi cô cầm mảnh vỡ thủy tinh uy hiếp Tham. Nếu anh không nói yêu cô, thì cô sẽ hủy hoại Gojia. Tham không chịu nổi tên đầu óc có vấn đề này nữa, lần nữa yêu cầu cô ta trả lại điện thoại cho mình. Hana đau khổ cầu xin Tham nói dối một lần thôi cũng được. Cô chỉ muốn chính tay nghe Tham nói người anh yêu là cô. Tham nói cô đừng tự dối lòng. Không ngờ Hana đột nhiên cầm mảnh thủy tinh đưa lên mặt mình. Cô dọa sẽ hủy hoại gương mặt mình, sau đó vu oan giá họa cho Tham. Cô muốn cả anh và Gojia thân bại danh liệt. Lúc này, Tham chủ động nắm lấy miếng thủy tinh vỡ tránh được bi kịch xảy ra. Anh ấm áp dặn cô, người cô phải yêu thương nhất là chính bản thân mình. Câu nói dường như đã đánh thức Hana, cô ngồi dưới đất khóc nức nở. Lúc này Tham thông qua tin nhắn trên điện thoại cũng nhìn thấy Gojia đang bị bắt nạt. Lúc cô sắp bị tác động vật lý, anh kịp thời xuất hiện tung cước đẩy những bạn học bắt nạt ra. Lúc này Gojia không đứng vững nữa mà ngất đi. Tham ôm lấy cô rồi trực tiếp bế cô lên, đồng thời xin lỗi cô, xin lỗi vì đã đến muộn, xin lỗi vì đã không tin cô. Gojia thấy Tham như thấy người thân của mình mà dựa vào lòng anh, nắm lấy áo, không nhịn được mà khóc như một đứa trẻ ấm ức. Anh thấy cô bị tổn thương, trong lòng rất đau khổ, trực tiếp bế cô về nhà. Người hầu lén lút đưa hộp thuốc cho anh, còn canh chừng không được để người khác biết. Anh và Gojia trốn ở nhà kho, sợ bị quản gia phát hiện nên không dám bật điện, chỉ có thể bật đèn ngủ, đèn nhỏ, đèn hành tinh. Như thế căn phòng lãng mạn đã có. Tham giúp cô xử lý vết thương, cô cũng phát hiện vết thương trên tay anh. Họ đều quan tâm đối phương, muốn giúp đối phương xử lý vết thương trước. Thấy anh chàng hàng ngày đi bắt nạt người khác, nay lại nhẹ nhàng giúp mình bôi thuốc, Gojia có chút cảm động. Gojia cảm ơn Tham đã giúp cô giải vây, nhưng anh lại cảm thấy có lỗi với cô, bởi vì anh mà cô bị bắt nạt, anh cũng thể hiện mình thích cô. Cô ngại ngùng nói anh bị cái gì vậy, anh vừa dọn dẹp đống đồ y tế vừa ngại ngùng bộc bạch muốn luôn được ở bên cô, bảo vệ cô. Nhưng Gojia mệt quá, đợi khi Tham quay đầu lại đã thấy cô ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng đỡ cô, đặt cô nằm lên chân mình. Anh âm thầm quyết định anh không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh không muốn để cô đi, anh trong thế giới này chỉ cô đơn một mình, chỉ cần cô ở bên anh là đủ rồi. Ngày hôm sau khi Gojia thức dậy, Tham đã không ở cạnh mình nữa. Thì ra là người hầu đưa đồng phục trường mới đến cho cô. Cô ấy nói với Gojia, cậu ấy đã đi rồi, nhưng đã giao cho cô một việc muốn cô đến xác nhận. Một lúc sau, rất nhiều chiếc xe màu đỏ xếp một hàng.
Tham biết xe của cô hỏng rồi, sợ cô buồn nên mới sắp xếp người hầu mua cái mới cho cô. Gojia cạn lời, lúc này Tham gọi điện tới, hỏi có chiếc cô thích không, cô liền trách anh tính cách thiếu gia không đổi. Tham nói mình đang giải quyết chuyện hôm qua đang ở phòng hiệu trưởng, dùng quyền lực đuổi hết những người bắt nạt cô trong clip đi, sau đó dạy dỗ lại những đứa con trai bắt nạt cô. Hana cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại trường nữa, liền nộp đơn xin nghỉ học. Khi Gojia mở hòm để đồ của mình ra phát hiện có thêm một hộp sữa, bên trên viết xin lỗi, hóa ra là thư xin lỗi của Hana. Gojia đang ăn cơm ở căng tin, ba cô nàng xuất hiện trước mặt cô, Gojia tưởng rằng họ đến cãi nhau, thực ra bọn họ đến là để xin lỗi nhưng cả đám đều không nói nên lời. Tham đột nhiên xuất hiện bên cạnh Gojia, anh cảnh cáo họ đừng có quấy rối Gojia nữa, vì sợ cô sẽ lại bị bắt nạt ở trường, anh quyết định công khai họ đang yêu nhau. Gojia nghe xong bất ngờ, cô đồng ý làm bạn gái của Tham lúc nào thế? Tham bảo cô đừng chối, tối qua Gojia đã đồng ý rồi nhưng cô căn bản không nhớ chuyện gì. Tham trực tiếp nói cậu không chỉ đồng ý yêu đương với tôi mà còn làm chuyện khác với tôi. Gojia càng bất ngờ truy hỏi anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn ôm chặt chính mình hỏi cậu đã làm gì tôi. Tham thấy cô hiểu nhầm liền giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu, MJ và Kevin đều bị họ làm cho bật cười. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, lại xảy ra chuyện gì sao? Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trên tầng 2 của F4, hóa ra là Zen, anh vẫn rất nhẹ nhàng đẹp trai. Thấy Zen, Gojia và Tham bị ngơ tại chỗ. Gojia lập tức buông tay Tham ra, Tham cười nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Gojia vẫn đứng ngơ tại chỗ không biết làm gì, không biết tại sao trong lòng có cảm giác tội lỗi không thể giải thích được. Thấy mặt cô có vết thương, Zen quan tâm hỏi Tham còn đưa tay lên mặt cô kiểm tra, mà Tham đứng ở giữa như bóng đèn vậy, anh dường như phát hiện ra gì đó. Anh lập tức xen ngang vào cái không khí ám muội này, thông báo với Zen, hai người họ đang hẹn hò. Biểu cảm trên mặt Zen không hề thay đổi, thậm chí còn chúc mừng Gojia. Gojia cảm thấy trong lòng rất phức tạp, đợi khi Zen rời đi cô vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Giữa người mình yêu Zen và người yêu mình Tham, làm sao để chọn đây, nếu bạn là Gojia thì bạn sẽ chọn ai? Gojia đi đến tiệm hoa làm thêm, cô tâm sự với Canning Zen đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hai người còn nhìn thấy trên điện thoại cảnh Zen và một cô gái khác đang rất tình tứ, hai người vừa thấy liền ngạc nhiên. Điện thoại của Gojia bất ngờ bị hỏng. Hôm sau, Gojia nghe thầy phát biểu vô cùng buồn ngủ, chán nản hơn khi điện thoại hỏng không lên màn hình. Đột nhiên, Gojia nghe thấy ai đó gọi tên mình bảo cô lập tức ra sau hội trường gặp mặt. Gojia kéo đôi mắt mơ màng của mình về, hóa ra là Tham, thấy cô còn ngơ ngác, cả lớp mấy chục nghìn người đều nhìn về phía cô. Tham tiếp tục giục, không nhìn giáo sư vẫn đang đợi à, nhanh lên. Gojia cảm thấy điên rồi, vừa gật mặt, Tham đã check, em biết tôi gọi em bao cuộc không? Tham giơ điện thoại lên cho Gojia xem 83 cuộc. Gojia nói với anh vì điện thoại hỏng rồi không mở lên được. Giây sau anh đưa cho Gojia một chiếc điện thoại mới, cô cảm thấy quà này quá đắt nên không nhận được. Anh nói nếu cô không nhận cậu sẽ vứt ở đây, Gojia hết cách chỉ có thể cầm lấy. Anh nở nụ cười mãn nguyệt, như vậy thứ bảy tuần này hẹn hò thì có thể liên lạc dễ dàng rồi. Gojia ngơ ngác tập 2, hẹn hò gì? Tham thản nhiên đáp, anh và em hẹn hò. Gojia gọi với theo nói mình chưa hề đồng ý đi, nhưng Tham tự quyết, còn nhắc cô nhớ mở điện thoại anh sẽ nói cho cô thời gian và địa điểm rồi rời đi. Sau đó Gojia đến sân thượng xem thử có gặp Zen không, muốn trả khăn tay lại cho anh cũng giải thích mình và Tham không có gì. Quả nhiên Zen xuất hiện ở sân thượng, cô cảm thấy anh về lần này liền biến thành người khác. Zen chỉ hỏi cô cùng Tham yêu đương thế nào. Gojia lập tức giải thích mình và Tham không yêu đương, chỉ có Tham là tự mình nghĩ vậy. Zen thấy cô căng thẳng, anh an ủi cô nếu hai người có thật sự yêu đương thì họ vẫn có thể làm bạn. Đột nhiên Zen lại nói bọn họ có thể hơn tình bạn cũng được, chỉ là bí mật quen nhau đừng để cho Tham biết là được. Thấy Gojia đứng hình, Zen phì cười nói mình đùa thôi, nhưng rất rõ ràng vừa rồi Gojia cho là thật. Gojia có chút xấu hổ, nhanh chóng đưa khăn tay trả cho Zen, sau đó rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, Zen đột nhiên hỏi cô, anh không về trễ quá, phải không? Nếu như anh cũng thích em thì em tính sao? Thả thính vậy có chớt con nhà người ta không? Khi đến tiệm hoa làm thêm, Tham bắt đầu khủng bố tin nhắn của cô, giục cô về lịch hẹn thứ bảy tuần này. Canning nói đúng lúc cô cũng có hẹn với bạn trai, nếu không bốn người bọn họ cùng đến sở thú đi. Gojia nói mình cũng muốn đi, nhưng không biết Tham có đồng ý không. Thế là cô gọi điện thoại cho Tham, bị anh ta quả quyết từ chối. Sau đó lại video call cho cô hỏi cô muốn đi sở thú đúng không? Vậy hãy cầu xin anh đi. Gojia gằn từng chữ cầu xin, vừa chút giận lên tấm giấy lót. Zen bên này bắt đầu ra tay nói nếu Tham không muốn đi, vậy mình sẽ đi thay anh. Tham lập tức đồng ý với Gojia. Buổi tối Gojia đứng bên đường nhìn thấy Zen. Anh đang đứng trước tấm biển quảng cáo của Mira. Gojia bước đến hỏi anh cuộc sống của anh và Mira ở Pháp như thế nào. Zen nói Mira sau khi gặp anh thì rất vui, khuyên anh không cần lo lắng cho cô ấy. Sau đó anh quỳ xuống chỉnh lại dây giày cho cô, trong lòng Gojia lại có chút rung động. Đúng lúc xe bus đến trạm, Gojia vội vàng chạy ra bến xe bus, không cẩn thận làm rơi chiếc điện thoại mà Tham tặng cô xuống thảm cỏ. Zen nhìn thấy vậy nhặt chiếc điện thoại lên thì xe bus đã đi rồi. Gojia vừa về đến nhà Tham đã gọi video cô đến, hỏi cô ấy vì sao không nghe điện thoại. Gojia không tìm thấy điện thoại đâu mới nghĩ ra có thể là không cẩn thận làm rơi xuống khi cô chạy lên xe bus. Cô ấy sợ Tham hiểu lầm liền nói dối là quên ở chỗ làm thêm rồi. Đồng thời còn khẳng định cô ấy từ tiệm hoa đi thẳng về nhà, chỗ nào cũng không đi ai cũng không gặp. Sau khi cuộc gọi kết thúc Gojia mới phát hiện em trai có điện thoại mới, liền hỏi em trai điện thoại ở đâu ra thì mới biết Tham đổi điện thoại mới cho cả nhà.
Thì ra là Tham đã mua một đống điện thoại cho cả nhà chỉ vì muốn được gọi cho cô mọi nơi mọi lúc. Hai bố mẹ cũng phải ngơ ngác, đây không phải là sính lễ chứ. Gojia hoàn toàn cạn lời luôn rồi. Rạng sáng lúc 3 rưỡi, Tham mặt mày hớn hở đến tìm Gen. Anh ấy bối rối không biết mặc đồ gì đi hẹn hò ngày mai nên muốn nhờ Gen cho anh ấy chút ý kiến. Sau khi lôi ra 7,49 bộ đồ ố dề, Gen không nhịn nổi mà bật cười. Tham thấy ghen cười nhạo chế giễu mình liền làm ầm lên. Đột nhiên Tham nói, kể từ lúc về đến giờ chưa thấy anh cười, cũng không biết anh sống bên đó như nào. Gen không muốn trả lời liền viện cớ ra chọn đồ cho Tham. Tham phát hiện điện thoại trên ghế, thấy nó giống hệt với chiếc điện thoại anh tặng cho Gojia. Gen nói là lúc tối Gojia gặp mình xong làm rơi. Vừa hay ngày mai Tham thuận tiện đưa cho Gojia đi. Tham sau khi biết là Gojia nói dối mình, nhìn điện thoại cảm thấy có chút buồn. Cuối cùng Tham chốt cái áo hoa văn báo phối thêm chiếc dây chuyền vàng và đồng hồ. Gojia cũng mặc một bộ đồ đơn giản phối thêm cái mũ bê dê xanh. Tham không nhịn được khen cô dễ thương. Gojia nói với anh ấy, hôm nay bốn người cùng đi hẹn hò. Mong anh ấy nhất định phải thu bớt cái tính thiếu ra lại, không được để Canning không vui. Đúng lúc này Canning với bạn trai đi đến. Bạn trai của Canning vừa đến liền trêu chọc Tham, chê anh đến tiếng phổ thông cũng không nói được. Canning sau khi giới thiệu xong Tham lịch sự định bắt tay, anh chàng kia lại nói người anh em không cần khách khí. Tham bị chọc mặt thộn ra, không những mất lịch sự mà còn hoàn toàn là dáng vẻ không coi ai ra gì. Tham giận đến mức ứa máu, nhưng vì Gojia, anh ấy vẫn kìm nén không phát hỏa. Nhưng bạn trai của Canning này không những không coi ai ra gì còn là kẻ thiếu đòn. Vô ý dùng bỏng ngô ném sang Tham còn giả vờ vô ý chiếm tiện nghi của Gojia. Tham chỉ có thể chen vào giữa ngăn cách hắn và Gojia, lúc Tham bị mấy con vẹt bao vây đến mức run lẩy bẩy. Hắn còn vui vẻ chạy qua cười cợt, hù dọa anh. Canning nói mình lớn như này rồi, chưa thấy ai ăn kem mà sắc mặt lại như này, sao lại đằng đằng sắc khí như thế kia. Gojia vội vàng lấy một con gấu bông dỗ anh vui, Tham đang định mua con gấu bông cho cô. Cậu bạn trai của Canning lại bắt đầu chọc ghẹo, u là trời, thì ra là một tên nhà giàu à, nếu mày đã giàu như thế thì mua đứt luôn cái sợ thú này đi. Tham nhịn hắn đủ lâu rồi, tức giận chỉ mặt hắn nói, mày ghẹo gan đấy hả? Vẫn may là Canning nhanh chóng kéo cái tên này đi, nếu không Tham có thể đã ném hắn cho gấu cho ăn luôn rồi. Tham không dám phát hỏa với Gojia, chỉ có thể tìm đồng minh gấu bông chút nỗi bực tức. Gojia thấy hành động trẻ con của Tham liền vô thức bật cười. Gojia nói với anh cô cũng không biết bạn trai Canning lại là người như vậy. Gojia nói cảm ơn anh, nhịn cả ngày vẫn không lên cơn giận với người ta. Tham nói anh muốn làm một người bạn trai tốt, để lại ấn tượng tốt trong cô. Anh sẽ đợi đến khi nào cô đồng ý làm bạn gái mình. Gojia có chút rung động, sau đó hai người cùng chụp ảnh chung. Tham đang định lấy điện thoại trả cho Gojia, Gojia lại nói cô để quên điện thoại trên xe buýt rồi. Gojia không muốn để Tham biết mình đi gặp Gen. Tham lặng lẽ để điện thoại lại, trong lòng không vui bỏ đi chơi một mình. Đúng lúc này, Tham nghe thấy bạn trai Canning đang gọi điện, nói rằng anh ta không thích Canning, chỉ là muốn đổi chút khẩu vị. Còn nói cô bé tên Gojia kia vô cùng dễ thương, nếu như anh ta gặp được cô sớm thì sẽ theo đuổi cô. Tham đứng sau nghe mấy lời này, gọi anh ta một tiếng. Anh ta hỏi Tham làm vẻ mặt gì vây, không cần diễn nữa, cậu nhất định cũng là người như này, đúng không? Dùng xong Gojia thì nhớ để lại cho tôi nha. Tham cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ sông đến đập hắn một trận, tên kia bị đánh chảy cả máu mũi, sau đó anh kéo tay Gojia bỏ đi. Trông thấy dáng vẻ Tham lại sử dụng bạo lực với người khác. Gojia không chờ Tham giải thích trực tiếp trách cứ anh, sao lại không thể thu bớt cái tính thiếu ra. Bất kể như thế nào động thủ đánh người là không đúng. Gojia cảm thấy người này thật sự là bản tính khó sửa. Cô tiếp tục nói với anh, em đã từng nghĩ anh sẽ từ từ tốt lên. Em thật sự không nên ôm kỳ vọng điều gì về anh. Biết tại sao không? Bởi vì anh căn bản là không thay đổi được. Em thật hối hận đến đây hẹn hò với anh. Tham cũng không giải thích gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại Gojia với con gấu bông màu đen rơi dưới đất. Về đến nhà, Canning bị bạn trai đòi chia tay. Cô ấy khuyên Gojia đừng trách Tham, đừng ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Gojia chút giận lên con gấu bông, đập mạnh đến nỗi chảy máu tay. Đồng thời Tham cũng đang chà đạp đồ vật trong nhà, còn oán trách với mấy cậu bạn. Kết quả bị Kevin đạp một cái ngã xuống hồ bơi, nói để anh bình tĩnh lại, sau đó khuyên anh nên chủ động đi dỗ con gái nhà người ta, cần một lời giải thích rõ ràng. Bởi vì Kevin từng là cao thủ tình trường nên rất am hiểu mấy chuyện này. Tham nhờ các bạn làm cho bừng tỉnh, sau đó anh đẩy hai cậu bạn xuống, ba người cùng chơi đùa vui vẻ. Sau khi đến trường, Gojia xem được tin tức Mira và một ngôi sao nổi tiếng sắp kết hôn nhanh chóng trở thành tin tức hot trên mạng xã hội. Kevin và MJ vừa nghe liền hoang mang. Kevin nói họ nên sớm biết chuyện này thế này, lập tức gọi điện cho Gen. Gojia đọc xong tin tức thì chạy lên sân thượng tìm Gen. Vừa gặp Gen, Gojia lập tức hỏi anh đã biết trước rồi, đúng không? Đều tại cô, ngày hôm đó cô không nên để anh đi. Gen nói mình không sao, chẳng phải nên dũng cảm đối mặt sao? Cũng may là có cô cổ vũ anh mới biết được suy nghĩ thật sự của Mira. Hôm đó anh đến trước cửa phòng cô, Mira nhìn thấy anh thì rất vui. Hai người cùng vẽ tranh, còn cùng nấu cơm và trò chuyện vui vẻ. Một lần nữa họ cùng trải qua niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Sau đó, anh dần dần phát hiện hai người họ vốn không hợp nhau, những việc mà Mira cần làm anh hoàn toàn không giúp được. Cảm giác ấy thật sự rất khó chịu, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Cô ấy cần sự nghiệp, cô ấy có ước mơ lớn hơn. Thế giới của anh và cô ấy không giống nhau. Hôm đó anh nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau, anh mới biết Mira chỉ coi anh như em trai, sau đó anh quyết định âm thầm rời đi. Mira còn hy vọng anh sẽ gặp được tình yêu đẹp hơn.
Gojia nghe thấy vậy thì khóc rất đau lòng. Cô nói anh đừng nên phủ nhận bản thân, anh đã quên ngày hôm đó rồi sao? Khi anh bảo vệ cô, nếu như không có anh, cô đã không biết phải làm gì. Kể từ khi chúng ta quen nhau, anh đã là người rất quan trọng với cô. Jen bước đến ôm cô, nói tại sao còn khóc to hơn cả anh. Hai người ôm chặt lấy nhau, cùng an ủi vết thương trong lòng. Khi ấy, Tham đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rất không thoải mái. Gojia dường như phát hiện có người, đến lúc quay lại thì không thấy ai. Người con gái mà mình yêu cùng người anh em tốt của mình đứng một chỗ ôm chặt nhau. Tham tận mắt chứng kiến một màn này, hai mắt cậu ta ngập tràn lửa giận tức đến không ngừng run rẩy. Tham bụng đầy lửa giận không được giải tỏa, đúng lúc đụng phải đến lúc trước từng bắt nạt Gojia, giờ lại đang lừa dối nữ sinh khác. Anh trực tiếp đè hắn xuống đất hung hăng mà dạy dỗ hắn một trận. Rất nhanh bốn phía đã đầy học sinh tới xem náo nhiệt, nhưng Tham lại bắt đầu nổi điên, cả Kevin lẫn MJ đều không dám tới gần. Lúc này Gojia và Jen cũng kịp thời chạy tới. Tham nhìn hai người này lửa giận càng bốc lên. Cậu trực tiếp tuyên bố kể từ bây giờ F4 chỉ còn 3 người, Jen bị khai trừ khỏi nhóm F4. Tên khốn này không xứng để làm bạn, Jen bị Tham đá ra khỏi F4. Gojia muốn nói chuyện với Tham nhưng lại bị anh trực tiếp đem chiếc điện thoại cô làm rơi đưa lại cho cô. Nhìn thấy điện thoại, cô ý thức được lời nói dối của mình đã bị vạch trần. Bây giờ Tham nhất định đã hiểu lầm rồi, Gojia lập tức đuổi theo muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Gojia kéo cậu ta vào một phòng học trống, xin lỗi cậu ta về chuyện cái điện thoại. Gojia tự nhận bản thân nói dối cậu ta là không đúng, nhưng ngay lập tức lại trách cứ Tham không nên trút giận lên Jen. Tại sao lại lấy Jen ra làm chỗ trút giận, anh ấy không làm sai gì cả. Từng câu từng chữ của Gojia đều là đang bảo vệ Jen khiến Tham đau lòng mà phẫn nộ hết lớn dọa cho Gojia sợ đứng yên tại chỗ không dám ngẩng đầu lên. Tham tỏ ý anh có thể không đuổi Jen ra khỏi F4, nhưng cô phải nói với anh rằng cô ấy ghét Jen. Gojia khóc nức nở không ngừng lắc đầu, lúc đó Tham tựa như đã mất đi lý trí, ném tất cả mọi thứ xuống đất rồi túm lấy Gojia định động thủ. Nhưng Tham biết trong lòng Gojia vẫn luôn có Jen, vì vậy từ trước đến nay Gojia không hề đáp ứng muốn cùng anh qua lại. Cô ấy ôm ấp ai cũng không có bất cứ quan hệ gì với mình, trước giờ đều chỉ là anh ấy tự mình đa tình. Dù sao đi nữa cô ấy cũng sẽ không chọn anh. Chị gái của Tham là Tia đến trường giải quyết chuyện anh đánh nhau. Hiệu trưởng nói họ không thể ngăn được nữa, cảnh đánh nhau đã bị ghi lại. Tham xem xong được nửa video thì không thấy nữa. Khi ấy, mẹ của Tham là bà Rosa Jin phái quản gia của nhà đến xử lý. Ông căn dặn thuộc hạ đầu tiên hãy liên hệ hòa giải với đối phương. Nếu như hòa giải không được, phu nhân sẽ cho phép mình chặn đường làm ăn của họ. Sau đó kêu bên IT xóa toàn bộ video liên quan đi và phải nhớ lưu chứng cứ lại, tránh bị kiện cáo. Quản gia đảm bảo với hiệu trưởng, mọi chuyện sẽ được giải quyết thuận lợi. Sau đó họ sẽ tài trợ cho trường học gấp đôi hơn bình thường. Hy vọng hiệu trưởng sẽ không phải lo bất cứ điều gì nữa. Hiệu trưởng cười hớn hở nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tham về đến nhà thì nhốt mình trong phòng. Mẹ anh chậm chậm bước vào, nói lần này anh gây chuyện rất nghiêm trọng, đem lại rất nhiều phiền phức cho mình. Tham nói bà căn bản không lo lắng cho anh. Rosa Jin nói sao bà có thể không quan tâm anh được, bởi vì những hành động của anh khiến công ty tổn thất vài trăm triệu. Tham nói cuối cùng thì điều bà lo lắng cũng chỉ là công ty. Sau đó bà Rosa Jin ném một sấp dữ liệu cho Tham, giáo huấn anh chỉ vì một đứa con gái mà mất đi lý trí, cảnh cáo anh xử lý cho tốt mọi chuyện, đừng bắt bà phải tự ra tay. Sau đó mấy người bạn khuyên Tham nên nói chuyện với Jen, nhưng hiện giờ anh chẳng muốn nghe bất cứ điều gì nữa, tức giận đuổi hai người họ đi. Sau đó, hai người quyết định MJ nói chuyện với Tham, còn Kevin đi tìm Jen nói chuyện. Jen đến tiệm hoa tìm Gojia, sau đó hai người cùng đến nhà anh. Jen gọi cho cô rất nhiều sữa đậu nành, nói chẳng phải cô thích uống sữa đậu sao. Hôm đó khi gặp cô, anh đã biết cô vừa uống sữa đậu xong. Jen nói anh đến đây xem cô thế nào, sợ cô sẽ không vui. Gojia nói chẳng phải hiện giờ anh cũng rất buồn sao. Để mình đưa cậu đến nơi này, hai người cứ như vậy mà đi để lại cốc sữa đậu chưa uống. Hai người đến khu vui chơi, cùng ngồi chơi game, cùng chơi bạt lò xo, còn cùng chơi trò gắp thú. Sau khi ra ngoài, Gojia nói rằng rất lâu rồi cô mới được đi chơi thoải mái thế này. Jen hỏi vậy lúc cô đi chơi với Tham thì sao? Gojia nói khi hai người đi chơi, cậu ta sẽ nổi nóng bất cứ lúc nào. Đánh nhau với con gấu phát truyền đơn, đi sở thú còn đánh nhau với bạn trai của Canning, thậm chí còn cãi nhau với lũ vẹt. Jen nghe vậy cũng phải bật cười, anh nói nghe cô kể lại đã cảm thấy rất vui rồi. Gojia nói lúc này cô mới thấy vui hơn, Jen thắc mắc đó là thật sao? Thật sự vui hơn sao? Gojia im lặng. Jen hỏi cô nếu phải chọn giữa anh và Tham, cô sẽ chọn ai? Gojia không biết phải trả lời ra sao, định lấy cớ bỏ đi. Bỗng nhiên điện thoại bị rơi, hai người cứ như vậy tiến sát lại gần nhau, nhưng Gojia lại nhớ đến hình ảnh của Tham. Kevin đi tìm Jen, nghe Canning nói anh đang đi hẹn hò với Gojia rồi. Hai anh bạn không biết phải làm gì, MJ trực tiếp gọi video call cho Canning. Hai người đến quán ăn, Kevin hỏi cô đang cãi nhau với bạn trai sao. Kevin bật mí với cô, nếu như người đàn ông làm như vậy là đang có người khác, anh cũng biết chiều này. Canning không thèm tin anh, nói bạn trai cô không đào hoa như anh. Kết quả lúc quay lại thì thấy bạn trai của mình đang tình tứ với cô gái khác. Anh ta sau khi nhìn thấy Canning lập tức đưa cô gái kia đi. Canning nhìn thấy cảnh tượng này thì đau lòng bỏ đi, một mình chạy ra ngoài khóc. Kevin bước đến an ủi cô, nói cô quá ngây thơ rồi. Thấy cô khóc còn định chụp ảnh dìm, Canning vội vàng cướp lấy điện thoại. Kevin nói như vậy mới đúng, lau khô nước mắt rồi kiên cường lên. Sau đó Gojia và Jen đến trung tâm thương mại, nhìn thấy bạn trai Canning đang đi cùng cô gái khác.
Gojia định bước đến liền bị Gen ngăn lại, bởi vì anh nhìn thấy Gen cũng đi ra khỏi đó. Anh công tử đẹp trai nhà giàu này đến một shop đồ hiệu chọn túi sách. Anh nói với nhân viên chọn bừa một cái, kết quả cô gái đứng cạnh nhìn anh không chớp mắt. Anh bạn trai của cô ta nhất thời cảm thấy không thoải mái. Kevin hỏi cô gái kia nếu cô có thời gian có thể chọn túi sách giúp anh được không. Anh bạn trai hỏi anh rằng bị điên rồi sao. Không ngờ cô bạn gái lập tức chạy như bay đến, nói mình rất sẵn lòng giúp anh. Kết quả bị tên kia lôi lại, Kevin nói bạn gái anh không phải là đồ vật. Cô ấy có quyền lợi được lựa chọn, cô gái lập tức lật mặt, cãi tay đôi với bạn trai. Mắng anh ta là đồ keo kiệt bủn xỉn, kêu anh ta mau cút đi, đừng làm phiền đến chuyện của mình. Anh bạn trai mắng cô vài câu, sau đó xấu hổ bỏ đi. Cô gái kia ngây thơ tưởng mình chăn được công tử nhà giàu, bắt đầu dở giọng trà xanh. Cô gái nào mà được làm bạn gái của anh chắc may mắn lắm nhỉ. Không ngờ Kevin đáp lại, tôi cũng chưa biết nữa, phải hỏi cô ấy mới biết được. Tên bạn trai vừa ra ngoài liền nhìn thấy Canning, khi ấy Kevin bất ngờ mang túi sách ra cho cô. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng này liền tức giận, bắt đầu vênh cái mỏ lên chế giễu Kevin, còn nói lần trước một cậu bạn tên Tham cũng như này. Mấy người có tiền như tụi bay đều thích mấy cô gái vừa nghèo vừa ham tiền. Kevin nghe mấy lời này lặng lẽ bỏ kính xuống. Khi ấy cô bạn thân của Canning là Gojia cũng xuất hiện phía sau. Tên kia nhìn thấy lại bắt đầu mắng cô, kết quả bị Gojia đạp một cái ngã rúi rụi ra đất, sau đó nói rằng chả trách lần trước bị bạn trai mình đánh cho. Thì ra anh là loại người đê tiện đến mức này, lần trước bị đánh là còn nhẹ đấy. Gen đứng sau nghe vậy cũng phải đứng hình, mà Tham lúc này vẫn còn đang ở nhà không ăn không uống không ngủ. Nhận được điện thoại của Gen muốn cùng Tham đàm phán, Tham lập tức xông ra ngoài, cậu muốn chấm dứt mọi chuyện với Gen. Tham mang theo sát khí đi tới trước mặt Gen, cậu trực tiếp lớn tiếng mắng Gen, suốt mười mấy năm anh coi cậu là anh em. Vậy mà cậu lại vì một đứa con gái mà muốn quyết đấu với mình, cậu thật sự động lòng rồi sao? Gen nhẹ nhàng gật đầu, Tham cười kinh thường, bắt đầu nghĩ một đằng làm một nẻo mà nói ra những lời trái với lương tâm. Tôi vốn dĩ chưa từng để ý tới Gojia, gia cảnh của cô ta căn bản không xứng với bổn thiếu gia đây. Gen hỏi lại, những gì cậu nói đều là thật sao? Tham vẫn nói những lời trái lòng, cùng lắm chỉ là một nữ sinh mà thôi, không đáng kể, nếu cậu muốn, tôi nhường cho cậu. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Gen đã trực tiếp khiến cho Tham hoàn toàn mất đi lý trí. Làm bạn bè mười mấy năm, nhưng chỉ vì một cô gái mà khiến cho tình cảm bạn bè nhiều năm hoàn toàn cắt đứt. Bây giờ họ phải quyết định rằng, phải có một kết thúc cho tất cả. Tham giả vờ như không chút để ý nói, mình vốn dĩ không hề thích Gojia, nếu như cậu đã coi trọng thì mình nhường cho cậu. Gen dùng giọng điệu đầy khiêu khích nói, cậu dựa vào cái gì mà nhường Gojia cho người khác? Hình như, từ trước đến giờ Gojia có phải là của cậu đâu. Cô ấy vốn dĩ chưa từng thích cậu, người cô ấy thích vẫn luôn là mình. Hôm nay cô ấy đã đi chơi với mình cả ngày đấy, hơn nữa cô ấy còn chủ động muốn làm bạn gái mình. Nhưng người con gái có hoàn cảnh gia đình như thế, mình chỉ là vui đùa chút thôi. Không ngờ cô ấy lại ngốc nghếch tưởng thật, những lời này triệt để chọc giận Tham, anh tàn nhẫn đấm thật mạnh vào mặt Gen. Gen ngay lập tức quay lại đáp trả, MJ vội vàng lao đến càng ngăn cũng bị Tham đánh bị thương. MJ không chịu nổi nữa cũng trực tiếp đáp lễ Tham một quyền. Kevin chạy lên ngăn MJ lại, cũng không thoát khỏi một quyền của MJ. Bốn anh em đã từng rất thân thiết mà nay lại ẩu đả đánh nhau túi bụi. Tham cuối cùng cũng chịu nói ra lời trong lòng, Gojia là người anh quan tâm nhất, là người quan trọng nhất với anh yêu cô ấy nên không cho phép ai coi thường cô ấy cả. Gen bị Tham đánh gục vào trong nước, nhưng anh ấy lại đột nhiên bật cười. Hóa ra là Gen đã cố ý dùng biện pháp khích tướng để cho Tham nói ra tình cảm của cậu ấy với Gojia, đồng thời để anh nhận ra mình không thể bỏ lỡ Gojia, nhưng Tham lại nói Gojia hoàn toàn không hề để ý mình. Gen lúc này mới nói cho Tham nghe, tuy hôm nay bọn họ thật sự có đi chơi cùng nhau, nhưng Gojia nói không được mấy câu thì lại nhắc đến Tham. Gen nhìn ra được trong lòng Gojia thật sự có Tham. Một giây trước Tham còn tức đến mức muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Giây sau nghe thấy Gojia để ý mình liền bật cười ngây ngô. Lúc này Gojia sau khi trả lời điện thoại của Tham, cô cũng vội vàng chạy đến nơi. Gen khuyên Gojia không cần phải tiếp tục che giấu tình cảm của cô ấy với Tham nữa, còn bồi thêm một câu trêu chọc, hết ẩm cả trung tâm mua sắm là người yêu cơ mà. Gojia lúc này xấu hổ đến mức mặt đỏ dần dần. Tham lại cao hứng đến mức như muốn bay lên muốn Gojia nói lại một lần nữa đi, một lần thôi cũng được. Gen nhìn thấy hai người như vậy liền lựa chọn âm thầm rời đi một mình, bởi vì hai người họ như vậy rõ ràng là đang tán tỉnh, liếc mắt đưa tình với nhau. Sau đó Gojia giúp Tham sơ cứu vết thương và bôi thuốc, hai người cũng nói về rất nhiều điều, cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được hóa giải. Quan hệ giữa hai người cũng tiến thêm một bước nữa. Ngày hôm sau, Gojia vừa mở cửa nhà ra đã đứng sững tại chỗ, mẹ của Tham đã tìm đến nhà cô. Bà ngồi chính giữa phòng khách, biểu cảm khuôn mặt từ trên cao nhìn xuống dò xét kỹ từ đầu đến chân Gojia. Gojia rất lễ phép cúi chào, còn mẹ của Tham thì cứ như một con búp bê bằng nhựa vậy, mặt không lộ một chút biểu cảm mà cũng không động đậy chút nào. Gojia nhìn đối phương không chút tôn trọng nào với mình, cho dù bà ấy có là mẹ của Tham thì Gojia cũng không khách sáo nữa. Cô trực tiếp hỏi bà ấy đến đây có chuyện gì không, còn mẹ của Tham lại tự lẩm bẩm nói một mình, căn phòng nhỏ như vậy còn không lớn bằng cái tủ quần áo nhà bà ấy, gia đình bọn họ làm sao mà có thể ở được như vậy. Gojia trực tiếp ngắt lời bà ấy, cháu cảm thấy cô cứ nói thẳng ra mục đích cô đến đây hôm nay là gì. Mẹ của Tham cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với Gojia, cô tìm đủ mọi cách tiếp cận con trai tôi không phải là muốn được gả vào nhà giàu sang quyền thế sao? Nói đi cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai tôi, sau đó lấy ra một tấm chi phiếu, 1 triệu đủ chưa? Nếu như Gojia đồng ý thì 1 triệu này ngay lập tức về tay cô.
Gojia cho rằng tiền bạc không thể mua nổi tình yêu, mẹ Tham nâng giá 5 triệu. Gojia tiếp tục giải thích chuyện này với Tiền Nông không chút liên quan, mẹ Tham không kiên nhẫn tiếp tục nâng giá, 15 triệu. Số tiền này đủ cho cô mua tận mấy căn nhà đấy. Mẹ của Gojia bất ngờ đập bàn đứng dậy. Mẹ Tham tưởng bà ấy rốt cuộc cũng thông suốt rồi, nhưng không ngờ bà ấy trực tiếp nói, cái người phụ nữ này là thế nào vậy? Bà cho rằng con gái tôi có thể dùng tiền bạc để mua à? Mẹ Gojia không thể chịu đựng được việc bà ta coi thường con gái mình, liền trực tiếp mời bà ta ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Mẹ Tham trước khi rời đi còn không quên lại mỉa mai Gojia, cho dù cô có dùng thủ đoạn gì, tôi cũng không cho phép Tham chọn cô đâu. Cô gái mỗi ngày làm tới 3 công việc để kiếm tiền nuôi gia đình, đi sớm về khuya tăng ca tới tận đêm, mà bạn trai của cô lại đang ở trên du thuyền sang chảnh, nhâm nhi ly rượu vang mang hơi thở của gió biển, mỗi ngày đều vui chơi sung sướng. Cậu vẫn chưa biết chuyện mẹ của mình sau lần tới nhà Gojia ép cô phải rời xa Tham không có kết quả, liền chèn ép công ty của bố Gojia hại bố cô bị mất việc. Bọn họ đành phải về quê làm việc để Gojia và đứa em trai nhỏ ở lại thành phố vừa học vừa làm. Nhưng Gojia không hề kể cho Tham biết những chuyện này, cô chọn cách một mình lặng lẽ chịu đựng. Nhưng hôm nay khi đang trên đường về nhà, Gojia lại phát hiện có người bám theo đằng sau mình. Khi vừa tới trước cổng, một cánh tay đột nhiên giơ ra hướng về phía cô. Cô thể phản xạ hướng một đấm về phía sau. Gojia lúc này mới phát hiện người vừa bị ăn một đấm vậy mà lại là Tham. Gojia hỏi cậu tại sao lại đột nhiên tới đây. Anh dõng dạc tuyên bố, anh về nhà của mình. Hóa ra Tham đã mua lại căn nhà ngay đối diện nhà Gojia chỉ vì để có thể ở gần cô hơn. Bởi vì Tham từ chỗ của Kevin biết được chuyện mẹ mình gây sức ép cho cô và hiện tại chỉ có cô cùng với em trai ở nhà. Anh liền quyết định sẽ chuyển tới đây để chăm sóc cho Gojia. Thế nhưng một đại thiếu già từ nhỏ đã sống trong căn biệt thự rộng hàng trăm mẫu đất và được phục vụ bởi mấy chục người hầu thì hoàn toàn không thể nào tự mình lo liệu cuộc sống. Máy giặt không biết mở, bàn là không biết dùng, ngay cả con rán cũng chưa từng gặp qua. Một buổi tối anh hét tên Gojia tới 7 lần, khiến cô cả đêm không tài nào ngủ được. Bây giờ đến trường toàn thân phờ phạc không sức sống, cô chỉ có thể oán trách với Kevin. Lúc này, các bạn học xung quanh đột nhiên la hét, hóa ra qua 2 ngày nữa sẽ tới tiệc sinh nhật thanh niên của Tam. Tất cả nữ sinh đều trông mong có thể tham gia yến tiệc của gia tộc nhà Tam. Tam nhận được điện thoại của chị gái, nhắc nhở anh rằng mẹ cực kỳ không thích Gojia, kêu cậu nên chuẩn bị cho tốt, đừng để mẹ làm hại tới Gojia. Gojia nhận được bộ lễ phục đẹp mà chị Tham tặng, kèm theo thiệp mời tham gia tiệc sinh nhật của Tham, nhưng nhớ tới khuôn mặt của mẹ Tham, cô liền rơi vào do dự. Lúc này Tham đột nhiên bê chiếc TV tiến vào dọa cho Gojia sợ hết hồn, ném chiếc váy trong tay đi. Không ngờ lại trúng đĩa mì trên tay em trai, chiếc váy trắng tinh khôi dính một mảng nước sốt. Gojia đi tới tiệm giặt khô để xử lý, chủ tiệm vừa mở miệng liền hết giá 600 bạt. Lúc này một chàng trai đột nhiên bước tới nói giúp Gojia, lần trước cậu tới đây giặt giá chưa đến 200, bây giờ ông chọn người để hết giá, cậu ta đe dọa sẽ khiếu nại. Chủ tiệm đành phải chốt giá 200 để xử lý lễ phục cho cô. Ngày thứ hai vào lúc Gojia đi vứt xác, cô trùng hợp lại nhìn thấy chàng trai đó. Hóa ra cậu và Gojia học cùng một ngôi trường, nhưng Gojia lại thấy rất kỳ lạ vì từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy cậu. Chàng trai nói với Gojia mình tên là Talay, nhờ vào việc giành được học bổng mới có thể đến học tại ngôi trường quý tộc này, nên anh rất ít qua lại với đám học sinh nhà giàu. Gojia là nhờ năng khiếu thể dục mà vào trường, Talay là dựa vào học bổng đạt được, khoảng cách của cả hai trong chốc lát như được kéo gần lại. Talay lái xe chở Gojia về nhà, biết được Gojia đang cày tiền, Talay nói mình có thể giới thiệu cho Gojia một công việc làm thêm. Hai người có cùng một giai cấp địa vị rất nhanh đã trở thành bạn bè. Gojia nhớ tới cách biệt giàu nghèo giữa mình và Tham, cô không tự chủ được mà rơi vào trầm tư. Trong ngoài biệt thự nhà Tham, đầu đầu cũng là người hầu đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Lúc này Gojia cầm theo bộ lễ phục mang tới trả lại cho chị Tia, nhưng biết được lúc này cô lại không có nhà, cô đành giao cho quản gia cầm hộ. Gojia nhờ quản gia chuyển lời rằng bản thân sẽ không tới giữa tiệc sinh nhật được. Gojia vừa định rời đi thì lại gặp được Zen. Hóa ra là Tam đã vô tình làm rơi chiếc kính râm mà cậu ta yêu thích nhất trên máy bay của Zen. Zen cũng nhìn ra được Gojia có gì đó không đúng, liền rủ cô đi dạo. Gojia tâm sự với Zen, bản thân nhận thấy hoàn cảnh gia đình mình và Tham quá đỗi khác biệt. Gia tộc của mọi người đều làm kinh doanh lớn hàng nghìn tỷ, mà cô lại đang vì tiền công vài trăm mà bạt mạng cực khổ. Gojia cảm thấy có chút tự ti, nhưng Zen lại nói anh không để ý tới mấy chuyện này. Anh tin Tham càng không để ý tới, đồng thời xòa đầu Gojia an ủi và cổ vũ cô. Gojia vừa về đến nhà thì thấy Tham đang ngồi chơi với em trai. Tham còn tự tay làm cơm cho mọi người nhưng lại làm loạn cả căn bếp lên. Gojia không hề trách anh, thấy anh thay đổi nhiều vì mình như vậy, cô khen anh làm rất tốt. Ba người bắt đầu thưởng thức tay nghề của Tham. Ăn cơm xong, Gojia nhìn đồng hồ đếm ngược, sau đó chúc mừng sinh nhật Tham. Tham nhắm mắt ước một điều ước sinh nhật, tuy không có anh nến cũng không có cả bánh sinh nhật, nhưng có Gojia đứng trước mặt thôi là Tham đã vui sướng giống như tên gốc rồi. Lúc tạm biệt, Tham nói với Gojia vào bữa tiệc sinh nhật của anh ấy, nếu Gojia không muốn đi thì không đi cũng được, vì Tham hiểu rằng Gojia không thích những bữa tiệc thương mại như vậy. Nhưng Gojia lại nói mình sẽ đi, vì cô còn phải tặng quà sinh nhật cho anh nữa mà. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Gojia đã học theo trên mạng cách làm bánh cho người yêu, đập mấy quả trứng cho vào bột, trộn đều thật đều rồi nặn thành từng cái bánh. Dùng sô-cô-la trang trí vẽ ra các biểu cảm giống như Tham, để bánh vào trong hộp thiết được trang trí thật dễ thương. Buổi tối Gojia trang điểm tỉ mỉ đến tham gia yến tiệc,
trong tay cầm hộp bánh do mình tự làm. Ngay giây tiếp theo, bà Josajin, mẹ của Tam, đột nhiên xuất hiện trước mặt Gojia. Bà ấy vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng kia, dùng thái độ coi thường Gojia lần nữa lại chế giễu cô ấy, nói: "Cô đến đây so với việc từ bỏ tiền của tôi càng thêm nhục nhã đấy." Gojia bình thản như thường trả lời bà ấy: "Cháu chỉ đến để chúc mừng Tam thôi, sao cháu phải cảm thấy nhục nhã?" Đồng thời cô còn nói: "Bất kể cô nhìn cháu như thế nào thì đó cũng chỉ là cách nhìn của cô đối với cháu mà nói chỉ là một người xa lạ. Cháu sẽ không vì thành kiến của cô mà coi bản thân thấp kém hơn. Dù sao thì dựa vào tiền bạc để tùy ý ức hiếp người khác, như vậy cháu mới cảm thấy thấp kém hơn người. Một người luôn luôn cường thế như bà Josajin vậy mà bị nói đến mức không thể đáp trả, chỉ có thể ngẩng cao đầu nghênh ngang ngạo mạn rồi đi." Kavin cảm thấy người chị dâu này thật là tuyệt vời quá. Zen và Kavin dẫn cô ấy đi tìm Tam, nhưng Gojia tỏ vẻ chỉ muốn đến tặng quà rồi đi luôn. Giây tiếp theo, Kavin nghịch ngợm trực tiếp nhấc bổng Gojia lên, khiến cô kinh hãi hét toáng lên. Tiếng kêu sợ hãi này cũng khiến Tam trông thấy cô ấy. Tam đi về phía Gojia. Gojia căng thẳng đến mức nói không thành lời, hai má ửng hồng thẹn thùng nói với Tam: "Chúc mừng sinh nhật anh." Tam hỏi: "Quà của anh đâu?" Gojia lắc đầu lừa anh ấy là không có quà, sau lưng thì cầm thật chặt hộp bánh cô ấy tự tay làm. Lúc này bà Josajin cầm mic bắt đầu phát biểu. Bà ấy nói: "Đây là một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt, tôi rất hân hạnh được thông báo với mọi người." Lúc này, đột nhiên có một cô gái chạy ào vào bữa tiệc. Cô gái xông xáo liều lĩnh chạy đến không cẩn thận xô ngã Gojia. Đúng lúc này, bà Josajin tiếp tục nói: "Cô gái này chính là thiên kim của gia tộc Impica, Lita Impica, cũng chính là vị hôn thê của người thừa kế gia tộc Pazanaman." Tất cả mọi người đều ngạc nhiên sững sờ tại chỗ. Tam cũng hiểu rõ ý của MJ, anh ấy vội chạy thật nhanh đến chỗ Gojia. Anh nắm chặt lấy tay cô chạy thẳng đến chỗ chiếc xe. Trong chớp mắt chiếc xe đã phóng đi thật xa, nhưng lúc này Tam mới phát hiện ra bản thân trong lúc hoảng loạn đã kéo nhầm người. Tam sau khi bỏ chạy mới biết mình bị lác, vội vàng kéo Lita xuống xe. Lita nói: "Anh đưa tôi đi được thì cũng phải đưa cô về nhà được." Tam kêu cô tự bắt xe về, kết quả bị Lita nhảy lên người còn bị cắn vào tay. Tam bị giày vò đến khổ, Lita vẫn chưa chịu tha cho anh, đuổi chục vòng quanh xe bắt anh đưa về. Khi ấy đâu đâu cũng là bài báo viết về Tam và cô gái tên Lita kia. Bình luận toàn là những lời khen, Gojia đọc được những bài báo thì thở dài. Mấy cô nữ sinh còn cố tình chọc tức cô, nói ước mơ của cô cuối cũng tan vỡ rồi. Còn cho cô xem bức ảnh Tam kéo nhầm người đi. Gojia tức giận chạy lên sân thượng kêu lớn, bỗng nhiên nhìn thấy dưới lầu có người trèo tường vào trường. Nhìn kỹ thì thấy đó chính là Lita, bảo vệ thấy vậy thì lập tức đuổi theo cô. Gojia vội vàng xuống lầu định giúp cô ấy, đúng lúc gặp anh chàng Tam IQ thấp cũng đang đi tìm cô. Gojia nhìn thấy anh liền nổi nóng, Tam nói anh muốn giải thích về chuyện cầm nhầm tay người khác tối qua. Hai anh bạn kia bước ra từ thang máy, thấy vậy cũng phải ối rồi ôi. Gojia chạy ra ngoài hành lang, một lần nữa gặp được Lita, còn thành công đánh lạc hướng được hai chú bảo vệ. Lita vô cùng cảm ơn cô. Gojia nói với cô thực ra cô không cần lén lút vào đây, chỉ cần nói mình là vị hôn thê của Tam là được. Gojia có chút buồn bã, hai người họ dường như mới thuộc cùng thế giới. Lita sau khi tặng đồ cho cô thì bỏ đi. Chập tối, Gojia trên đường về nhà vẫn đang đọc báo. Quả nhiên trên bảng tin hiện lên hình ảnh của Tam và Lita. Gojia tủi thân về đến nhà, thấy Tam đang mặc vest rất bảnh trai, ngồi xem phim tình cảm cùng cậu em trai, coi bộ dạng có vẻ đang tức giận. Gojia trách anh luôn chọc cô tức. Bỗng nhiên TV lại đưa tin mới, gia đình tài phiệt hàng đầu Thái Lan tỷ phú Pakon có vấn đề về sức khỏe. Điều này có nghĩa tất cả cổ phiếu của những đại gia khác đều bị ảnh hưởng. Tam nhìn chằm chằm vào TV ánh mắt có chút lo lắng, sau đó viện cớ bận việc nên về nhà. Bên cạnh đó, ba anh bạn kia đang rất gấp gáp, nếu như Rosserin chỉ muốn trừ khử Gojia vậy thì cũng không cần vội vàng đính hôn cho Tam như vậy. Trong cuộc làm ăn tiền tỷ của những đại gia có sự góp mặt của đại phu nhân Rosserin, đây là thời khắc quan trọng không phải chỉ ở Thái mà còn ở Singapore nữa. Làm loạn cả ngày, giờ đến việc chính rồi. Bởi vì chuyện của đại gia Pakon, Tam chuẩn bị quay về tập đoàn, vì vậy khoảng thời gian này sẽ rất bận. Zen có chút lo lắng, vậy chuyện của Lita, anh sẽ giải quyết thế nào? Không cần lo đâu, tao đã có cách để đối phó với cô ta rồi. Tam kêu Kavin và MJ đi giải quyết Lita giúp mình, không ngờ lại bị Lita hành cho đến khổ. Phải đi tàu lượn 3 lần, ăn mấy món vỉa hè no căng bụng. Hai người bị giày vò đến sức cùng lực kiệt, phải chạy đến đây bóc phốt với Gojia và Canning. Vừa dứt lời thì Lita bước vào, hai anh chàng kia cũng phải cạn lời. Lita nói hai cậu thiếu gia kia đúng là nhàm chán, muốn đi chơi với Gojia. Sau đó Lita lấy ra một đống thẻ đen trực tiếp bao cả cửa hàng hoa này. Gojia cứ như vậy bị ép tan làm để đi chơi với cô. Hai người cùng đến trung tâm thương mại, Gojia xem bừa giá một cái túi, trời đất, giá của nó hơn 10.000 bạc. Không ngờ Lita trực tiếp kêu nhân viên đóng gói cái túi này. Hai người sau khi xuống lầu, Lita tặng chiếc túi ban nãy cho Gojia, có nói thế nào thì Gojia cũng không nhận bởi vì nó quá đắt. Lita lại dùng chiêu cũ với cô, lần này khiến Gojia có chút không vui. Lita vội vàng xin lỗi cô, bởi vì cô đến một người bạn cũng không có, cũng không chung sống với ai. Gojia nói bởi vì lần trước cô đã tặng lễ phục cho mình, tủ quần áo của cô không đựng nổi nữa còn làm kéo khóa bị hỏng. Lita vừa nghe thắc mắc sao tủ quần áo lại có khóa kéo. Kết quả về nhà thì phát hiện ra một kiến thức mới. Lita nói từ nhỏ cô đã được bố mẹ sắp xếp một chút tự do cũng không có, cũng không có bạn thân, cậu có muốn làm bạn thân của tôi không? Gojia thấy Lita đáng yêu như vậy liền đồng ý. Lita hỏi Gojia và Tam có mối quan hệ gì. Gojia nói họ chỉ là bạn bè.
Lita ngây thơ tin lời cô, còn mừng rỡ ôm chầm lấy Gozia, khi ấy Tham từ đâu về còn cõng cậu em trai đùa giỡn. Hai người vừa gặp liền bắt đầu cãi nhau, không đấm nhau một trận là không chịu được. Khi ấy Kevin vẫn đang giúp Canning đóng gói hoa mà Lita mua. Hai người bận rộn cả ngày, Kevin lại trêu chọc cô, nói cô giống hệt hạt đậu, còn lau sữa chua dính trên mũi cho cô. Canning một lần nữa rung động, khi ấy cô bỗng nhớ đến Gozia, thế là liền video cô cho cô, muốn hỏi cô mọi chuyện ra sao rồi. Sau khi bắt máy, Gozia trông có vẻ rất mệt mỏi, quay cam ra xa thì thấy Lita và Tam đang choảng nhau. Gozia ngồi đó cũng phải cạn lời, Canning cũng phải đau đầu dùng cô. Lita cứ như vậy chơi cả ngày ở nhà Gozia, sáng sớm tỉnh dậy, Gozia tiễn Lita ra ngoài. Lita nói từ trước đến nay mình chưa chơi vui như vậy bao giờ, cảm ơn Gozia rất nhiều. Tham ra ngoài hỏi Gozia có thể anh sẽ biến mất một khoảng thời gian bởi vì có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Anh hy vọng sau này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì Gozia sẽ đợi anh quay về, trước mắt hãy cố chịu đựng một thời gian. Gozia đi vào nhà thấy tin tức trên TV tỷ phú Pakon đã qua đời không chỉ hot hot hòn hot ở Thái Lan mà còn trên toàn thế giới, nhưng Gozia không hiểu ý nghĩa của tin tức này, chỉ có thể cảm nhận sự việc rất quan trọng, không biết nó có liên quan gì đến mình không. Kevin vội vàng tìm đến tiệm hoa, nói hôm nay có một đơn hàng rất lớn kêu Canning chuẩn bị thật tốt. Sau đó họ đến hiện trường tang lễ làm vòng hoa. Kevin nói tang lễ của người này rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống quốc gia, nền kinh tế của đất nước cũng giảm sút. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tham ngồi trong xế hộp sang trọng, nhìn danh sách những người đến viếng tang. Sau đó Tham cũng có mặt, đi bên cạnh còn có Lita. Gozia đứng một bên ngây người nhìn anh. Cô phát hiện mình không hiểu được thế giới của Tham, cũng chẳng làm được gì lên hồn. Gozia đứng bên ngoài một mình suy nghĩ. Gen ra hành lang tìm cô, Gozia nói dường như tất cả mọi người đều quen nhau, chỉ có mình cô là tách biệt với họ. Gen nói những người giàu ở Thái Lan đều là người có tiếng tăm, vì vậy cần mở rộng mối quan hệ làm ăn, điều này quá đỗi bình thường. Nhưng hiện tại chiều hướng của câu chuyện không được khả quan. Tham thấy gót chân của Lita bị đau đến nỗi chảy máu, liền kéo tay cô nhắc nhở nghỉ ngơi một chút. NJ nhìn thấy cũng phải ghen tị, Tham lấy băng gạc ra đưa cho cô, Lita nói cảm ơn vị hôn phu của mình. Tiếp theo họ cần hoàn thiện tốt nhiệm vụ của mình. Tham nắm lấy tay cô nói rằng mình sẽ không chấp nhận nhiệm vụ mà cô giao, cô cũng sẽ không định đính hôn đúng chứ. Hai chúng ta không hề yêu nhau, đây rốt cuộc cũng chỉ là một vụ làm ăn, cả hai chúng ta phải cùng nghĩ cách đối phó. Gen nói không phải lo lắng cho chuyện của Tham mà là lo cho cảm nhận của Lita, sợ cô ấy sẽ yêu Tham. Lita nghe xong mấy lời này trong lòng bỗng có chút ấm áp. Sau đó Lita đến tìm Gozia nói chuyện, hai người đi vào sảnh lớn, Lita còn mời Gozia uống sữa. Gozia nói mình đã đọc được vài tin tức về ông Pakon nhưng trong đó có vài thuật ngữ mà cô không hiểu, Lita nói mình cũng không biết. Chỉ cần biết nó rất quan trọng là được. Gozia hỏi Lita thật sự sẽ đính hôn với Tham sao. Lita kể với cô về ông bố của mình rằng mình cũng muốn công việc làm ăn của ông ấy được thuận lợi, vì vậy mới đồng ý để bố mẹ sắp xếp hôn sự của mình với Tham. Gozia nói rằng đây là cuộc đời của cô mà. Lita nhớ lại lời của Tham nói, hỏi cùng câu với Gozia rằng tình yêu rất quan trọng với cô sao. Gozia gật đầu, chung sống cùng một người mà mình không yêu, đó là cả cuộc đời của mình. Lita nói thực ra có một khoảng thời gian cô đã tìm hiểu về Tham, bố mẹ cô sớm đã giới thiệu anh ấy cho cô. Ban đầu cô cho rằng Tham không khác biệt gì nhiều với những công tử nhà giàu khác, thậm chí còn tệ hơn, nhưng hiện giờ cô phát hiện anh ấy không phải người như vậy. Có những lúc anh ấy rất đáng yêu và cũng rất tình cảm, vì vậy hiện giờ cô đang do dự, chỉ là muốn xác nhận một chút tình yêu thực ra rất quan trọng. Cô tin có một ngày mình nhất định sẽ yêu Tham. Gozia nghe cô nói vậy thì im lặng, cô buồn bã về nhà. Khi ấy cậu thanh niên Ta Lai lại gọi điện đến, hỏi cô có rảnh không, thế là hai người giống như những người khác, giúp những phu nhân nhà giàu xếp hàng mua túi sách, cứ như vậy đợi cửa hàng mở cửa. Gozia nói mình không thể hiểu những người có tiền, tại sao lại tranh nhau những món đồ đắt như vậy. Ta Lai nói thế giới của những người giàu không cần cô hiểu, còn nói có những chuyện cho dù cô có nỗ lực như thế nào cuối cùng sẽ bị lôi về hiện thực, vì vậy đừng miễn cưỡng bản thân. Gozia nghe anh nói mấy lời này, nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ của mình cũng vậy. Ngày hôm sau Gozia về nhà phát hiện Tham đang ngủ gật trước cửa nhà, anh đã đợi cô cả đêm, còn mua đồ ăn cho cô. Ba người cùng thưởng thức món mì của Tham. Tham nói dạo này công việc của anh rất nhiều, nếu mẹ anh biết anh ở đây chắc chắn sẽ cho người đến lôi cổ anh về. Gozia ngồi nhìn Tham, mặc dù anh đã thay đổi nhiều vì cô nhưng cô lại không thể vui nổi. Sau đó Gozia bất ngờ nói Tham và Lita rất hợp nhau. Tham nghe cô nói vậy liền không vui. Gozia tiếp tục nói hai người môn đăng hộ đối, thực sự rất đẹp đôi, Lita đáng yêu như vậy. Tham thấy có gì đó bất ổn, anh đứng dậy kéo tay cô ra ngoài. Sau khi ra ngoài thì hỏi cô tại sao lại nói như vậy. Gozia nói hai người họ căn bản không nên đến với nhau. Coi như có vượt qua được chuyện này thì khó khăn khác cũng sẽ ập đến, cô sẽ phải chịu đựng đến khi nào đây? Em mệt rồi Tham, thật sự rất mệt mỏi rồi, cả hai chúng ta phải đối diện với hiện thực. Tham nói mình chỉ muốn ở bên cạnh cô, anh đang rất cố gắng. Gozia vô cùng đau khổ, khi ấy vệ sĩ mà bà Rosarin phái đến xuất hiện lập tức đưa Tham về nhà. Gozia một mình tiễn em trai ra bến xe, Tia nói với chị rằng mình rất tiếc vì anh Tham không đến đây tiễn mình được. Nếu như anh ấy ở đây, nhất định sẽ thấy mọi thứ ở đây rất hay ho. Gozia ôm em trai mà lòng đau như cắt. Bên cạnh đó Lita sau khi về nhà, giúp việc nói có khách đến nhà tìm cô. Lita ra ngoài xem sao, phát hiện Tham đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Tham sau khi trốn khỏi nhà, đã đội mưa đội gió đến nhà Lita. Lita sau khi về nhà nhìn thấy Tham xuất hiện ở nhà mình.
Gojia nhận được điện thoại thì vội vàng xuống lầu, phát hiện Lita đang đứng dưới cổng. Lita nói Tham ban nãy vừa đến tìm cô, nhưng Tham bất ngờ nói với cô chúng ta hẹn hò đi. Lita còn tưởng anh đang nói đùa nhưng Tham lại nói mình thật lòng. Còn nói sau này anh sẽ yêu cô, gia đình anh đã chính thức sắp xếp mối quan hệ cho hai người rồi. Hơn nữa còn đăng dòng trạng thái đang hẹn hò lên mạng. Lita nói ban đầu cô còn tưởng là anh ấy đùa, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc mới biết anh ấy thật lòng. Hiện giờ đầu óc cô đang trống rỗng không biết phải làm gì mới tốt, vì vậy mới tìm đến Gojia cầu cứu. Gojia vừa khóc vừa nói chúc mừng cô. Lita xúc động ôm lấy Gojia mà khóc, khi ấy Gojia cũng đã không kìm nổi mà bật khóc thật to. Ngày hôm sau TV bắt đầu báo tin cặp đôi đẹp nhất của Thái Lan đã xác nhận mối quan hệ, còn nói họ đến với nhau không phải vì lợi ích kinh doanh mà là thật tâm thật lòng. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ. Khi ấy Tham đang nằm trên sofa cầm hộp bánh của Gojia mà trầm ngâm suy nghĩ. Lita bất ngờ phá cửa đi vào còn nói chất lượng cửa nhà anh quá kém, cô không cố tình làm phiền anh. Sau đó tung tăng chạy đến bên Tham hỏi anh về buổi lễ tốt nghiệp sắp tới có thể cho cô đi cùng được không. Cô rất muốn đến đó, Tham nói mình căn bản không muốn đi, nếu cô thích thì đi đi. Lita nói anh không đi thì cô đi làm gì, nũng nịu đòi anh đi bằng được. Tham vô cùng sầu não, không may đẩy ngã Lita, thấy cô im lặng không nói gì, Tham còn tưởng cô tức giận. Không ngờ Lita đứng lên đỉnh bàn, Tham hỏi cô muốn gì, kết quả Lita xông đến trả đũa anh. Bị Tham chửi cô là đồ khỉ gió, Lita nói chẳng phải anh nói sẽ yêu cô sao, anh có thể đáp lại những nỗ lực mà cô đang cố gắng được không? Cô muốn lấy thân phận bạn gái của anh đến tham gia bữa tiệc. Tham không chịu nổi chiêu lật mềm buộc chặt đành miễn cưỡng đồng ý. Lita lập tức vui vẻ trở lại tiếp tục nũng nịu với Tham. Lita hỏi hôm nay chẳng phải anh có bài kiểm tra sao? Tham thắc mắc tại sao cô lại biết. Lita kể lại cô đã đi tìm MJ nghe ngóng tình hình về anh. MJ ban đầu còn từ chối, nói cô là đồ hâm hâm dở. Không ngờ Lita đứng trước mặt hai cô gái kia nói thế còn đứa bé trong bụng tôi thì sao? Cô đang nói cái méo gì thế? Anh là một thằng tồi vô trách nhiệm. Cho dù anh không thương tôi nhưng ít nhất cũng phải lo cho đứa bé trong bụng chứ. Đừng suốt ngày đi lừa người khác nữa. Đợi chút, không phải như các em nghĩ đâu. Giờ thì anh rảnh rồi chứ. MJ đáng thương bị ép hết nước hết cái đành hỏi gì nói nấy. Bên cạnh đó, Jen lên sân thượng tìm Gojia hỏi cô đang yên đang lành tại sao lại chia tay với Tham. Gojia nói vốn dĩ hai người cũng đâu phải người yêu, chia tay hay không đâu có quan trọng. Khi ấy em trai và bố mẹ gửi video cho cô mừng rỡ chia sẻ cuộc sống ở quê ra sao. Đây là niềm vui duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của Gojia ngay lúc này. Gojia cười rất vui, sau đó cô hét lớn lên, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, không quan tâm đến nó nữa, còn nhờ Jen chỉ bài giúp cô, vì cô sắp bước vào kỳ thi rồi. Jen nói Tham sẽ không dễ dàng từ bỏ cô, anh ấy nhất định có điều gì khó nói. Khi ấy Tham đưa Lita đến trường học, các học sinh đều thi nhau quan sát họ. Gojia bước đến xem sao thấy hai người họ đang hôn nhau. Khi ấy ba cậu bạn cũng vừa hay chứng kiến cảnh này, ai ai cũng phải ngạc nhiên. Họ tiến triển đến bước này rồi ư? Gojia nhìn thấy thì lặng lẽ bỏ đi, Tham vội vàng đẩy Lita ra. Trách cô sao lại chủ động làm việc này ở chốn đông người. Lita nói cô chỉ muốn cổ vũ anh thì tốt thôi. Mấy đôi tình nhân hay làm như này mà, tan học cô sẽ đến đón anh. Sau đó vui vẻ tạm biệt rời đi, Gojia đến thư viện ôn bài lại bị mấy nữ sinh kia trêu chọc. Mấy lời lẽ cay nghiệt nhất đều trút lên đầu cô. Bất ngờ mấy cuốn sách rơi trước mặt họ suýt chút nữa làm hỏng cái mũi mới sửa. Thì ra là ta lay cố ý làm rơi, mấy nữ sinh bị dọa chạy tán loạn. Gojia cảm ơn anh, sau đó hỏi anh gần đây có việc làm thêm nào không. Cô muốn làm thêm vài việc, phụ giúp gia đình một phần nhỏ. Ta lay nói không có nhưng có một việc còn trả giá cao hơn làm thêm, đó là làm vợ anh. Gojia ngây người ra, ta lay nói chính là làm vợ tài xế, kiểu nhận cuộc gọi, cầm đồ giúp khách hàng hoặc nhận điện thoại. Gojia chìa tay ra hợp tác, bị ta lay kéo tay cô lại rồi ghé sát tai nói ban nãy mặc dù chỉ là trò đùa nhưng lần này là thật lòng. Gojia kêu anh bị điên rồi sao? Khi ấy Jen đứng đằng sau nhìn thấy cảnh tượng này. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy ta lay, kỳ thi lần này của F4 kết thúc. Tham gia xong buổi chúc mừng là họ có thể tốt nghiệp rồi. Ca Ninh cầm theo bó hoa mình tự làm đến trường tìm tiền bối, bị hai anh chàng kia trêu chọc nói cô chỉ đến đây chúc mừng Kevin thôi sao. Kevin đang phát biểu trong hội trường, Ca Ninh bị đùa hai má đỏ ửng. Jen hỏi cô tại sao Gojia không đến cùng, Ca Ninh nói hôm nay cô phải đi làm thêm với ta lay. Jen vẫn đang nghĩ tại sao từ trước đến nay mình chưa gặp người này. Sau đó hai người đưa Ca Ninh đến xem buổi diễn thuyết của Kevin. Gojia vừa đi làm thêm vừa ôn bài, hai người cùng ăn kem tâm sự về cuộc đời của mình. Sau đó ta lay còn lái xe đưa cô đi hóng gió. Khi ấy Tham trốn trong phòng ngồi ăn bánh quy của Gojia, Lita bất ngờ xông vào anh vội vàng giấu hộp bánh đi. Sau đó Lita đưa anh đi shopping, Tham vô tình cũng thấy Gojia ở đây nhưng cô đang đi cùng người đàn ông khác. Lita lôi Tham đến trung tâm thương mại, đến nhà hàng sang trọng ăn cơm còn cùng nhau đi xem phim rất vui vẻ. Ta lay khi ấy cũng đưa Gojia đi chơi, dường như cho mọi người thấy họ là một cặp của nhau vậy. Gojia đứng trước một tấm biển quảng cáo nói rằng chúng ta thật sự quên đi quá khứ được sao? Ta lay nói thật lòng rằng không thể, không đợi Gojia nghe rõ đã nắm tay cô đi. Lita và Tham chơi cả ngày trời, Lita kêu anh đợi một chút để mình đi mua chút đồ. Cảnh cáo anh không được đi lung tung, Tham quay sang nhìn thấy Gojia đang đi cùng người đàn ông khác. Ta lay kêu cô đợi một chút rồi mình đi rút tiền. Khi ấy Jen cũng có mặt ở trung tâm thương mại, vô tình nhìn thấy Ta lay đang nói chuyện cùng mấy cậu bạn khác.
Jen xem không biết họ đang âm mưu cho việc gì, thế là liền chụp ảnh lại về nhà điều tra. Tham bước đến chỗ Gozia, hỏi cô đến đây làm gì còn mặc mấy thứ đồ này nữa. Ta lay bất ngờ bước đến khoác vai rủ cô mau về nhà. Tham hỏi cậu ta là ai, tại sao cô lại quen cậu ta. Ta lay vừa xông đến, Tham không dùng lực mạnh nhưng lại khiến cậu ta bị ngã. Gozia nói anh và cô đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa rồi, cô quen ai không liên quan đến anh, kêu anh đừng gây chuyện nữa. Sau đó cô kéo tay Ta lay đi. Tham cũng tức giận bỏ đi. Khi ấy Lita quay lại nhìn thấy bọn họ hai người sau khi ra ngoài. Ta lay nói rằng Tham đang đi theo họ, kêu Gozia mau đi tìm bảo vệ để anh ở lại nói chuyện. Tham vừa đến liền hỏi cậu ta là ai. Ta lay nhìn anh rồi cười với vẻ bí hiểm, hỏi anh là kẻ chuyên đi lo chuyện bao đồng sao. Tham nắm lấy cổ áo cậu ta rồi hét, cậu tưởng cậu là ai, cậu cho rằng mình rất lợi hại sao. Sau khi Gozia đưa bảo vệ đến, Ta lay bắt đầu diễn kịch giả vờ bị Tham đẩy ngã, miệng còn không ngừng cầu xin anh đừng đánh mình. Tham vẫn cố hỏi cậu ta đang định giở trò gì. Gozia chạy đến ngăn anh lại. Tham tức giận vì cô không tin mình, nói cô tệ như vậy là có người mới rồi đúng không, kêu cô là đồ dễ dãi, liền bị Gozia tát cho một cái. Lita chạy đến thấy vậy nhưng không biết phải làm gì, chỉ nghe thấy Gozia nói với Tham, sau này anh không được can thiệp vào chuyện của cô nữa. Tham nhắc cô đừng hối hận, sau đó tức giận bỏ đi. Buổi lễ tốt nghiệp của trường diễn ra, Tham chuẩn bị đưa Lita tham gia. Hộp bánh Gozia tặng cũng bị ném vào thùng rác. Anh đã thực sự bị tổn thương. Gozia giống như mọi ngày đến trường học, tủ đồ của cô lại xuất hiện thẻ đỏ. Sau đó tủ bất ngờ rung lắc rồi đổ vào người cô. Những học sinh khác cũng lập tức xuất hiện, thứ chờ đợi cô đang là một cơn bão rất lớn. Camera trong nhà ăn của trường bị che lại, đám đông bắt đầu điên cuồng bắt nạt Gozia. Gozia sau khi thoát ra thì trốn sau bức tường. Khi cô đang định ra ngoài thì bị Talay lôi vào. Gozia hỏi anh đang làm gì, anh ta nói mình đang giúp cô. Tất cả mọi người đang tìm cách bắt nạt cô, hỏi cô có sao không. Gozia hỏi anh thật sự là Tham đã phát thẻ đỏ cho cô sao. Talay bắt đầu nói bóng gió, tình cảm rồi cũng có lúc thay đổi. Có điều anh sẽ giúp cô, ánh mắt anh ta nhìn cô với vẻ bí hiểm. Gozia nói mình tin anh, thế là Talay đẩy cô ra ngoài còn giả vờ mình bị kẹt cửa không ra được. Đám đông bắt đầu bao vây cô, Gozia bị đưa đến nhà thể chất cũ. Nam sinh từng bị Tham đánh vừa gặp đã tát cô một cái, sau đó còn dùng sức đẩy cô va vào ống nước. Gozia bị choáng đứng không vững. Mấy nữ sinh từng bắt nạt cô thấy vậy cũng phải sợ, bởi vì trước nay chưa ai ác như vậy. Jen ở bên này cầm theo bức ảnh hỏi Kevin và MJ người này là ai, tại sao anh chưa từng thấy họ. Thế là nhờ MJ điều tra lý lịch của Talay. Sau khi điều tra một hồi nhưng không tìm được thông tin nào, Jen phát hiện có điều gì không đúng liền chạy đến trường tìm Gozia. Đúng lúc quan trọng Jen đến kịp rồi ôm cô vào lòng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào tên cầm đầu, khiến chúng không dám ho he. Sau đó có người nói là Tham đã ban thẻ đỏ cho Gozia. Jen vừa nghe liền tức giận. Sau đó anh cảnh cáo họ nếu Gozia xảy ra chuyện gì anh sẽ không bỏ qua cho từng người một. Khi ấy Kevin gọi điện đến, Jen nói rằng nghe nói là Tham ban thẻ đỏ. Hai người nghe vậy thì rất ngạc nhiên, quan sát kỹ thì phát hiện camera trong nhà ăn bị hỏng. Còn có người đã hack toàn bộ camera, họ nghĩ mãi không ra trò chơi thẻ đỏ rõ ràng đã bị hủy rồi. Tại sao lại vô tình xuất hiện một lần nữa? Kevin xem video thì phát hiện động tác của cô lao công rất kỳ lạ. Dường như camera bị ai đó động vào rồi, thế là MJ đích thân ra tay. Jen bế Gozia ra ngoài kêu cả đám đông lập tức cút đi. Sau khi đặt cô vào xe chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện, khi ấy Kevin gọi điện đến nói đã điều tra ra người ban thẻ đỏ. Nhưng Jen bất ngờ bị ai đó đánh từ sau lưng, Kevin vẫn đang nói trong điện thoại, người đó là Talay, hắn sớm đã chuẩn bị cho kế hoạch này. Talay lặng lẽ tắt điện thoại, bỏ mũ xuống cuối cùng cũng lộ diện, nói rằng giờ là lúc tiến hành kế hoạch tiếp theo. Khi ấy Tham đang tham gia bữa tiệc cùng Lita, tay khoác tay giống hệt nam thanh nữ tú. Tham bất ngờ nhận được tin nhắn là bức ảnh Gozia bị bắt cóc. Đối phương nói nếu không muốn Gozia chết anh phải lập tức đến địa điểm này. Tham xem xong thì vội vàng chạy ra ngoài, hận không thể có 10 cái chân để chạy. Gozia vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại cô phát hiện mình bị trói, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Talay và những người khác. Gozia hỏi anh ta đang định làm gì. Talay nói là mình đã ban thẻ đỏ cho cô, mục đích của anh là trả thù Tham. Rất xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của cô để tóm hắn ta. Khi ấy Tham đang lái xe, MJ gọi điện đến nói có một thế lực khác đang tấn công họ. Họ đã ban thẻ đỏ cho Gozia dẫn đến cô bị bắt nạt và bắt cóc. MJ nói có thể chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến Fufa, hỏi anh còn nhớ Fufa không. Tham nhớ lại cảnh tượng mình từng bắt nạt Fufa, nói rằng mình nhất định sẽ đi cứu Gozia. Gozia hỏi Talay có mối quan hệ gì với Fufa, Tham nói anh ta chỉ là một thằng đần. Nhớ lại hồi nhỏ mình từng bị người khác bắt nạt, sau khi bọn chúng đi anh cầm lấy tua vít định đâm hắn, đi được nửa đường thì bị ai đó ngăn lại, người ngăn anh chính là Fufa. Thế là Fufa lại bị bọn kia bắt nạt, Talay mắng anh là đồ đần. Khi ấy tiếng còi cảnh sát vang lên, thì ra là Fufa báo cảnh sát. Sau đó khi anh giơ tay lên, Fufa phát hiện anh bị thương, cảm thấy vô cùng áy náy nhưng Fufa không hề trách anh. Hai người sau khi làm quen thì trở thành bạn thân. Gia đình nhà Fufa kinh doanh một xưởng thép, họ đối xử với anh rất tốt, dạy anh rất nhiều điều, còn cho anh tiền tiêu vặt. Họ có lòng tốt nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi như anh. Sau khi trưởng thành, anh trai Fufa của anh đã bị F4 hủy hoại cả đời. Sống trong đất nước có quyền thế này là có thể tùy tiện hủy hoại người khác giống như F4. Talay oán trách sự bất công của cái xã hội này. Có một ngày Fufa nhờ Talay giải virus của máy tính. Talay chỉ cần vài bước là xử lý xong, còn vô tình phát hiện chuyện riêng tư của Fufa. Fufa vội vàng kêu anh dừng lại.
Đúng lúc tài năng hacker của Talay bị một người công nhân trong nhà phát hiện, hắn ta bắt anh lại rồi kêu anh ăn cắp toàn bộ dữ liệu của công ty. Talay cầm điện thoại định kêu cứu, kết quả bị phát hiện và ăn đánh một trận. Phu Pha nhận được tin cầm lấy điện thoại ghi hình để cứu Talay, thế là hai người lại bị ăn đánh. Khi ấy còn cảnh sát vang lên, thì ra Phu Pha sớm đã báo cảnh sát. Người công nhân kia cay cú định đâm Phu Pha, Talay vội xông đến che cho anh. Sau đó Talay bị chảy máu rất nhiều, Phu Pha còn định dùng băng dính cầm máu cho anh. Talay bị sốc vì hành động ngốc nghếch này của anh ta. Trong bệnh viện, bố Phu Pha nói với anh, ông sẽ cho anh đi học cùng Phu Pha. Phu Pha kêu anh viết tên anh lên ốp điện thoại của mình, coi như quà kỷ niệm tặng anh. Phân cảnh chuyển đoạn đến Phu Pha hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói có khả năng anh không tỉnh lại nữa bởi vì khi ấy bị thương rất nặng ở trường. Nhưng cuối cùng Phu Pha vẫn ném cơn đau để nhặt ốp điện thoại. Talay sau khi biết chuyện thì thề với trời rằng nhất định phải trả thù. Anh cho rằng mọi chuyện đều do F4 gây nên, vì vậy anh đã sửa lại thông tin của Phu Pha, sau đó chuyển vào ngôi trường này. Nhưng sau khi đến thì phát hiện thẻ đỏ đã bị xóa bỏ, vì vậy anh ta bắt đầu kêu gọi những người ghét F4 thành lập một tổ chức có tên Tuvit. Cô đã từng ghét F4 như vậy đến giờ lại tha thứ cho họ. Cô không nên làm như vậy, anh đã lén lút nhìn thấy Gozia và Tham ở cùng nhau. Họ độc ác đến như vậy mà cô cũng bỏ qua sao? Gozia cố gắng dễ dụa nhưng vô ích. Talay nói anh nói nhiều như vậy mà cô vẫn chưa hiểu sao. Gozia nói mình hiểu anh muốn lật đổ F4, nhưng anh không nên làm như vậy. Talay hỏi cô vậy anh nên làm thế nào? Gozia hỏi anh, lẽ nào họ thật sự không thay đổi như anh nghĩ sao? Talay nhớ lúc ở nhà xe anh cố ý chọc tức Tham, khiêu khích tát vào mặt Tham, nhưng cuối cùng Tham vẫn kiềm chế nắm đấm của mình. Sau khi Gozia đến, Talay liền giả vờ bị đẩy ngã. Gozia nói thì ra mọi chuyện đều do anh làm. Nếu như cô cẩn thận một chút thì không bị anh lừa rồi. Anh vì báo thù Tham mà đã làm hại rất nhiều người vô tội, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Gozia khuyên anh giờ dừng lại vẫn còn kịp. Talay không chịu được nữa, cuối cùng nổi cáu nói Gozia là đồ ngốc, F4 không bao giờ thay đổi. Đúng lúc ấy Tham xông vào như một con ngựa điên, kêu Talay thả Gozia ra. Talay nói mình sẽ không làm hại Gozia bởi vì anh không giống Tham. Sau đó giơ thẻ đỏ lên nói với Tham, anh có dám thừa nhận không? Anh làm hại bao nhiêu người, mỗi lần ra thẻ đỏ là một người bị hại. Anh cho rằng chuyện cứ như thế mà trôi qua sao? Tham thừa nhận mọi chuyện đều là do mình làm. Trước tiên anh nói cậu hãy thả Gozia đi. Vừa nói xong thì bị cả nhóm trả thù, mày một đấm tao hai đấm, mọi hận thù đều được đổ hết lên người anh. Gozia hét lớn kêu mọi người dừng lại. Talay nghe vậy lại càng tức giận thêm, lệnh cho cô im lặng đừng nói gì, cô nên thưởng thức màn kịch hay này cùng anh mới đúng. Gozia hỏi thật sự anh muốn như này sao? Đúng, đây là thứ mà tôi rất rất muốn. Gozia nói anh không phải là người xấu, bởi cô có thể cảm nhận sâu trong trái tim anh là một người lương thiện, cho dù hiện giờ anh có tàn nhẫn đến mức nào. Còn chưa nói hết, cô đã bị người khác đạp ngã, cậu ta còn định lấy chai rượu định đập cô, liền bị Talay đập cho một nhát cảnh cáo hắn không nên làm như vậy, sau đó bắt đầu trả thù Tham. Gozia nằm đó bất lực cầu xin anh đừng đánh nữa. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tham bị đánh như này nhưng anh không hề sợ hãi. Anh nói với Talay rằng mặc dù đã trả thù được nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ có được niềm vui. Talay bị chọc tức đến đỉnh điểm, sau đó phẫn nộ hét lớn. Gozia khóc không ra tiếng, Tham còn an ủi cô rằng mình không sao, thiếu gia Tham cũng có lúc phải thua. Talay tiếp tục trừng phạt Tham, mọi người thấy anh đang nổi điên liền ngăn anh lại. Khi ấy đầu óc Talay đã mù mịt, hoàn toàn mất đi lý trí, cho rằng nếu Tham chết thì anh sẽ nhẹ nhõm phần nào. Thế là cầm cái ghế lên định đập Tham. Trong lúc nguy cấp, Gozia tự cởi trói rồi chạy lại che cho anh, lãnh chọn cái ghế vào lưng. Talay chỉ biết chôn chân đứng nhìn cô, Gozia cầu xin anh hãy dừng việc này lại, sau đó thì ngất xỉu. Talay nhìn vào đôi bàn tay tội ác của mình mà ôm đầu khóc lóc. Gozia tỉnh lại sau cơn hôn mê, thấy Canning đang ở bên cạnh, mọi người rất lo lắng cho cô. Nhưng việc mà Gozia quan tâm nhất là Tham, anh bị thương rất nghiêm trọng. Không đợi Canning nói, Gozia chạy ra ngoài phòng bệnh hỏi số phòng của Tham. Sau khi xông vào trong, tất cả mọi người im lặng nhìn cô, một tấm vải trắng đang che lên toàn thân của Tham. Gozia hỏi đây có phải sự thật không, kêu mọi người đừng dọa mình. Ba người kia vẫn im lặng không nói, Gozia òa khóc to tỏ tình với Tham. Hai chúng ta đã vượt qua bao khó khăn, tại sao anh lại bỏ em dây như thế này, em yêu anh. Kết quả MJ và Kevin đứng cạnh không nhịn nổi cười. Khi ấy tấm vải bị vén lên, lộ ra khuôn mặt ngơ ngác của Tham. Gozia không nói gì liền tẩn anh một trận. Kevin vừa nói cô nên nhẹ nhàng chút, kết quả tất cả mọi người đều bị cô cho ăn đòn. Tham đang định tỏ tình lại bị bạo lực lần hai, trong phòng mọi người đều cười đùa vui vẻ. Khi ấy Lita đem theo bó hoa đứng trước cửa, nghe thấy tiếng cười đùa phát ra liền ném bó hoa vào thùng rác rồi bỏ đi. Kevin và Canning sau khi ra ngoài, Kevin gợi ý anh sẽ đưa cô về nhà, tận hưởng siêu xe mới mua của anh. Canning thấp thỏm ngồi trên xe, không hiểu sao anh phải mua chiếc xe đắt tiền như thế này. Thế là Kevin đạp chân ga hết cỡ, chiếc xe lao vun vút khiến Canning cũng phải hết hồn. Đưa Canning về nhà, Kevin còn ân cần tháo dây an toàn cho cô, còn tặng cho cô các mẫu vòng hoa mà cô chưa mua được. Canning nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên, thật sự rất cảm ơn anh vì anh đã để tâm tới mấy chuyện lặt vặt này. Thấy Canning vào nhà, Kevin có chút rung động. MJ bắt đầu điều tra đám người kia, Jen cũng tìm ra Phu Pha ở bệnh viện. Khi ấy Talay xuất hiện, hai người lên sân thượng nói chuyện. Jen nói hiện giờ Tham muốn tìm những người từng bị bắt nạt để xin lỗi. Talay ngạc nhiên không tin, phẫn nộ túm cổ áo anh, nói các người cứ như vậy mà chuộc lỗi sao, anh vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho họ. Tham khi ấy đang quỳ trước nam sinh từng bị mình bắt nạt, nam sinh kia vừa đánh anh, vừa đau khổ chấp nhận lời xin lỗi thật lòng.
Zen nói sau khi gặp Gojia, Tham đã trở thành người khác, đến anh cũng không dám tin con người hiện tại của Tham. Anh nói ta nên kết thúc tại đây, nhưng Ta Lai không chấp nhận, muốn kết thúc là kết thúc sao? Ta Lai lấy ra đoạn video Tham nhận lỗi, nói mình sẽ đăng nó lên mạng cho cả nước biết, sau đó anh sẽ đi tự thú. Buổi tối Gojia vừa về nhà, kết quả lại bị một nhóm người bắt cóc. Chuyển cảnh, thiếu gia Tham nói là mình mời cô ấy đến chứ không phải bắt cóc như các người nghĩ. Vệ sĩ nói thấy anh thường làm như này, vì vậy mới học theo, bị Tham lập tức đuổi ra ngoài. Sau đó anh ngồi xuống xin lỗi Gojia, anh có chuyện muốn nói với cô. Ta Lai hy vọng anh sẽ đăng video nhận tội lên mạng để thể hiện thành ý của mình, thì sau đó họ sẽ không quấy rối chúng ta nữa. Có điều cuộc sống của anh sẽ thay đổi, đồng thời mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Tham nói ngày hôm đó trên sân thượng anh cướp lấy điện thoại của Ta Lai, quyết định trả giá cho mọi hành động mình làm. Sau đó không do dự mà nhấn nút đăng, nói với Ta Lai anh không cần ra tay nữa, có thể kết thúc chuyện này ở đây không? Hành động ấy khiến Ta Lai cũng phải ngạc nhiên, Zen thấy vậy cũng im lặng. Gojia nghe xong thì nổi cơn thịnh nộ, vừa đánh Tham vừa nói anh điên rồi sao, anh đã đăng video ấy lên mạng rồi sao. Sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng lại không tìm được bất cứ thứ gì. Tham nói điều này là không thể, chính tay anh đã đăng nó lên rồi mà. Khi ấy Ta Lai gửi tin nhắn đến cho Gojia nói rằng sau khi trải qua chuyện này, anh đã hiểu được Tham đã hoàn toàn thay đổi. Video mà anh đăng lên chỉ để chế độ một mình tôi, kêu Tham lần sau đăng bài hãy cẩn thận một chút. Tham nghe xong thì gãi đầu, hỏi Gojia lẽ nào anh không bị trừng phạt sao. Sau đó hai người tiếp tục đùa giỡn, trải qua bao sóng gió, dường như mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo. Ta Lai cầm điện thoại lên, nhớ đến khoảng thời gian từng ở cạnh anh trai. Phu Pha trước đó đã từng nói với Ta Lai, nếu như họ tình nguyện thay đổi, anh sẽ tha thứ cho họ. Ta Lai mỉm cười nhìn vào ông anh trai ngốc của mình, sau đó xóa hết chứng cứ đi. Tham cùng Gojia nằm thoải mái trên ghế, suy nghĩ về tương lai sau này. Tham nói anh sẽ sửa chữa mọi sai lầm của mình cũng sẽ vì cô mà trở thành người tốt. Sau đó đưa Gojia lên sân thượng, Tham kêu cô nhìn vào kính viễn vọng. Gojia chăm chú nhìn vào trong, mấy ngôi sao băng đang lướt trên bầu trời. Lần đầu tiên cô được nhìn sao băng ở khoảng cách gần như vậy, Gojia vô cùng cảm động. Tham nói anh chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi cho đến khi cô xuất hiện, giống như những ngôi sao băng kia đã bước vào cuộc sống của anh, đọng lại mãi mãi trong trái tim anh. Sau đó anh lấy ra một sợi dây chuyền hình sao băng là món quà mà anh đặc biệt làm cho cô, hy vọng sẽ để lại cho cô những kỷ niệm thật tốt đẹp. Anh yêu em, Gojia, tình yêu của anh không phải những rung động thoáng qua mà là yêu cô đến mãi mãi, làm bạn gái anh nhé. Thiếu gia Tham tỏ tình với Gojia nhưng cô không đồng ý, cô nói lời xin lỗi anh bởi vì hiện giờ anh và Lita vẫn đang trong mối quan hệ hẹn hò. Tham bắt đầu nóng giận, hỏi cô sao cứ nhắc đến Lita hoài. Gojia nói cô ấy là bạn của cô không muốn thấy Lita bị tổn thương. Tham nói anh sẽ nói chuyện với Lita, anh muốn đưa ra lựa chọn sáng suốt, hy vọng Lita sẽ hiểu anh. Gojia gật đầu đồng ý, sau đó cô trả sợi dây chuyền cho anh. Tham nói cô hãy cầm lấy, đợi sau khi xong chuyện anh sẽ tỏ tình một lần nữa. Gojia nói mình phải về nhà, Tham nói muộn như vậy mà về thì rất nguy hiểm. Gojia nói ở đất nước này người nguy hiểm nhất chính là anh. Tham nói cô có thể qua đêm với anh, Gojia nghe vậy thì ngạc nhiên một phen. Tham nói chỉ là cùng nhau trò chuyện thôi, không có em bé được đâu, lập tức cậu nhỏ bị trừng phạt. Trong khi hai người nô đùa, chiếc bình hoa không may bị rơi vỡ. Sau đó họ tiếp tục đè lên nhau mà đấm đá. Bất ngờ Lita bước vào hỏi Gojia tại sao lại ở đây. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có phải Gojia phản bội mình không? Khi ấy bà quản gia bước vào giải thích nói Gojia đến đây là để làm giúp việc. Lita nghe vậy cũng không biết nên nói gì, Gojia cũng vô cùng ngạc nhiên. Sau khi Lita về quản gia nói cái bình hoa kia có giá 70.000 bạc, thấy cô để không nổi, cô chỉ có thể làm việc ở đây để bù tiền thôi. Sau đó giới thiệu cho cô hai người giúp việc khác, nói sau này cô sẽ phụ trách hầu hạ thiếu gia Tham. Mấy người giúp việc ban đầu rất sợ hãi bởi vì cô là bạn của thiếu gia. Gojia nói không sao, có chuyện gì cùng giúp đỡ nhau là được rồi. Hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm, Gojia mặc bộ đồng phục chính thức làm việc. Khi cô đang cho mèo ăn, Tham bước đến cho ăn cùng cô, Gojia làm việc rất vui vẻ. Sáng sớm Tham vừa tắm xong, thấy Gojia đang dọn tủ quần áo, cả hai đều hoảng hốt hết toáng lên. Sau đó Tham nói với Gojia, cho anh một chút thời gian anh sẽ giải thích rõ ràng với Lita, nhắc nhở cô hãy cố gắng chờ đợi, có vấn đề gì phải lập tức nói với anh. Quản gia bước đến kêu cô không được nói nhiều, mau đi làm việc, đồng thời sau này cô phải bón đồ ăn cho thiếu gia. Gojia phải há hốc mồm, lớn bằng ngần này còn phải bón ăn. Người giúp việc nói họ vẫn thường xuyên phải làm như vậy. Thiếu gia ngồi ngay ngắn trên giường, không phải động tay động chân bất cứ việc gì, kêu Gojia bón cho anh ăn. Đúng lúc Zen đến tìm Tham, còn chụp tấm ảnh miễn phí cho hai người. Mấy anh bạn đến nhà anh chơi, Zen hỏi Gojia, cô phải chịu áp lực rất lớn chứ. Gojia gật đầu, bình hoa đắt như vậy không biết phải làm bao lâu mới đủ tiền đền. Hơn nữa cô cũng rất lo lắng cho Canning. NJ nói cô không cần lo lắng, đã có người chăm sóc cho cô bé rồi. Thì ra công tử Kevin được phái đến giúp Canning, vừa đến tiệm hoa đã thả thính cô, sau đó còn ra ngoài cửa tiệm kêu gọi mọi người mua hoa. Kết quả bất kể già trẻ, trai gái đều nườm nượp đến tiệm. NJ còn khen Kevin rất thông minh, nói anh ấy nhất định sẽ làm tốt. Gojia lại bị quản gia kêu đi làm việc. NJ nói với Tham Lita đã khóa mọi tài khoản mạng xã hội, cũng xóa mối quan hệ, chẳng ai liên lạc được với cô ấy. Có điều chuyện này cứ giao cho họ đi, nhưng khoảng thời gian này anh phải giữ khoảng cách với Gojia. Tham chạy ra ngoài lén nhìn Gojia, khi ấy cô đang chăm chú tỉa cây ngoài vườn.
Cô hỏi anh tại sao lại lén nhìn mình làm việc, Tham nói anh đang tắm nắng, kêu cô đừng tự luyến quá. Vừa nói xong thì vô tình bị đứt tay, Tham lo lắng bước đến xem sao, hai người đứng sát vào nhau. Tham cầm tay rồi nhìn thẳng vào mắt Gojia. Gojia nhớ đến Lita lập tức đẩy anh ra xa khiến Tham đứng ngây người tại chỗ. Bà quản gia giúp cô băng bó vết thương, nói cô đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ vì người khác, còn mình thì sống rất khổ cực. Bà nói ban đầu bà còn nghĩ thiếu gia Tham tại sao lại thích cô, nhưng mấy ngày cô làm việc ở đây bà đã rõ, cô là một cô bé ngây thơ lương thiện và cô xứng đáng có được điều đó. Quản gia nói thực ra bình hoa không đắt như vậy. Gojia bật cười, thì ra quản gia có ý muốn giúp cô. Bà nói mình đã chứng kiến thiếu gia từng bước lớn khôn, rất ít thấy cậu ấy nghiêm túc với ai, chỉ cần muốn là cậu ấy sẽ làm đến cùng, vì vậy cô cần cho cậu ấy thời gian. Nghe thấy vậy Gojia vừa nhẹ nhõm, vừa cảm động. Kevin chỉ cần bán được một bó hoa là được khách hàng hôn một cái, kết quả số lượng hoa bán một ngày còn nhiều hơn cả nửa năm. Canning lo lắng cho Gojia, nói muốn đến thăm cô ấy. Kevin nói cô không cần lo lắng, hiện giờ Gojia vẫn rất tốt. Sau đó lấy một chiếc vòng hoa trong túi ra, hỏi cô làm nó theo hướng dẫn của anh đúng không? Cô thực sự rất giỏi, rất may mắn vì có một thầy giáo tốt. Đó là lý do vì sao trong các hoạt động quan trọng, vòng hoa luôn luôn có mặt. Canning vừa nói chuyện vừa ngáp ngắn ngáp dài, Kevin pha cà phê cho cô. Sau đó đích thân dạy cô làm vòng hoa, còn không quên thả thính cô, hỏi khi cô làm cái này có phải rất nhớ anh không. Canning vội vàng giải thích, cô chỉ là lo lắng cho Gojia, lúc trước là Hana, Talay, giờ lại là Lita. Cô đã phải gánh chịu rất nhiều bất hạnh rồi, cô chỉ hy vọng Gojia được hạnh phúc. Kevin nói đây là chuyện của ba người bọn họ, chúng ta không có cách nào xen vào chuyện tình yêu được. Không có gì rắc rối hơn tình yêu, tất cả những người trong cuộc đều sẽ bị tổn thương. Canning không may làm đứt tay, Kevin lập tức cầm lấy tay cô. Đúng vào giây phút ấy, anh nhớ đến người phụ nữ khác, nói sẽ đi lấy băng gạc cho Canning. Lúc quay lại thì thấy cô đang mút ngón tay mình, Kevin mỉm cười hỏi cô là quỷ hút máu sao, nếu như không muốn bị thương, cần phải cố gắng tập trung. Thứ khiến cô đau đớn hơn là nội tâm của mình. Tham đang vô cùng sầu não, thấy Gojia bước đến. Tưởng cô đang lo lắng cho chuyện của Lita, vội vàng nói mình đang tìm Lita, nhưng thực ra Gojia chỉ đến để bày đồ ăn. Tham nói mình không tìm được Lita, cô ấy vẫn đang tránh mặt anh đành phải nói chuyện này với mẹ, anh đã mua vé máy bay rồi. Vừa nói xong thì Lita xuất hiện, nói rằng giúp việc ở đây ai cũng tốt với thiếu gia vậy à. Tham muốn ba mặt một lời nói chuyện với cô, Lita đồng ý, anh vẫn luôn coi cô là con ngốc, khoảng thời gian này cô đã biết rõ mối quan hệ của anh và Gojia rồi. Anh muốn hủy hôn lễ của mình với cô, anh cho rằng anh có thể làm được không? Tham nói cho dù có khó khăn thế nào thì anh cũng sẽ cố gắng thử, anh đã mua xong vé máy bay đi tìm mẹ rồi. Lita nói quá muộn rồi, sau đó xé vụn hai tấm vé máy bay đi. Cô đã nói chuyện qua với mẹ anh, cô đã nhận được sự đồng ý từ mẹ anh, kể từ nay trở đi cô sẽ dọn đến nhà anh ở, chuyển tập mới. Gojia nghe vậy thì im lặng. Lita nói người có quyền cao nhất ở đây là mẹ của anh chứ không phải là anh, cho dù anh có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, cô rất muốn góp mặt vào trò chơi này. Sau đó lệnh cho Gojia cất hành lý lên lầu cho mình, Tham cho rằng cô quá đáng. Gojia an ủi rằng mình không sao, đây là việc mà người hầu nên làm. Tham hất tay Lita ra, Lita nói nếu anh còn làm như vậy với cô sẽ nói với bố mẹ mình. Sau đó dùng tất cả quyền lực để hủy hoại Gojia, anh biết bố mẹ cô có quyền lực lớn tới cỡ nào mà. Gojia chậm chậm đem hành lý vào phòng, quản gia bước đến nói đưa cho bà, để cô đến siêu thị mua cho mình ít đồ. Gojia vô cùng cảm kích vì bà, Tham đem cục tức quay về phòng. Lita đến chọc tức anh, nói anh cũng biết chịu đựng gớm, thật sự vượt xa dự đoán của cô. Tham kêu cô hãy dừng lại, anh biết cô không phải người như vậy. Lita nói đương nhiên là như vậy, cô sẽ làm mọi chuyện vì người cô yêu. Tham cho rằng cô chỉ muốn thắng cuộc, đúng vậy, nhưng anh biết vì sao tôi lại như vậy không, vì thật sự tôi rất yêu anh. Anh có biết ngày hôm đó anh nói muốn hẹn hò cùng tôi đã vui và xúc động nhiều như thế nào không? Sau đó lúc nào cô cũng nhớ anh, loại cảm giác ấy thật sự rất khó chịu. Thấy Lita khóc sướt mướt, Tham không biết nên làm gì. Nói xong Lita bắt đầu cởi áo, cứ như vậy đứng trước mặt Tham. Khi ấy Gojia đang ở siêu thị, cứ đứng ngẩn ngơ trước quầy hàng. Jen bước đến, hỏi cô vẫn buồn vì chuyện của Lita sao? Gojia nói cô có thể hiểu cho Lita, cô ấy nhất định sẽ cho rằng cô đã phản bội mình. Cô ấy làm mọi việc chỉ là muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, cô ấy chỉ muốn thắng mà thôi. Jen hỏi cô không lo lắng cho Tham sao? Gojia nói một chút cũng không, bởi vì cô tin anh ấy, điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi, còn khuyên Jen đừng lo lắng cho cô. Tham nhìn Lita đứng trước mặt mình, trong lòng rối bời không biết làm thế nào, sau đó tìm quần áo đắp lên người cho cô. Hành động này khiến trái tim Lita lại càng đau hơn, cô ấm ức đánh Tham, luôn miệng hỏi tại sao. Tham vẫn đứng yên đó, chỉ có thể xin lỗi. Lita nói mình không cần lời xin lỗi của anh. Tham nói mình nhất định phải nói chuyện hủy hôn lễ với mẹ. Lita nói anh tưởng rằng mẹ sẽ đồng ý chuyện này sao? Anh có biết đối với gia tộc nhà anh, chuyện này tổn thất mất bao nhiêu không? Tham nói mình đang suy nghĩ vấn đề này, chỉ là không biết phải làm thế nào. Lita gợi ý để cô làm chuyện này, ngày mai cô sẽ kêu bố mẹ sắp xếp chuyện kết hôn, chỉ cần hai người làm đám cưới, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tham nói cô điên rồi sao? Lita nói là anh đã ép mình làm như vậy. Ngày hôm sau, Lita hẹn gặp bố mẹ, hai ông bà hỏi cô vẫn chưa thấy Tham tới, Lita nói anh sẽ đến. Đúng lúc ấy Tham có mặt, bố mẹ Lita rất hy vọng hôn lễ sẽ nhanh chóng được tổ chức. Đây không chỉ là một đám cưới mà còn liên quan đến chuyện làm ăn, Tham ngắt lời họ, nói có chuyện cần nói. Khi anh đang ấp úng không biết bắt đầu từ đâu, Lita liền cướp lời, nói mình muốn hủy bỏ hôn lễ.
Tham ngây người, bất ngờ về quyết định của cô. Lita giẫm lên chân anh một cái, sau đó chỉ vào anh, chê anh là đồ nóng này, lúc nào cũng lớn tiếng với cô. Tham bị cô hành một trận đến nỗi rách cả áo. Lita nói mình hận người đàn ông này, xin bố mẹ hãy hủy bỏ hôn lễ. Bởi vì cô hiểu rất rõ, nếu mẹ của Tham muốn hủy hôn lễ trước, vậy thì gia tộc nhà anh sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Nếu như là gia đình cô quyết định trước, tình hình sẽ không phức tạp như này. Tham hiểu cô đang nghĩ gì, Lita tiếp tục nói anh ấy căn bản không phải gu mình, người mà cô thích nhất định là người tốt. Những ký ức ấm áp và cảm động giữa cô và Tham bất ngờ hiện ra. Cuối cùng cô khóc lóc cầu xin bố hãy hủy bỏ hôn lễ. Bố ôm lấy cô, nói cô không cần làm như vậy. Sau đó nói với Tham, ông không muốn bất kỳ ai phải tổn thương, nên hãy hủy hôn ước này đi. Kevin đến tiệm hoa báo tin vui với Canning, nói Lita đã hủy hôn lễ. Canning nghe xong thì cũng thấy vui cho Gozia. Khi ấy một cô gái bước vào, Kevin thấy cô thì đứng chôn chân tại chỗ. Gozia nhận được video Lita gửi đến, Lita nói ra nỗi niềm của mình, nhận xét Gozia là người tốt và luôn nghĩ cho người khác, chả trách Tham thích cô đến vậy. Cô quyết định sẽ đi du học bắt đầu cuộc sống mới của mình. Rất vui vì đã được làm bạn với Gozia, Lita sẽ mãi mãi nhớ cô. Gozia vội vàng chạy đến sân bay. Ba huynh đệ đang chặn đường Lita, Lita thấy Gozia lập tức chạy đến ủi cô ngã. Giống như lần đầu gặp nhau, hai người khóc lóc xin lỗi nhau, an ủi cho nhau. Máy bay sắp đến giờ cất cánh, Lita lưu luyến nói lời tạm biệt Gozia, sau đó ôm cô, nói mình sẽ luôn ủng hộ hết mình. Sau khi Lita đi, Kevin lập tức bế Gozia bỏ chạy, sau đó nhốt cô vào trong xe. Thì ra Tham đang ngồi trong đó đợi cô, anh bị mấy ông bạn bắt cóc, MJ cố ý chọc tức hai người. Tham hỏi Gozia cô đã có câu trả lời chưa, Gozia lấy sợi dây chuyền ra, kêu anh đeo giúp mình, Tham cẩn thận đeo sợi dây chuyền cho cô. Gozia nói đây chính là đáp án, nhưng Tham vẫn nghệt mặt ra không hiểu. Gozia chê anh là đồ ngốc, đeo sợi dây chuyền đồng nghĩa với cô đồng ý lời tỏ tình rồi. Tham quay mặt lại cố giữ bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ ửng lên rồi kêu cô xuống xe. Thì ra anh muốn ngồi một mình tận hưởng niềm vui này, sợ bị mọi người thấy lại xí hổ muốn chết. Gozia thấy nhà của mình bị dỡ, mà đây chính là kế hoạch của bà George Sajin. Gozia xông lên định ngăn lại, nhưng công nhân nói họ chỉ là làm theo ý người khác. Khi ấy trợ lý của bà George Sajin bước xuống xe, nói rằng căn nhà này đã bị phu nhân mua rồi, hiện giờ họ đang thi công căn nhà này hợp pháp. Đây là hợp đồng mua nhà, quản gia báo tin không lành với Tham. Tham sau khi nghe tin, vội vàng xông ra ngoài tìm Gozia, George Sajin gọi điện đến, nói nếu Gozia muốn đàm phán, vậy hãy đến nhà gặp bà. Tham cướp lấy điện thoại, hỏi mẹ mình tại sao phải làm như vậy, những điều bà làm thực sự rất quá đáng. George Sajin nói mình không làm trái pháp luật, chỉ là giống như mọi ngày, mua thêm miếng đất cho mình mà thôi, đây chỉ là một trò chơi trong kinh doanh, nó không khác gì cái thẻ đỏ mà anh từng dùng. Tham nói đây là nhà người ta, anh khuyên mẹ mau chóng dừng việc này lại. George Sajin nói mình đang ban thẻ đỏ cho Gozia, nếu như anh muốn ngăn bà lại vậy hãy cho bà xem thử anh làm cách gì. Tham về đến nhà, điên cuồng lao vào chơi golf, anh cho rằng mẹ mình bị điên rồi. Kevin nói hiện giờ chắc bọn họ đang bị giám sát nhưng anh không cần lo cho bọn họ. Người mà anh nên lo lắng bây giờ là Gozia, mọi người hỏi anh có nghĩ ra cách gì không, họ sẽ dốc sức giúp anh. Bên kia, Gozia đành đến tiệm hoa. Canning và ông chủ khuyên cô đừng nên nản lòng. Gozia nói cô biết mẹ Tham làm vậy để cô thôi dây dưa với Tham nhưng cô sẽ không bao giờ chịu thua. Ông chủ sắp xếp cho cô một căn phòng, bảo Gozia trước tiên hãy ở tạm đây. Đột nhiên Tham cùng các thành viên nhóm F4 xông vào, còn đem theo nội thất cần thiết, nói sẽ cùng cô chiến đấu cùng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cả nhóm bắt đầu hợp sức dọn phòng còn cùng chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó hai người lên sân thượng phơi quần áo. Tham nói cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ bỏ rơi cô. Gozia nói vậy anh đang tự chuốc họa vào thân rồi. Tham nói chỉ cần đồng tâm hợp lực đến lúc đó xem bên ai thỏa hiệp trước. Gozia bị lời nói của anh làm cho cảm động bưng mặt anh lên định thưởng cho một nụ hôn. Đang mặn nồng thì bị mấy ông bạn chen ngang. Tham tức giận định tính sổ với họ. Buổi tối anh và Gozia gọi điện cho nhau. Bốn người đàn ông nằm chung một chiếc giường, mỗi người một tư thế. Canning nằm ngủ với Gozia. Lúc này, bà George Sajin về đến nhà, nói với quản gia, bà đã làm việc ở đây suốt 30 năm rồi. Thực sự rất trung thành với họ, chỉ có điều rất đáng tiếc nếu ngày nào đó sẽ phải rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Gozia dậy sớm lau dọn bảng hiệu, cái thang suýt chút nữa bị đổ. Cũng may Tham chạy đến đỡ cho cô, anh cho rằng công việc này nên dành cho đàn ông mới đúng. Sau đó lặng lẽ làm thay cô, Gozia vô cùng tự hào vì có anh bạn trai như này. Tham nghe xong thì sướng rơn cả người, khi ấy dì quản gia gọi điện cho anh, nói rằng mình đã bị đuổi việc, hiện giờ có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Quản gia khuyên anh đừng nên dao động, phu nhân nhất định sẽ tìm mọi cách chia rẽ hai người. Cháu nhất định phải kiên trì đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho mình. Tham vẫn chưa hiểu tại sao bà ấy bị đuổi việc, Jen nói nhất định là vì chuyện của hai người. Lúc này Kevin chạy đến báo có chuyện chẳng lành, một cậu bạn làm ở ngân hàng nói với anh, tất cả thẻ ngân hàng của Tham bị đóng băng, bên ngoài còn loan tin anh và mẹ đoạn tuyệt quan hệ. MJ nói từ trước đến nay chưa bao giờ nghiêm trọng đến vậy. Ông chủ tiệm hoa bất ngờ xô sát với người ta còn bị một đám người đẩy ngã. Họ đến đây để giữ tiệm hoa, đương nhiên lại là chiêu trò của George Sajin. Không những vậy, đến bố của Canning cũng bị đuổi việc một khi George Sajin ra tay. Bà ta sẽ dẹp tất cả những gì liên quan đến Gozia, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, phẫn nộ chạy đến nhà bà George Sajin, nhìn bộ dạng này có vẻ bà ta đã đợi từ lâu. Gozia chạy đến nhà bà muốn đàm phán, George Sajin khen cô đến cũng nhanh đấy.
Gozia nói khi cô đến đây đã nghĩ rằng bà thực sự rất lợi hại, cô cũng không có cách nào làm lại bà. Cô đã đưa ra quyết định của mình rồi, cô sẽ rời xa tham để đổi lại sự yên bình cho những người xung quanh cô. Jotsajin nói cô có vẻ biết điều hơn bà nghĩ, nhưng Gozia thấy cho dù mình có thua thì tham sẽ là người thắng. Nghe vậy, Jotsajin không hiểu ý cô nói. Gozia nói rằng kể từ lần đầu gặp bà, cô đã thấy bà rất giống tham, hai người đều vì thắng lợi mà bất chấp tất cả. Nhưng hiện giờ anh ấy đã thay đổi rồi, anh ấy hiền lành hơn, biết nhận thua và thương người khác. Anh ấy không phải là tham mà bà biết nữa. Cho dù hai người họ không ở bên nhau, bà cũng đã vĩnh viễn mất tham rồi. Jotsajin nhẹ nhàng vuốt tóc thể hiện sự nho nhã. Bà cho rằng Gozia thật sự rất kỳ tích nếu đã thay đổi được tham, nhưng tất cả những điều kinh khủng mà bà đã làm đều là có nguyên nhân, bà bắt buộc phải làm vậy. Đồng thời bà muốn nói với cô một chuyện rất quan trọng. Bên cạnh đó mấy anh bạn an ủi tham, nói rằng Gozia là cô gái rất kiên cường, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Gozia ra ngoài gọi điện thoại cho tham, hẹn gặp anh. Hai người đến chỗ hẹn hò đầu tiên nơi có bánh xe khổng lồ. Tham hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì mà mặt ủ rũ rồi. Gozia nói mẹ anh đã hiểu mọi chuyện, bà ấy sẽ không làm phiền hai người nữa. Tham đau lòng ôm lấy cô, Gozia muốn anh đưa đi chơi. Tham vừa đi vừa ôm cô còn chụp ảnh giúp cô. Khuôn mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Đến tối, hai người đứng bên lan can nói chuyện. Gozia hỏi anh muốn sống cuộc sống như thế nào trong tương lai. Tham nói mình chỉ muốn ở bên cạnh cô. Sau này sẽ điều hành tập đoàn, nhưng anh sẽ không làm điều mà mẹ muốn. Anh sẽ đặt con người lên hàng đầu chứ không phải tiền bạc. Anh muốn thay đổi tập đoàn thành thứ có trái tim. Là cô đã khiến anh có suy nghĩ như vậy. Mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng anh tin mọi chuyện sẽ ổn. Mẹ anh rồi cũng sẽ phải nghỉ hưu, giờ anh phải chuẩn bị thật tốt. Anh tin sự lựa chọn của mình sẽ sáng suốt. Quay lại trước đó, Jotsajin nói với Gozia, bà biết hiện giờ Tham rất ghét mình. Nếu như anh nối tiếp sự nghiệp gia đình, có khả năng sẽ thay đổi toàn bộ kế hoạch, nhưng anh chỉ là một đứa trẻ trong giới làm ăn. Tập đoàn có rất nhiều kẻ địch, họ sẽ cho rằng anh là đồ ấu trĩ, sẽ tìm mọi cách để dìm anh xuống. Anh cần thời gian để biến kẻ thù thành đồng minh, dùng hướng đi mới để thuyết phục họ. Vấn đề lớn nhất bây giờ là thời gian. Có một chuyện Tham không biết, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như bây giờ, mọi thứ sẽ sụp đổ. Vì vậy Gozia nên biết Jotsajin muốn cô làm gì. Gozia đứng im dưới trời mưa, Tham hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Gozia nói mình muốn chia tay, Tham không cần nghĩ đã xác nhận là mẹ mình làm, bà ấy rốt cuộc đã nói gì với cô. Gozia nói bà ấy đã cho cô một tờ sách nhưng thực ra là đưa cho cô một tờ giấy chẩn đoán. Bà bị ung thư não, nếu bà chết mọi thứ sẽ bị hủy hoại, bao gồm cả cuộc đời của Tham. Cách duy nhất có thể khiến Tham sống tiếp chính là Gozia, bởi vì cô là người duy nhất có thể thay đổi anh ấy. Chỉ cần cô rời xa anh mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Giờ bà chỉ còn là một bà mẹ sắp chết, cầu xin cô hãy cứu lấy Tham. Bà đau khổ ôm lấy Gozia, quay trở lại hiện giờ. Gozia nói rằng mẹ anh đã cho cô một số tiền rất lớn. Tham nói cô coi anh như đồ ngốc ư, cô cho rằng anh sẽ tin sao. Gozia nói mẹ anh cho cô tiền vì muốn kết thúc mối quan hệ này. Chỉ đơn giản như vậy cô đã lấy tiền, anh biết thứ cô thiếu nhất là tiền mặt. Tham có chết cũng không tin, bởi Gozia mà anh biết tuyệt đối sẽ không lấy một xu từ mẹ anh. Gozia nói anh đã sai rồi, kể từ lần đầu gặp anh chỉ là vì chuyện này. Mọi thứ đều là kế hoạch của cô, hiện giờ cô đã có thứ mình muốn, cô muốn rời xa anh. Tham cầu xin cô hãy nói ra sự thật, đừng nói dối nữa được không? Gozia nói đây là sự thật. Tham gào lên hỏi cô đã nhận được bao nhiêu tiền, số tiền đủ để em rời khỏi anh. Tham vẫn chưa tin, anh điên cuồng đập xuống mặt đất. Gozia nói anh quá ấu trĩ, hãy mau mau trưởng thành lên. Đây là lời khuyên cuối cùng cô dành cho anh. Sau đó cô tháo sợi dây chuyền anh tặng cho cô xuống, nói rằng muốn trả lại anh. Tham hất tung nó đi, sau đó đau lòng bỏ đi. Gozia đến bến tàu quyết định rời khỏi nơi này. Quản gia nhà Tham bất ngờ xuất hiện, hỏi cô thật sự kết thúc như này sao? Gozia mà bà biết sẽ dễ dàng từ bỏ mọi thứ ư, bà sẽ đợi cô quay lại. Gozia ngồi trên xe, một chiếc hộp đột nhiên bị rơi xuống. Cô nhặt nó lên mở ra xem, thì ra tối qua sợi dây chuyền bị rơi xuống cống. Gozia quỳ dưới đất hoa khóc, cuối cùng vẫn nhặt được nó lên. Cô nhìn vào sợi dây chuyền mưa sao băng mà đau khổ tột cùng. Trợ lý báo cáo với Jotsajin nói rằng Gozia đã rời khỏi nơi này, Tham cũng chấp nhận đi Singapore học kinh doanh. Jotsajin lệnh cho ông sa thải tên giám đốc cũ đi, để Tham ngồi vào chỗ đó. Sau đó đốt tờ giấy chẩn đoán ung thư, bà nói từ nay trở về sau, bọn họ chỉ cần ngồi chờ thôi. Jen đi khắp nơi tìm Gozia, người dân hỏi cô là bạn gái của anh sao. Jen chỉ nói cô là một người rất quan trọng với anh. Tham tiếp quản vị trí quan trọng của tập đoàn, bắt đầu công cuộc đẩy mạnh kinh doanh, quyết định đổi nhân lực của tập đoàn. Jotsajin vô cùng hài lòng về mọi việc anh làm. Chị gái Tia nói với anh làm như vậy có phải rất quá đáng không? Tham nói những kẻ vô dụng không nên ở lại đây, công ty của bọn họ không phải nhà từ thiện. Tia nói anh đã biến thành một người giống hệt mẹ. Cô thích Tham khi ở bên cạnh Gozia, tại sao anh lại thay đổi như vậy? Tham nghe xong thì phẫn nộ đập bàn. Jotsajin bước vào nói, không cần nhắc đến chuyện vô dụng của quá khứ nữa, điều cần thiết bây giờ là gây dựng tập đoàn. NJ gọi điện cho Jen, hỏi anh đang ở đâu, mình rất lo lắng cho anh. Jen nói mình chỉ muốn tìm Gozia, hỏi cho rõ nguyên nhân mọi chuyện. NJ nói một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm thấy cô ấy mà thôi. Khi ấy bầu trời bỗng xuất hiện mưa sao băng, Canning lặng lẽ ướt thầm. Jen cũng trầm mặc nhìn ra ngoài, Tham đứng trước mặt đối tác, bị họ kịch liệt phản đối. Còn ném giấy vào người anh, nếu anh không xem xét lại, sẽ kiện cả công ty. Jotsajin kêu anh ta thử kiện xem, sau đó hỏi mọi người có ý kiến gì nữa không.
Tham chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Gozia. Anh cố gắng để kiểm soát tâm trạng bình tĩnh lại. Vừa ra ngoài thấy Gen đang đợi mình, Tham hỏi anh tại sao lại đến đây. Gen nói bởi vì mình không thể liên lạc cho anh, sau đó cho anh xem bức ảnh trong điện thoại. Gen nói mình đã tìm được Gozia, anh biết cô đang ở đâu. Gozia quay về khu vườn trồng hoa quả của bà cô, đoàn tụ với gia đình xa cách đã lâu. Bố mẹ hỏi cô tại sao lại đến đây, Gozia im lặng, hai ông bà cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng được đoàn tụ thế này, ai ai cũng đều rất vui và hạnh phúc. Sau đó Gozia bắt đầu lao vào làm việc, cô và em trai cùng chèo thuyền hái dừa, sau đó đem ra chợ bán, nhưng lại bị thương lái ép giá. Gozia hỏi tại sao giá lại thấp như vậy. Ông chủ nói cho câu chuyện cô chưa biết, khi ấy cô mới ngớ ra. Người cô kia sau khi lừa rất nhiều người đã biến mất, bố mẹ đang trả nợ thay cô. Cùng lúc chủ nhà lại tăng giá thuê, thị trường nông sản thì hạ giá đến nghẹt thở. Buổi tối Gozia xem video mà Canning gửi đến, nhớ mọi người đến nỗi bật khóc. Tham xem xong bức ảnh của Gozia, Gen nói mình biết chỗ ở của cô, hiện giờ có lẽ cô ấy đang rất khổ sở. Tham thức giận hỏi anh nói với mình chuyện này làm gì, là Gozia đã bỏ anh, giữa hai người hiện giờ đã không còn mối quan hệ gì nữa. Gen hỏi anh có chắc chắn không, anh ấy vẫn tin rằng hai người họ còn yêu nhau rất nhiều. Kết quả bị Tham hất tay ra, anh trách Gozia lấy được tiền nên bỏ anh, đây là sự lựa chọn của cô ấy. Bên kia, Joshua Jin đứng một bên cười bí hiểm bởi vì vườn hoa quả nhà Gozia đã bị bà ta mua lại. Mục đích chính là chặn mọi đường sống của Gozia, Tham cũng vứt hết những tài liệu liên quan đến Gozia đi. Ở bên này một nhóm người đang đứng trước cổng nhà Gozia biểu tình, không trả tiền nợ họ sẽ không đi. Gozia chạy đến, nghe đến số tiền nợ thì cô vô cùng sốc. Khi Joshua Jin mở cuộc họp, phát hiện Tham không đến, bà lập tức bỏ công việc đi tìm anh. Khi ấy một chiếc xế hộp đang phóng nhanh trên đường, các nông dân đang thi nhau đòi nợ nên xảy ra ẩu đả. Đúng lúc này một chiếc xe bất ngờ xuất hiện nơi đây. Gozia không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, Tham thực sự đến bảo vệ cô thật sao? Thì ra là cô đang ảo tưởng, nhưng vừa quay đầu lại thì chiếc xe thật sự xuất hiện. Người bước xuống xe là Gen, mỗi lần Gozia gặp nạn đều là Gen đứng ra giúp đỡ, anh đứng ra nói mình sẽ trả không sót đồng nào. Một người lên tiếng nói tổng cộng hết 230.000 bạt, anh có không? Gen vừa mở ví ra thì bắt đầu lúng túng, mọi người còn tưởng anh không có tiền. Gen nói mình để tiền trong xe, sau đó trả tiền cho từng người dân một. Sau khi không còn ai ở đây, Gen quay sang lau bụi giúp Gozia còn ân cần gỡ lá trên tóc cho cô. Anh nói lần này hãy để anh giúp cô. Gozia nói anh đến đây khuyên cô quay lại sao, cô sẽ không bao giờ quay về. Gen nói anh chưa nói sẽ khuyên cô về, làm chút gì đó cho anh ăn trước được không? Gozia nấu tạm cho anh gói mì, Gen một chút cũng không chê bai còn khen nhất định sẽ rất ngon. Sau đó anh nói mình muốn ở lại đây, Gozia còn tưởng anh nói đùa, kết quả mới sáng sớm anh đã giúp cô giặt quần áo. Gozia dậy sau thấy vậy, nói anh không cần làm như vậy, ở đây không phải trang trại tham quan, cuộc sống rất khổ cực. Gen nói vậy hai người cùng cá cược đi, nếu anh có thể làm được, cô sẽ phải để anh ở lại đây. Sau đó Gen giúp cô và em trai hái dừa. Khi bố mẹ Gozia chèo thuyền tới, không cẩn thận bị kẹt. Gen trực tiếp nhảy xuống nước, giúp họ gỡ thuyền ra, còn tiện tay nhặt dừa rụng. Gozia nói mặc dù Gen làm rất tốt, nhưng việc bán được hay không mới là khó nhất. Kết quả Gen dùng chiêu mua một quả sẽ được chụp hình với anh nên chỉ một lúc đã bán hết sạch. Còn bán đắt hơn cả bình thường, Gozia nói anh gian lận, anh dùng mỹ nhân kế thì sao cô đọ nổi. Gen nói anh cũng không ngờ bán nhanh như vậy, nếu cô không muốn cá cược thì hủy nó đi. Gozia đành chịu thua, hỏi anh muốn cô làm gì. Gen nói mình muốn đi chơi, thế là ba người cùng ra biển. Gen hỏi cô kể từ khi bỏ đi chắc cô chưa từng được thư giãn như thế này. Gozia nói cô phải quay về làm việc không có thời gian rảnh rỗi. Gen nói đương nhiên là được, tại sao cô luôn phải tự tìm rắc rối cho bản thân. Gen cố tình tiến sát lại, Gozia hỏi anh định làm gì. Kết quả em trai bất ngờ bế cô xuống nước, sau đó Gen cũng bị kéo xuống. Đã lâu như vậy, họ mới được thư giãn thoải mái như này. Đến chập tối, Gen ngồi trên bãi đá vẽ tranh. Em trai Gozia bước đến gần anh nói, kể từ khi chị gái về đây vẫn chưa thấy chị cười, nên cậu cảm ơn Gen đã đem lại tiếng cười cho chị ấy. Ngày ngày chị ấy chỉ nghĩ trả nợ giúp bố mẹ, cậu không muốn chị bị nhốt mãi ở đây. Gen nói con người sẽ có lúc khó khăn, nhưng phải dũng cảm vượt qua nó. Gozia nửa đêm tỉnh dậy phát hiện Gen không ở trong phòng, vén màn lên nhìn thấy bức tranh anh vẽ về cô. Khi ấy Gen gọi điện đến, nói mình đang ngoài chợ, hỏi cô đến đón anh được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Bên cạnh đó, rất nhiều người đã tụ tập trước công ty của Tham. Bỗng nhiên một người chạy đến bắt lấy anh, cầu xin anh cho mình đường sống. Joshua Jin lệnh cho an ninh đuổi ông ta ra ngoài, gia tăng thêm nhân lực bảo vệ. Tham nói ông ta đã hợp tác với công ty mình lâu như vậy, thật sự không cần bồi thường cho họ sao? Joshua Jin nói không cần quan tâm đến mấy người, họ chỉ cần làm tốt việc của anh. Nếu như gia tộc Pajamon gặp rắc rối, họ cũng chỉ biết sầu đổ bìm leo mà thôi. Kinh doanh là như vậy, họ sẽ lật mặt với bạn bất cứ lúc nào. Tia tìm Joshua Jin kêu bà làm như vậy là trái với đạo đức. Mẹ đi tiếp cận các nhà đầu tư khác rồi lấy tiền đi thành lập 3 công ty mới. Và tất cả công ty này sẽ thay thế tất cả các nhà cung cấp của bọn họ, khiến bên kia bị phá sản. Chuyện này Tham không hề biết tí gì, Joshua Jin nói rằng làm kinh doanh là phải vô tình. Tia bất lực khuyên năn Tham nhưng bị Joshua Jin chặn họng. Sau đó bà kêu Tham đưa ra quyết định, Tham ký xong tên vừa đi ra ngoài phòng làm việc liền bị người khác bắt cóc. Gen nửa đêm hẹn Gozia ra ngoài gặp mặt. Gozia hỏi anh có ý gì, Gen hỏi cô thật sự muốn sống mãi ở đây sao. Gozia nói ở đây rất tốt, cô quyết định sẽ không quay lại Bangkok nữa.
Zen nói vậy anh cũng sẽ ở đây. Gojia kêu anh đừng đùa nữa. Anh không thuộc về nơi này, anh có cuộc sống tốt như vậy. Zen khuyên cô không cần quan tâm anh, chỉ cần trả lời anh là được rồi. Nếu như anh ở đây, cuộc sống của cô sẽ tốt hơn. Gojia khuyên anh đừng nên làm như vậy nhưng Zen đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ xây một phòng khám ở con phố kia còn có thể chăm sóc cho vườn cây của cô. Bọn họ có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh nói ban đầu anh muốn đưa cô đi nhưng giờ nghĩ lại ở đây cũng rất tốt. Cô không cần làm gì cả chỉ cần đồng ý với anh là được. Anh sẽ khiến cô hạnh phúc. Gojia cảm động khóc không thành tiếng. Zen cầm lấy tay cô. Gojia bất ngờ bật cười. Thật sự quá thần kỳ với cô. Mọi chuyện nghe thì có vẻ rất ổn. Giống hệt như một giấc mơ nhưng trong giấc mơ của anh sẽ không thể có cô. Nhưng cô nói lời xin lỗi anh. Zen nói cô căn bản không quên được Tham bởi vì anh ấy mới là gia đình của cô. Có đúng không? Gojia đau lòng òa khóc. Zen dịu dàng xoa đầu cô. Gojia nói mình là kẻ ngốc nhất thế gian này. Zen cho cô xem một video, trong đó Tham đang bị bắt cóc. Gojia vừa xem liền hoang mang, kết quả Kevin và MJ cũng xuất hiện trong video. Tham vẫn chưa hiểu họ định làm gì, Kevin và MJ giải thích mẹ Tham quản anh nghiêm như vậy. Nếu như không bắt cóc anh, sao anh có thể ở đây được? Kevin bắt đầu giảng giải, rõ ràng Tham biết mọi chuyện nhưng lại khiến chuyện xấu tiếp tục xảy ra. Đây là chuyện anh nên làm sao, MJ kêu anh ngoan ngoãn ngồi nghe. Kevin cho rằng anh đang đi ngược lại với trái tim mình. Ngay từ đầu anh đâu có thích kinh doanh, anh chỉ sợ tin tưởng người khác, nhưng anh có thể tin tưởng bạn bè. Tham nói họ không hiểu vết thương mà anh phải chịu được, sao họ có thể hiểu anh được? MJ nói cho dù anh có suy nghĩ như thế nào, họ cũng sẽ ủng hộ anh hết mình bởi vì bọn họ là F4. Trong lòng Tham là một mớ hỗn độn, anh dùng hết sức cởi dây trói khiến hai cậu bạn sợ mất mật. Tham xông về phía họ, sau đó không kìm được nước mắt mà òa khóc. Còn anh thừa nhận mình vẫn còn yêu Gojia, bên kia, tất cả chuyện Zen vừa làm cũng chỉ muốn cô thừa nhận mình còn tình cảm với Tham. Anh cười dịu dàng với cô, nói rằng mỗi năm anh đều xem dữ liệu của bệnh viện. Nếu như Josh Sajin mắc bệnh ung thư anh nhất định sẽ biết đầu tiên, vậy nên cô đã bị bà ta lừa. Gojia biết mình bị lừa, liền ra sức hết lớn xin lỗi Tham, mình quả thực là một con ngốc. Cảnh tượng ấy khiến Zen nhớ đến lần đầu anh gặp cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là Gojia ngây thơ lương thiện như ngày đầu. Gojia lập tức chạy đi tìm Tham xin lỗi. Mấy anh bạn nhận được tin nhắn Zen gửi đến, Josh Sajin đang mở cuộc họp. Tham bất ngờ xông vào cắm USB vào máy tính tuyên bố mình sẽ xem xét lại chính sách. Josh Sajin hỏi anh muốn làm gì, Tham nói lần này bà phải nghe theo anh. Khi ấy Gojia và mọi người đã đứng dưới đợi Tham. Tham bắt đầu nói về kế hoạch trong tương lai. Tập đoàn sẽ bỏ ra 3 tỷ để giúp đỡ cho tất cả các nhà cung ứng để họ có thể vượt qua cơn nguy kịch này. Anh dõng dạc nói với mọi người, chúng tôi không muốn thiếu bất kỳ cánh tay đắc lực nào. Tia cũng phải bất ngờ vì thái độ của em trai, Tâm vẫn ngầu bá cháy chủ trì cuộc họp. Anh nói khi tất cả chúng ta cùng liên minh đứng dậy, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện sức mạnh của mình. Trước mắt Thái Lan ngoài 3 tập đoàn lớn sẵn sàng chào bán với giá 3 tỷ bạt, phần còn lại trông cậy vào tất cả mọi người. Đây là con đường mà chúng ta cần bước trong tương lai. Mọi người đồng ý bước tiếp cùng tôi chứ? Josh Sajin ra hiệu bằng mắt với trợ lý. Trợ lý bước đến nói Tham có thể dừng lại rồi. Josh Sajin xin lỗi về chuyện ban nãy, Tham chỉ muốn cho mọi người thấy mặt tốt. Nhưng vấn đề hiện tại không phải như vậy, kết quả tất cả mọi người đều đồng tình với kế hoạch của Tham. Josh Sajin hoàn toàn sụp đổ, Tham xé bảng kế hoạch lúc trước. Anh bất ngờ nhận được tin nhắn nói Gojia đã đến. Tham vội vàng chạy ra ngoài, trên đường đi anh va phải một bảo vệ đeo khẩu trang. Anh bất ngờ nhớ lại, người này chẳng phải là người đã cầu xin anh cho mình một con đường sống hay sao. Anh dự cảm có chuyện chẳng lành, đồng thời dây giày của Gojia cũng bất ngờ bị đứt. Lúc này, Tham xông đến đỡ lấy nhát dao cho mẹ rồi ngã mạnh xuống đất. Các phóng viên ra sức chụp ảnh, Josh Sajin đứng ngây ngơ tại chỗ. Sau đó Tham được đưa đến phòng cấp cứu, Josh Sajin nhắc nhở thuộc hạ lập tức ra tay trả thù. Tia bước đến nói, mọi chuyện đều là hậu quả mà bà gây ra. Gojia đang gấp sao cầu nguyện, chuẩn bị quà hồi sức cho Tham. Zen an ủi cô nói Tham nhất định sẽ không sao. Khi ấy, anh nhận được điện thoại nói Tham đã tỉnh, thế là cả nhóm cùng đến bệnh viện. Nhưng lúc này, Josh Sajin đang quát lớn với bác sĩ. Bác sĩ nói đầu của Tham bị va đập mạnh có khả năng sẽ bị mất một phần trí nhớ. Josh Sajin bước đến hỏi Tham còn nhớ mấy người này không, kết quả anh đều nhớ tất cả. Josh Sajin lại cho anh xem ảnh của Gojia, Tham nói mình không nhận ra. Một điều trùng hợp ký ức bị mất đi toàn bộ đều liên quan đến Gojia. Josh Sajin nói anh sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn. Anh đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi đúng không? Tham gật đầu đồng ý. Sau khi anh được đưa ra phòng bệnh, Gojia lập tức xông đến. Tham hỏi cô là ai, tại sao lại động vào anh, còn mắng cho cô một trận. Tia bước đến đau lòng ôm lấy Gojia, nói đầu của Tham bị tổn thương rất nặng. Anh ấy đã không còn nhớ cô nữa. Hiện giờ Josh Sajin lợi dụng cơ hội này, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của bà ta. Josh Sajin cấm không cho mọi người gặp Tham, còn muốn xóa toàn bộ ký ức của Gojia khỏi cuộc sống của anh. Về đến nhà, mấy anh bạn tin rằng Tham sẽ hồi phục trí nhớ. Mọi người cùng nghiên cứu kế hoạch của Josh Sajin, muốn giúp Tham lấy lại ký ức. Tham nói với mẹ mình muốn gặp bạn, nhưng Josh Sajin nói anh nên chuyên tâm tiếp quản công việc của gia tộc. Đừng nên quan tâm đến điều khác, trợ lý đem thuốc hồi phục trí nhớ đến cho anh. Josh Sajin cầm lên nhìn một hồi, không do dự mà ném đi. F4 liên hệ với bà quản gia của Tham, vạch ra kế hoạch chi tiết để Gojia lén lút vào nhà, mọi thứ còn lại sẽ để cô lo liệu. Josh Sajin vừa đi, Gojia chạy vào bịt miệng Tham, an ủi anh đừng sợ, cô chỉ đến đây để nói với anh một chuyện. Cô lấy ra tấm ảnh chụp chung của hai người, nói rằng mình là bạn gái của anh.
kể lại câu chuyện quá khứ của hai người, còn lấy ra một hộp bánh quy và con gấu mà Tham đã tặng cô. Tham cho rằng cô là kẻ lừa đảo căn bản không hề nhớ mấy thứ này dù chỉ một chút, còn đẩy Gojia ra xa, sau đó còn chê cô nghèo thế này, sao mà xứng làm bạn gái anh được. Kết quả bị Gojia đá một cú ngã lộn mèo, cô nắm lấy cổ áo anh, dạy cho anh một bài học. Mấy lời nói ấy dường như đã dẫn lối cho những ký ức khiến đầu Tham đau như búa bổ. Anh nói mình bỗng có cảm giác quen thuộc khi ấy Jot Sajin bất ngờ về nhà. Bà ta nắm lấy tay Gojia, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, rồi kêu bảo vệ lôi cô ra ngoài, sau đó còn mắng cô một trận. Gojia hỏi bà tại sao lại ác như vậy, không chịu chữa trị cho con trai. Tất cả chỉ vì ước mơ làm bá chủ thế giới của bà ta, Tham chỉ là con rối trong tay bà. Vừa dứt lời, cô liền bị Jot Sajin tát cho một cái, nói cô thì biết cái gì, mọi thứ bà làm đều là vì tốt cho Tham. Sau đó đuổi cô ra ngoài cổng, Gojia cứ như vậy đứng suốt mấy tiếng đồng hồ. Bầu trời bỗng đổ cơn mưa, Gojia đứng đến tối vẫn chưa chịu đi. Tham vẫn đang rất đau đầu còn phát cáu với bác sĩ. Jot Sajin cứ như vậy đứng nhìn Gojia đội mưa. Tia không chịu được nữa mà chạy đến cầu xin, nói Gojia chỉ là vì Tham mà chiến đấu thôi, hãy để Tham được nhận hạnh phúc đáng lẽ anh ấy nên có. Jot Sajin cầm ô bước ra cổng, hỏi Gojia vẫn muốn làm mấy chuyện ngu ngốc sao, cho dù cô có chết bà cũng sẽ không cho cô gặp Tham. Gojia nói cô có thể hiểu mọi chuyện bà làm, bà đã cống hiến cả đời cho Tham, nhưng cô cũng yêu anh ấy, giống như bà yêu anh ấy vậy, chỉ là cách thức của hai người khác nhau, nhưng bà đã từng hỏi anh ấy thực sự hạnh phúc chưa. Jot Sajin nói đây là cuộc đời của Tham. Tham sinh ra là để kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Gojia nói với bà Tham từng nói, anh ấy không thích cuộc sống như này. Trên bàn ăn không có tiếng cười, cả căn phòng lạnh như băng, một chút không khí gia đình cũng không có. Cho dù cô không thể ở bên anh ấy, cô cũng muốn cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc. Jot Sajin nhớ lại những việc mà mình đã làm, từ nhỏ đến lớn, bà đều vô cùng nghiêm khắc với Tham. Jot Sajin chậm chậm nhắm mắt lại, khi ấy Tham đứng phía sau, anh phủ định mọi lời nói của Gojia, rằng mình không phải người như cô nói. Anh là người thừa kế của tập đoàn hàng đầu Thái Lan, đây chính là ước mơ của anh. Cô đừng giả vờ quen biết anh nữa, bởi vì những người quen biết anh đều không dám lớn tiếng với anh như này. Jot Sajin đứng chôn chân tại chỗ, Tham đã bị tẩy não thật rồi, hoàn toàn biến thành người khác. Tham phẫn nộ đuổi Gojia đi. Gojia khóc như mưa nói rằng, nếu như cô không thể thay đổi anh nữa, vậy thì chúc mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với anh. Em yêu anh, Tham tiếp tục mắng cô mau cút đi. Gojia đau lòng bỏ về, Tham nói với mẹ chúng ta vào nhà thôi. Jot Sajin đứng ngây người nhìn lên bầu trời, dường như đã có chút lay động. Khi ấy mưa cũng đã tạnh, một ngôi sao băng lướt trên bầu trời. Ca Ninh đứng ngoài cầu nguyện, Tham nhặt được sợi dây truyền hình mưa sao băng bị rơi. Ký ức một lần nữa ùa về, anh bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, cơn đau đầu lại lên đến đỉnh điểm. Sự lương thiện của Jot Sajin bỗng trỗi dậy, bà ra lệnh mở cửa. Tham xông ra ngoài, anh đuổi theo Gojia, hỏi cô đây là sợi dây chuyền mà anh đã tặng cô sao, tại sao anh lại tặng nó cho cô. Gojia nói bởi vì chúng ta là người yêu của nhau. Tham một mực phủ định, chẳng phải anh vẫn chưa có bạn gái sao, sau đó thì ho như cuốc. Gojia bội chạy đến đưa thuốc cho anh, khi hai người giằng co với nhau, Tham dường như đã nhớ lại cảnh Gojia từng bón thuốc cho mình, cô ép anh nằm xuống đùi mình rồi bón thuốc. Tham cuối cùng đã nhớ ra khi anh nằm trên ghế sofa, Gojia đã chủ động hôn anh. Anh nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra của hai người, luôn miệng nói xin lỗi Gojia, anh lại khiến cô phải tổn thương rồi. Sau đó còn chụp ảnh gửi cho mấy ông bạn, ai ai cũng vui thay anh, Ca Ninh nhìn thấy cũng kích động hết lớn. Hai người ngồi bên đường, Gojia cứ như vậy dựa vào vai anh mà ngủ. Sau đó Tham nói rằng mình phải sang Mỹ học cách kinh doanh tập đoàn, phải rời xa cô một khoảng thời gian. Hai người lưu luyến không nỡ rời xa, Gojia thấy anh đã đủ trưởng thành, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó mấy anh bạn ngày nào cũng đến tìm Gojia, hóa ra Tham giao mọi chuyện cho họ, nhất định phải chăm sóc tốt cho Gojia. Gojia bắt đầu đi học trở lại, Jen lên sân thượng tìm cô, còn đem quà tốt nghiệp mà Tham gửi đến, đó là một chiếc váy vô cùng xinh xắn. Trong buổi lễ tốt nghiệp của Gojia, các đàn anh đều có mặt, Gojia còn đang bận chuyển nhà. Mẹ nói mọi chuyện cứ giao cho bà, kêu cô mau đến lễ tốt nghiệp, kết quả em trai không may làm rơi bộ lễ phục vào vũng vùng. Lần này thì thảm rồi, mấy anh em vẫn đang gấp gáp đợi Gojia, cô chạy một mạch đến nơi lại thấy buổi lễ đã kết thúc, cô tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất. Kết quả nhặt được một tấm thẻ đỏ ở đó, bên trên là hướng dẫn chỉ đường, Gojia đi theo nó đến nhà thể chất của trường. F4 bất ngờ từ đâu xông ra, dọa Gojia sợ hãi một phen, MJ nói chủ nhân chiếc thẻ đỏ đang đợi cô. Gojia bước vào trong, phát hiện trên màn hình là những ngôi sao băng. Sau đó Tham xuất hiện trên màn hình, anh hỏi chiếc váy anh tặng cho cô đâu. Gojia nói nó bị bẩn rồi, Tham nói không sao, như vậy cũng tốt, em nhớ anh rồi đúng không? Mấy anh bạn không nghe lọt tai nữa, quay người dỗi bỏ đi, bất ngờ họ cũng xuất hiện trong video. Gojia thấy vậy thì không hiểu chuyện gì, hỏi sao các anh lại vào đó được. Lúc này Tham bước ra từ trong video, đây quả là một bất ngờ lớn với cô, Gojia vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tham bấm tay một cái, tất cả đèn đều bật sáng và tất cả mọi người đều bước ra, thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Tham, anh nói mình đã xử lý xong tất cả công việc. Hiện giờ anh đã chuẩn bị tốt, sau đó thì quỳ xuống đất, kết quả chỉ là chỉnh dây giày, tất cả mọi người bắt đầu tận hưởng bữa tiệc. Nhóm F4 lần lượt khiêu vũ với Gojia, cuối cùng cô và Tham cùng hòa vào giai điệu nhạc. Gojia nói với anh bạn trai oan gia ngõ hẹp của mình, em yêu anh rất nhiều. MJ bất ngờ nói đèn sẽ tắt trong vòng 10 giây, kêu hai người muốn làm gì thì làm. Câu chuyện kết thúc ở đây, mong các cô gái trên thế giới đều dũng cảm đấu tranh cho những gì mình yêu thương.
Các chàng trai luôn tỏa sáng rực rỡ, năm mới chúc mọi người đều trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.